chương 241, pháp khí bổn mạng ra là thế. Thật lâu sau, tiêu phàm thì thảo tự nói. Ánh mắt của mọi người nhìn qua. Cơ khinh xa đặc biệt để ý tới. Lúc tiêu phàm thăm dò tình hình ở đây, cô cũng không nhàn rỗi. Phong thủy của phái Hà Lạc cũng là truyền thừa chính cống. Nếu tình hình ở đây khác thường, cơ khinh xa tự nhiên cũng phải thăm dò. Không có kết quả gì. Lực che đậy ở đây rất lớn, khiến cơ khinh xa rất khó thi triển pháp thuật nói một cách nghiêm chỉnh thì cô có thi triển pháp thuật nhưng không có kết quả theo lời nói của tiêu phàm đã rất rõ ràng rồi tiêu phàm đã tìm được nguyên nhân tơ khinh sa liếc nhìn huyền vũ giáp trắng tuyết trên tay tiêu phàm trong mắt người ngoài huyền vũ giáp ngoài vẻ đẹp tinh xảo ra thì không giống với những mai rùa khác tơ khinh sa cũng chỉ là cảm thấy linh khí của huyền vũ giáp khác thường không cảm giác được những điều khác tiêu phàm thôi động huyền vũ giáp dùng thần niệm khai thông huyền giáp Cô ở bên cạnh nhìn, làm sao có thể nhìn thấy gì chứ? Nơi này không phải là một cổ mộ bình thường, có lẽ căn bản nơi này không phải là một cổ mộ, mà là một địa cung cất giấu đồ. Nhưng người tu sửa mê cung dưới đất này, rất rõ ràng là người cùng ngành như chúng ta, hơn nữa trình độ rất cao thâm. Y bày ra sát trận này chính là vì muốn bảo vệ địa cung. Có điều là trải qua thời gian lâu, âm sát khí trầm tích ở trong này dần dần biến thành một lực cắn nuốt cực kỳ cổ quái phải chấn áp lực cắn nuốt này quả là một việc rất khó. Tiêu phàm chậm rãi nói. Những người khác nghe được cái hiểu cái không, cơ khinh xa lại khẽ gật đầu. Chấn áp lực cắn nuốt này kỳ thật chính là tiêu phàm phải đọ sức cách thời gian với người đã bày ra lúc trước. Địa cung này không biết đã tồn tại bao lâu rồi, không biết có liên quan gì tới đông phương sóc, đối với cơ khinh xa mà nói, đều là ẩn số. Audio điện tử võ tấn bền Cô chưa quen với việc đào mộ. Nhưng bất kể như thế nào, giao đấu cách thời với một vị tiên hiền cổ đại, siêu sao pháp thuật đều không phải là chủ ý hay. Thắng rồi cũng không có gì đáng để khoe, cũng không biết là ai sẽ thắng. Nếu thua chính là một đại họa. Việc như vậy ai sẽ làm chứ? Vậy chẳng phải chúng ta không vào được sao? Uyển Thiên Thiên hỏi. Cô càng biết rõ hơn ai hết sự lợi hại của lực cắn nuốt này. Mặc dù hiện tại đi bên cạnh Tiêu Phàm, không có trở ngại nào, nhưng đây là bên ngoài địa cung một khi đi vào trong địa cung lực cắn nuốt càng mạnh hơn tiêu phàm khẽ cười nói chân áp không phải là cách giải quyết duy nhất vẫn còn nhiều cách khác uyển thiên thiên cười giơ ngón cái về phía tiêu phàm làm vẻ mặt đáng yêu bản tính không thay đổi vừa mới khỏe lại lập tức hồi phục thói quen cũ giả bộ bé nhỏ vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy ánh mặt lạnh lùng của tân lâm uyển thiên thiên nhăn mặt cơ tổng tôi muốn mượn đồ của cô tiêu phàm nhìn qua cơ khinh xa nói đồ gì lạc giáp hai hàng lông mày xinh đẹp của cơ khinh xa khẽ dương lên cái gọi là lạc giáp chính là hình đồ cửu cung lạc thư lạc thư lại còn quy thư tương truyền có rùa thần xuất hiện trên sông lạc thủy trên mai rùa có thư nên gọi là lạc thư tất cả có chín ngôi đầu đội chín đuôi đạp một sườn trái ba xương phải bảy vai trái bốn vai phải hai chân trái tám chân phải 6, số 5 ở giữa lưng, không có số 10. Truyền nhân phái Hà Lạc chính tông, bên mình đều mang theo mai rùa, phía trên có khắc hình đồ. Trong thuật số, bao gồm kỳ môn độn giáp đều dùng cửu cung làm nền tảng. Nói một cách đơn giản, trong đó 1, 3, 7, 9 là dương, 2, 4, 6, 8 là âm, 5 ở giữa chính là một hình đồ cửu cung lạc thư tiêu chuẩn. Rất nhiều pháp thuật của phái Hà Lạc đều dựa vào lạc giáp mang theo bên mình mà tiến hành suy diễn. Một số truyền nhân không chính thống cũng tùy tiện vẽ một bức hình đồ cửu cung và mang theo bên người. Nhưng cơ khinh xa khẳng định không đến mức đơn sơ như vậy. Với tài lực của tập đoàn cơ thị, có mai rùa đẹp tinh xảo nào mà không thể tìm được, không thể điêu khắc ra chứ? Tiêu phàm mở lời mượn, lạc giáp, có thể thấy được tiêu phàm sớm đã biết cô là thuật sư, hơn nữa là truyền nhân phái Hà Lạc. Tiêu phàm từng đến thiên nam trà trang, lại chính miệng hỏi trà trang do ai thiết kế vì thế mới đoán được lai lịch của cơ khinh xa cũng chẳng có gì lạ cơ khinh xa không lập tức lấy lạc giáp ra trái lại hỏi tiêu nhất thiếu mượn lạc giáp làm gì lạc giáp này là pháp khí của cơ khinh xa thi triển rất nhiều pháp thuật mang trên người nhiều năm lấy chân nguyên bản mạng bồi dưỡng sớm cùng cô ấy tâm thần tương thông cũng giống như huyền vũ giáp và tiêu phàm không làm rõ tiêu phàm mượn lạc giáp làm gì làm sao có thể dễ dàng đưa được nếu tiêu phàm mượn mấy chục triệu thì cơ khinh xa sẽ vui lòng nửa câu cũng không hỏi nhiều tiêu phàm cười nói cơ tổng đừng hiểu lầm tôi không có ác ý gì đâu lực cắn nuốt ở nơi này không thể chấn áp tôi muốn bày trận dẫn lực cắn nuốt và âm khí này đi ra ngoài đó là một trận đạo dẫn không phải dùng đấu pháp sát trận phong thủy này do tiên hiền cổ đại bày ra quả là lợi hại dù sao cũng đã lâu linh tính trôi giạt không ít mấy ngày trước bị đám người thiên thiên vô tình phá hư một góc, đã không hoàn chỉnh rồi. Cương ép chân áp, không có chỗ cho sát khí của pháp trận ngưng tụ, khẳng định phải làm khốn thú chi đấu. Chúng ta bố trí một trận đạo dẫn, dẫn sát khí ra phía ngoài. Tự tiêu tan, nói không chừng an toàn hơn, lấy lạc giáp làm pháp khí để đạo dẫn là thích hợp nhất. Cơ khinh xa trầm ngâm nói. Tiêu nhất thiếu, tôi vẫn không nghĩ rằng lạc giáp có thể dùng như thế. Lần này không phải cơ khinh xa hẹp hòi, dù sao Lạc Giáp có thể xem là pháp khí bổn mạng của cô, sự lợi hại của Lạc Giáp này người thường không thể nào lý giải được, dùng nó để làm pháp khí của pháp trận đạo dẫn, trước khi chưa làm rõ nguyên nhân hậu quả, cơ khinh xa không dễ gì đưa pháp khí bổn mạng của mình cho người ngoài. Cho dù là Tiêu Phàm cũng không được. Dù sao tối qua Trần Như nhượng được Tiêu Phàm ôm vào lòng chính là Uyển Thiên Thiên, không phải là cơ khinh xa giả thiết tối qua là cơ khinh xa và uyển thiên thiên đổi chỗ cho nhau có lẽ cơ khinh xa sẽ không do dự cũng giống như uyển thiên thiên bây giờ tiêu phàm bảo cô lấy thân xác làm pháp khí nói không chừng cũng sẽ làm đối với người đàn ông này trong mắt uyển thiên thiên chỉ là tin tưởng vô điều kiện tiêu phàm cũng không gấp gáp mỉm cười nói cơ tổng truyền thừa hà đồ lạc thư đã lâu là bắt nguồn từ bát quái lạc giáp là biểu tượng của cửu cung ở giữa đế tinh có thể hạ cửu cung Chính là bắc cực, dùng ở bắc đầu làm đế xa. Lạc thư cửu cung, số âm làm phụ, nằm ở bốn góc, thể hiện địa khí. Còn số năm ở giữa, chính là thổ khí, dựa vào ngũ hành sinh số làm chủ, gửi vượng tứ góc. Nơi này là miếu đông hoa đế quân, đông hoa đế quân là nam tiên chi tổ, chủ lý đông phương âm dương chi khí. Hiện nay địa cung đã rất rõ, lấy lạc giáp làm trận nhãn đạo dẫn, có thể kết nối cổ kim. Đến lúc đó mời cơ tổng cùng tôi thực hiện có lẽ có thể có lĩnh ngộ sâu sắc với tinh túy của Hà Lạc Đồ Thư. Câu nói này nói rất rõ ràng. Tôi biết lạc giáp là pháp khí bổn mạng của cô, nên mới cần dùng nó làm trận nhãn. Sát trận phong thủy nơi này đã lâu, hơn nữa giả danh Đông Hoa Đế Quân, có lẽ thật sự có liên quan đến Đông Phương Sóc. Trong truyền thuyết, Đông Phương Sóc là đệ tử của Đông Hoa Đế Quân. Nếu quả thật như vậy, lấy lạc giáp làm pháp khí trận nhãn, cô và tôi cùng thực hiện, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tinh túy của pháp thuật cổ nhân, thì cần phải xem mộ tính của cô. Truyền nhân chính thống của phái Hà Lạc và vô cực rất giống nhau, chân chính lĩnh mộ tinh túy của Hà Đồ Lạc Thư, uy lực to lớn, chỉ sợ không thua bất kỳ trường phái nào. Đã nói là trận đạo dẫn, không phải là trận đấu pháp, về mặt nguy hiểm sẽ không quá lớn. Trong lòng cơ khinh xa bỗng nhiên dâng lên một loại cảm động. Vị cao nhân của vô cực môn đương đại quả thật là khí phách vương giả. Chưa bao giờ coi trọng tài năng của mình, càng không ghen tị chèn ép truyền nhân pháp thuật khác, mà là vô tư tương trợ. Phong thái lãnh tụ, bừng bừng mà ra. Có lẽ xuất thân của tiêu phàm cũng có quan hệ lớn. Từ nhỏ sinh sống ở tiêu gia nhà quyền quý đại tộc, chiếm lấy quyền lực kim tự tháp, mưa dầm thấm đất, khí độ trí tuệ kia không thể so sánh tầm thường. Có thể nói, cơ khinh xa đã gặp qua không ít cái gọi là cường nhân kiêu hùng, khó tránh quá không phóng khoáng. Cơ khinh xa khẽ khom người, nghiêng cổ, Giơ tay nắm lấy sợi tơ màu đỏ trên cổ trắng như tuyết, chậm rãi kéo sợi tơ đỏ ra ngoài. Đầu cuối của sợi tơ màu đỏ là một mai rùa đen cực tiểu xảo, khoảng hai tấc, đen bóng loáng, có bảo quang lưu chuyển, linh khí kinh người. Cơ khinh sa đặt mai rùa đen trong lòng bàn tay trắng nõn, quan sát rồi sau đó đưa cho Tiêu Phàm. Một mùi hương ngào ngạt xông vào mũi. Nhưng mai rùa này Cơ khinh sa giấu bên mình, ngày đêm dính sát vào nhau không thể tránh khỏi mang theo mùi hương cơ thể không gì sánh được của cơ khinh xa. Thần sắc tiêu phàm nghiêm túc, hai tay nhận lấy, cẩn thận đánh giá, mỉm cười tán dương. Lạc giáp rất tinh tế, cơ tổng, bảo vật như thế này truyền lại bao nhiêu năm rồi. Giám định cổ vật là sở trường của tiêu phàm, chỉ là trước mặt cơ khinh xa và những người khác, tiêu phàm không tiện kể lại tỉ mỉ việc điều tra. Cảm giác đơn thuần cũng có thể biết được đây không phải là đồ vật gần đây chế thành. Cơ khinh xa cười nói. Nhất thiếu thật là có mắt tinh tường, không thể giấu được anh, đây là mẹ tôi truyền cho tôi, nghe nói là báu vật của ông ngoại truyền lại. Suốt cuộc lưu truyền bao nhiêu thời, tôi cũng không rõ. Nghe cơ khinh xa nói như vậy, tiêu phàm lập tức kích động, muốn đáp hai ngón tay cái lên mai rùa, tin rằng có thể tìm hiểu kết quả đại khái. Nhưng tiêu phàm không thật sự làm vậy, từ trước ngực cơ khinh xa lấy ra lạc giáp này, tiêu phàm làm như vậy, cho người khác cảm giác dường như là đang vuốt ve bộ ngực trắng nõn nà của cơ khinh sa. Hơn nữa cơ khinh sa chưa cho phép, liền chủ động đi điều tra niên đại của bảo vật nhà người ta, cũng quá mức vô lễ. Tiêu chân nhân chính là quân tử khiêm tốn nhất, nhất giáo chi tôn, làm sao có thể vô lễ như vậy được? Nếu làm cũng không thể ở trước mặt làm, cũng phải lấp liếm một chút. Tốt nhất cần phải có sự đồng ý của cơ khinh sa. Chương 242, giản sử phát triển pháp thuật Miếu đông hoa đế quân rách nát, nhưng người xây ban đầu cũng không hề làm đại khái. Diện tích cũng không coi là nhỏ, có đủ chính điện, thiên điện, hiên nhà. Mặc dù là cổ nát thê lương, nhưng kết cấu cơ bản của miếu thờ vẫn còn rất rõ ràng. Nhiều năm trước, tại sao cổ nhân muốn xây một ngôi miếu đông hoa đế quân ở nơi hoang vu, điều đó không thể nghĩ tới. Tiêu phàm không phải là nhà khảo cổ học, không có ý định làm rõ nguyên nhân. Rất nhiều chuyện trong tôn giáo, dùng lý do thế tục là rất khó giải thích rõ ràng. tiêu phàm chậm rãi bước vào miếu đông hoa đế quân. lực cắn nuốt này ngày càng không an phận, chỉ muốn tiến vào cơ thể của tiêu phàm. cả người tiêu phàm lưu chuyển hạo nhiên chính khí, đẩy lực cắn nuốt quỷ dị này ra ngoài. tập trung quan sát vẻ mặt của những người khác, ngoài huyền thiên thiên hơi không thích ứng ra, những người khác không có phản ứng khác thường nào. xem ra lực cắn nuốt này chỉ ra tay với người mạnh nhất, vì sao như vậy? càng làm tiêu phàm thêm hiếu kỳ. Đại điện vô cùng tan hoang, tượng thần của đông hoa đế quân vẫn còn đứng đó, chỉ là dày đặc mạng nhện, dối bù, nước sơn bong ra từng mảng, sớm không còn phong cảnh hiển hách năm đó nữa. Tiêu phàm chậm chậm tiến lên, làm lễ. Mặc dù vô cực môn chưa tính là truyền thừa đạo gia chính tông, nhưng cũng không hề coi thường đối với thần của đạo giáo. Trong truyền thuyết, Đông Phương Sóc là đệ tử của Đông Hoa Đế Quân, mà Đông Phương Sóc là tiền bối pháp thuật sùng bái vô cực môn, có quan hệ mật thiết với sư tổ trưởng giáo năm đó của vô cực môn, nghe nói thường xuyên cùng nhau bàn pháp thuật. Liên quan đến chuyện cũ đều có ghi lại trong vô cực thuật tàng. Đoàn người Uyển Thiên Thiên nhìn xung quanh thấy tiêu phàm nghiêm túc như thế, từng người họ cũng yên lặng, chắp tay thi lễ với tượng thần của Đông Hoa đế quân. Uyển Thiên Thiên thậm chí thì thào cầu nguyện. Lão thần tiên, đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với con con biết không nên đào địa cung của người, nhưng chúng con chỉ có làm vậy mới sống được, không đào không được, xin người thứ lỗi. Đột nhiên âm thanh như mũi kêu, nhỏ đến nổi không thể nghe thấy. Nội công tiêu phàm tinh xảo, lại đứng khá gần cô ấy, khoảng chừng nghe được vài câu, không khỏi bật cười. Lời khẩn cầu của cô bé này có thể nói rất mới lạ. Với tính cách của Uyển Thiên Thiên có thể cúi đầu nhận sai, với Đông Hoa Đế Quân, đó đã là việc khó lường rồi. Từ đó có thể thấy, sâu thẳm trong lòng Uyển Thiên Thiên thật sự có thay đổi. Sau khi tham viếng bài vị của Đông Hoa Đế Quân, Tiêu Phàm không vội vã bày trận, mà cẩn thận thăm dò bố cục của Miếu Thần. Dù rằng chỉ còn là nơi đổ nát, nhưng có thể nhìn ra được, Miếu Đông Hoa Đế Quân này vẫn duy trì vẻ đặc sắc của thời đại xưa. Tiêu Phàm bỗng khẽ lắc đầu. Cơ khinh xa, người luôn âm thầm chú ý đến hắn nhẹ giọng hỏi. Nhất thiếu, sao vậy? Phát hiện ra gì à? Tiêu Phàm nói. Miếu này không phải là xây vào thời Hán, phong cách xây không đúng, không có đặc điểm kiến trúc nào của thời Hán cả. Cơ khinh xa không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Uyển Thiên Thiên, hỏi. Thiên Thiên, đối với đồ cổ, cơ khinh xa cũng không phải là không biết, cho dù cô không học chuyên ngành khảo cổ, cũng không phải là người siêu tầm. Nhưng đồ cất giữ trong nhà khá phong phú, có trình độ nhất định về giám định đồ cổ. Chỉ là phân biệt đồ cổ và kiến trúc cổ không phải là một chuyện. Về mặt này, Uyển Thiên Thiên và Yên Chi xã là người lành nghề. Không có kiến thức về mặt này, Yên Chi xã dựa vào đâu mà có thể thành đội trộm mộ lớn nhất phương Bắc chứ? Uyển Thiên Thiên cười nói. Miếu không phải thời Hán, nhưng nền nhà là thời Hán. Không nghi ngờ gì nữa, gạch chân tường chắc chắn là gạch thời Hán, địa cung cũng là xây vào thời Hán. Bất kể là phong cách xây dựng hay là gạch thì đều là phong cách kinh điển của gạch thời Hán. Chẳng những hoa văn hình thoi thường thấy, còn có hoa văn đồng tiền rất hiếm thấy. Tôi xem chừng, miếu là thế hệ sau xây dựng cải tạo, là đặc biệt sửa miếu này trên địa cung, rất vừa khéo, vừa vặn sửa trên địa cung, vì thế rất khó đưa ra kết luận. Tôi không phải là nhà khảo cổ học. Tôi là người trộm mộ. Tôi không quan tâm miếu này là do người nào xây, vì sao phải xây, tôi chỉ quan tâm trong địa cung này có vật nào đáng để tôi lấy không thôi. Nhất thiếu, vậy sát trận phong thủy này là do người thời Hán xây hay là thế hệ sau xây? đôi mi thanh tú của cơ khinh sa khẽ trao lại hỏi tiêu phàm khẽ cười nói cơ tổng đây chính là làm khó tôi rồi tôi thật sự không rõ điểm này muốn nghiên cứu niên đại của sát trận phong thủy khó tránh có phần hơi làm khó người khác mặc dù tiêu phàm là thuật sư đứng đầu nhưng cũng không phải là thần tiên cơ khinh sa không khỏi bật cười vuốt vuốt một luồng tóc đen rủ xuống bên tai nói tôi hỏi không đúng rồi Tiêu phàm lại trầm ngâm nói. Đợi sau khi sát khí nơi này tỏa ra sạch sẽ, nếu có thể tìm thấy bố trận pháp khí lúc trước, có lẽ có thể nhìn ra chút manh mối. Quyền thiên thiên khó hiểu nói. Rốt cuộc là sát trận phong thủy là do người thời nào xây, có quan hệ gì sao? Phải biết rõ mới được à. Cô đối với tướng thuật phong thủy, các loại bói toán cũng biết được ít nhiều, nhưng nhiều nhất cũng là bề ngoài mà thôi. Theo cô, nhất thiết phải hiểu những thứ này sao? chẳng lẽ không thể thu hoạch những thứ mà không hiểu nó có ý nghĩa gì sao cũng không thể lôi người đã chết không biết bao năm lên để nói chuyện tiêu phàm mỉm cười nói cũng không phải là không làm rõ không được nhưng có thể làm rõ có lẽ tốt hơn tốt chỗ nào uyển thiên thiên lập tức bắt đầu truy cứu đến cùng thật ra cô là một cô gái có tinh thần nghiên cứu có lẽ uyển thiên thiên muốn hiểu rõ thêm một bước về pháp thuật để hiểu rõ tiêu phàm hơn cô hiện tại rất chờ đợi để hiểu rõ mọi thứ về tiêu phàm. Đối mặt với Tân Lâm không nói tiếng nào, Uyển Thiên Thiên luôn có một cảm xúc vô cùng nặng nề, cuộc cạnh tranh giữa cô và Tân Lâm không đi cùng một con đường. Trước khi cô biết tiêu phàm, chị Tân đã sớm ở cùng tiêu phàm 3-4 năm rồi. Hơn một ngàn ngày sớm chiều ở chung, đủ để bồi dưỡng tình cảm thêm sâu đậm. So với Tân Lâm mà nói, Uyển Thiên Thiên hiện tại là ưu thế duy nhất, có lẽ chính là trải qua tối qua cô đã thẳng thắn nói với tiêu phàm, tuy nhiên vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng khiến Uyển Thiên Thiên tự giác vô cùng. Tôi liền dựa vào anh. Dù là như thế, Uyển Thiên Thiên vẫn là không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hiểu rõ tiêu phàm. Tiêu phàm cười, nhưng không nói gì. Không phải tiêu phàm không muốn trả lời Uyển Thiên Thiên, thật ra tình hình này, vài ba câu không thể giải thích rõ. Vô cực thuật tàng, có độ dài, mặc dù lấy, vô cực cửu tương thiên, làm căn cơ và trung tâm pháp thuật, nhưng trên thực tế, vô cực thuật tàng được cho là một bộ giản sử phát triển pháp thuật hoa hạ quốc. Vô cực môn qua nhiều thế hệ trưởng giáo và cao nhân tiền bối đối với hoàn cảnh và phát triển thời đại pháp thuật đều ghi lại. Việc ghi lại này vô cùng đơn giản, có độ khái quát cao, có thể là nói không rõ ràng, nhưng lại hết sức khách quan. Ví như trong lịch sử bốn lần, việc diệt Phật về cơ bản có thể thấy là đạo giáo, nho giáo giúp đỡ hoàng quyền tiến hành tiêu diệt Phật giáo một số nhà pháp thuật lớn làm ra những chuyện này vô cùng ảnh hưởng. Ví như, sau khi Chu Thế Tông diệt Phật, có quan hệ nhất định với đồ nam chân nhân Hy Di Trần Đoàn Sư Tổ. Sư Tổ Trần Đoàn vẫn là người sáng lập tử vi, là nhân vật tài ba trong đạo giáo. Những năm trước đây xảy ra đại họa lớn ở Hoa Hạ Quốc, cũng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển pháp thuật. Sư Tổ Chỉ Thủy và Văn Nhị Thái Gia đều viết tác phẩm sở trường, miêu tả tình hình phát triển của pháp thuật trong hai ba mươi năm đều ghi ở trong vô cực thuật tàng. Trừ cái đó ra, vô cực thuật tàng cũng có ghi lại sự phát triển của trường phái pháp thuật khác. Trong lịch sử, địa vị của nhiều bậc thầy trong vô cực thuật tàng đều cao trọng, dù đại sư pháp thuật này không hề là truyền nhân của vô cực môn. Ví dụ, vô cực thuật tàng, tôn xưng trần đoàn là sư tổ hy di, tôn xưng viên thiên cương là viên tổ, hoặc là sư tổ hỏa sơn. Bởi vì viên thiên cương ban đầu từng đảm nhiệm lệnh hỏa sơn, cho nên có tên đó nếu như tiêu phàm có thể thông qua bố trận pháp khí do thám được sát trận phong thủy này là do vị tôn sư pháp thuật ở thời nào bố trí, có lẽ có thể dựa cái này để biết được kiến thức về pháp thuật mà trước đó chưa biết. Tình hình nội bộ này khá phức tạp, hơn nữa cũng không nắm bắt được bao nhiêu, Uyển thiên thiên cũng không phải là đồng đạo, tiêu phàm cũng vốn không muốn giải thích nhiều với cô. Đương nhiên, đây cũng là lý do hiện nay Uyển thiên thiên trong lòng tiêu phàm vẫn không bằng tân lâm. Nếu tân lâm hỏi, tiêu phàm nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho cô bắt đầu bày trận đi tiêu phàm nói với cơ khinh xa cơ khinh xa gật đầu hỏi nhất thiếu tại sao không xuống địa cung bố trận mà phải bố trận trong miếu xuyên thấu trong miếu đã có thể nhìn thấy cổng vào địa cung sau miếu bên cạnh là hoàng thổ mới lạ là thổ nhưỡng mà lúc huyền thiên thiên bọn họ khai quật địa cung đã đào lên cơ khinh xa mơ hồ cảm giác được sát trận phong thủy của người xưa là bố trí trong địa cung muốn phá giải trận thế này, theo lý hẳn là xuống địa cung bố trận càng thích hợp hơn, cũng càng trực tiếp hơn, hiệu quả tốt hơn một chút. Tiêu Phàm nói, cái mà chúng ta bố trí là trận đạo dẫn, không phải là trận áp đại trận, cũng không cần xuống địa cung bố trí đâu. Trong địa cung khá chật trội, sát khí cắn nuốt khó có thể ra ngoài. Cương quyết bố trận trong địa cung, hiệu quả sẽ không tốt. Ngôi miếu này xây phía trên địa cung, địa thế khá rộng, bố trận trong miếu, hiệu quả càng tốt hơn. Cơ khinh xa cười nói. Được, hết thảy mọi thứ đều nghe nhất thiếu sắp xếp, anh nói tôi làm gì thì tôi sẽ làm đó. Cơ khinh xa tinh thông pháp thuật, nhưng có thể biết trình độ pháp thuật của tiêu phàm so với mình càng cao hơn, lấy ý kiến của tiêu phàm làm chuẩn, sẽ không sai đâu. Đôi mi thanh tú của Uyển thiên thiên nhíu lại, trừng mắt với cơ khinh xa. Cơ khinh xa vừa rồi lời nói này nghe rất mềm mại, tuy Uyển thiên thiên cũng là mỹ nữ, nhưng dường như cũng có thể cảm thấy được ý ám muội cực hấp dẫn trong câu nói của cơ khinh xa. Một tân lâm đã khiến cho huyền đại đương ra đau đầu rồi, không nắm chắc nửa phần, chiến thắng, nếu cộng thêm cơ khinh xa nữa, phải ứng đối như thế nào đây? chương 243, Lòng dạ đàn bà Việc khiến cơ khinh xa không nghĩ tới chính là trận nhãn của trận đạo dẫn đường, nằm ở phía đông. Trong lòng bầy tay của tượng Đông Hoa Đế Quân, phò tượng của Đông Hoa Đế Quân tuy đã đổ nát, nhưng hình dạng tổng thể vẫn còn. Pháp khí bổn mạng, Lạc Giáp của Cơ Khinh Sa cung phụng ở bàn tay Đông Hoa Đế Quân, cảm giác Cơ Khinh Sa bị Đông Hoa Đế Quân nắm trong lòng bàn tay. Đây là loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, nhưng Cơ Khinh Sa lại thật sự cảm thấy. Pháp khí tương thông với cô, dù tượng thần của Đông Hoa Đế Quân chỉ là một vật đúc từ đất, nhưng khi Lạc Giáp đặt vào tay Đông Hoa Đế Quân, Cơ Khinh Sa lập tức có cảm giác vô cùng an toàn. Từ trước tới giờ chưa có cảm giác như thế. Cơ khinh xa ngồi xếp bằng trước tượng thần đông hoa đế quân, cũng không ngại bụi bặm bám trong miếu thờ, ngồi xuống như vậy, dáng vẻ bình ổn, khóe miệng mỉm cười. Lúc nãy tiêu phàm nói với cô rằng, dùng, lạc giác, để kết nối xưa và nay, có khả năng càng hiểu rõ hơn đối với sự tinh túy của Hà Lạc Đồ Thư. Cách nói này với tiêu phàm, cơ khinh xa cũng không phải hoàn toàn không tin, vì trước giờ cô chưa có loại kinh nghiệm này, chỉ là nghe rất có đạo lý, cũng không ngại thử một lần nhưng cảm giác kỳ lạ khi đặt lạc giáp vào tay đông hoa đế quân lập tức khiến cơ khinh sa bớt nghi ngờ có lẽ loại cảm giác kỳ lạ này không liên quan đến đông hoa đế quân là do trận đạo dẫn của tiêu phàm tạo ra nhưng bất kể là nguyên nhân gì cảm giác rất đáng để cơ khinh sa cảm nhận kỹ càng mọi người rời khỏi miếu thấy cơ khinh sa ngồi xếp bằng trước tượng thần đông hoa đế quân tiêu phàm trầm giọng dặn dò đoàn người đều theo lời ra ngoài đối với thuật phong thủy họ đều không hiểu lắm chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của tiêu phàm nhưng uyển thiên thiên lại nhìn tiêu phàm với vẻ thâm ý nhìn cơ khinh xa từ trên xuống dưới vô cùng ghen ghét có vẻ như là cô bé đang ghen tôi đương nhiên có tư cách ghen chứ tân lâm lại liếc uyển thiên thiên cũng là có thâm ý cô ghen cái gì tôi mới là người phải ghen đấy hiện tại tân lâm còn không đề phòng cơ khinh xa mục tiêu của cô rất rõ ràng đó chính là uyển thiên thiên hiện tại uyển thiên thiên mới là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cô cô và tiêu phàm ở chung hơn 3 năm cũng chưa từng được tiêu phàm ôm thân thiết như thế cơ khinh xa hai mắt sớm khép hờ bắt đầu rơi vào trạng thái mộng mị đối với sự ghen tuông của hai người con gái kia thì không thể nào cảm giác được đối với việc nhắc nhở của uyển thiên thiên tiêu phàm chỉ có thể coi như không thấy không ngừng nhức đầu mấy cô gái xinh đẹp này đúng là báu vật trời sinh cùng một chỗ với bọn họ tâm tình vui mừng luôn tràn đầy cảm giác hưng phấn, chỉ là ghen tị lại khiến người ta khó có thể ngăn cản. Đợi mọi người ra khỏi miếu, tiêu phàm lấy ra pháp khí bày trận, bày thành một pháp trận dạo dẫn nhỏ ở đông hoa đế quân miếu. Trận đạo dẫn này cũng là từ tiêu phàm bày ra, trận pháp vô cực ý nghĩa sâu xa. Bất kỳ chân nhân trưởng giáo nào của vô cực môn đều là đại sư trận pháp, có cách nhìn độc đáo về trận pháp. Đương nhiên, chưa chắc trình độ trên pháp trận của trưởng giáo chân nhân thế hệ mới giỏi hơn trưởng giáo chân nhân thế hệ trước, chỉ là mỗi vị trưởng giáo đều có trận pháp chi đạo phù hợp với tâm pháp mà bản thân tu luyện. Trận pháp người trước truyền thừa lại không thể tính là trình độ tông sư, nhiều nhất chỉ là một đồ đệ đủ tư cách. Tông sư trận pháp đích thực cần căn cứ về hoàn cảnh không giống nhau, tự nghĩ ra trận pháp bất cứ lúc nào. Trận đạo dẫn này không ngờ mơ hồ hợp ý với Lạc thư Hạ Cửu cung, tiêu phàm bày ra hình thái của Bắc Đầu Thất Tinh bản thân mình ở vị trí thiên quyền, kéo cả trận đạo dẫn, hướng hình thái sao bắt đầu nhắm vào cơ khinh xa, đồng thời để cơ khinh xa lơ và lạc giáp bổn mạng của cô ở vào vị trí bắc cực đế tinh. Ý nghĩa chân chính của lạc thư chính là lấy đế tinh làm thể, để đấu vi xa. Trận đạo dẫn do bắt đầu thất tinh bày ra phải do cơ khinh xa và lạc giáp của cô mới có thể phát huy tác dụng. Cái gọi là trận nhãn cũng vậy. Cơ khinh xa chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp phà vào mặt, lập tức thúc giục lạc giáp, bắt đầu tiến hành vận tác cả trận đạo dẫn. Tiêu Phàm đặc biệt bày trận đạo dẫn thành Thái Nhất Hà Cửu Cung, vì cô là người kế thừa của Hà Lạc Phái, rất quen thuộc về thế trận này. Trước đó, cơ khinh sa chỉ cảm thấy trình độ pháp thuật của Tiêu Phàm trên mình, nhưng rốt cuộc mạnh hơn như thế nào, cô vốn không nhận thức rõ ràng. Chờ trận đạo dẫn, Thái Nhất Hà Cửu Cung, khởi động, cơ khinh sa âm thầm kinh hãi. Bản thân đối với người kế thừa vô cực môn, Tiêu Phàm chỉ là biết sơ qua thôi, tiêu phàm đối với truyền thừa Hà Lạc Phái lại rất quen thuộc, thậm chí tiện tay cũng có thể bày ra trận pháp sở trường của Hà Lạc Phái. Trình độ tinh thông của tiêu phàm đối với truyền thừa Hà Lạc Phái chỉ sợ không thấp hơn so với bản thân mình vốn là truyền nhân Hà Lạc Chính Tông. So sánh có thể thấy hai bên chênh lệch rất lớn. Nhưng cơ khinh xa cũng không xúc động quá lâu, cùng là người mạnh mẽ, tiêu phàm vốn không phải là gặp cô lần đầu. Lúc Diệp cô vũ khổ cực tìm kiếm, rất dễ dàng giải đáp được vấn đề nan giải trong lòng cô, thậm chí bổ sung đủ văn chương thất lạc của Hà Lạc Phái cho cô. Tiêu phàm với tư cách là cao túc vô cực môn, trình độ pháp thuật cao thâm là lẽ đương nhiên. Hơn nữa tiêu phàm giúp cô là thật tâm, không có ý gì khác, không giống như sự giúp đỡ của Diệp Cô Vũ, chỉ là một loại giao dịch thôi. Ây 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 ây! Quyền thiên thiên vốn vẫn đứng ở bên ngoài miếu thở bỗng nhiên kêu lên, sắc mặt thay đổi, chán đổ mồ hôi. Sao vậy? Đường huyên cách cô gần nhất, lập tức quan tâm hỏi han. Uyển Thiên Thiên nhẹ xoay người, một tay đè chặt bụng mình, một tay nhẹ lay động, cắn chặt răng. Ngay lúc này, lực cắn nuốt trong người cô bỗng nhiên phẫn nộ điên cuồng, đấu đá lung tung, Uyển Thiên Thiên không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đan điền đau như dao cắt. Sắc mặt Đường Nguyên và Tống Hoàn lập tức thay đổi, không biết nên làm như thế nào. Tuy nhiên thân là nhị đương gia tam đương gia của Yên Chi xã, võ công không phải thấp, kinh nghiệm giang hồ khá phong phú, nhưng lúc này lại không dám ra tay tương trợ. Thật ra họ không rõ tình hình bây giờ của Uyển Thiên Thiên là thế nào, tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ thêm phiền toái. Nhưng một lát sau, chán Uyển Thiên Thiên mồ hôi đầm đìa, dễ nhận thấy hết sức đau đớn. Tống Hoàn đập chân, mạo hiểm ra tay giúp đỡ, chỉ thấy bóng người nhoáng lên, Tân Lâm đến bên cạnh, bàn tay thon dài nhấc lên, ngón tay động liên tục, quét qua huyệt vị trên người Uyển Thiên Thiên. Yên Chi kiếm thủ đoạn độc ác, phi vũ liên hoàn thất tuyệt trảm. Truyền thừa của Thất Diệu Cung và Yên Chi xã đều là tiếng tăm lừng lẫy, Tân Lâm muốn điểm chúng huyệt đạo của Uyển Thiên Thiên, nhưng không dễ chút nào, tình hình lúc này lại không giống. Nội lực chân khi toàn thân của Uyển Thiên Thiên đều bị cưỡng ép phong ở đan điền, bị chân nguyên của Tiêu Phàm ngăn chặn. Bây giờ Uyển đại đương ra nội lực hoàn toàn biến mất, không thể triển khai được một chút uy lực nào. Cô làm gì thế? Tống Hoàn đỏ mắt, hung tợn nhìn thẳng vào Tân Lâm. Anh ta dập đầu trước Tiêu Phàm, nhưng không có nghĩa mình có thiện cảm với Tân Lâm. Tống Tam ca đường đường là Nam Nhi, từng bị Tân Lâm đánh trước mặt mọi người, thật mất mặt. Chỉ vì Tân Lâm quá mạnh mẽ, mới không thể không nuốt uất ức này. Hơn nữa, Tiêu Phàm không có ác cảm với Tân Lâm, cũng không có nghĩa là Tân Lâm đối với Uyển Thiên Thiên cũng không có ác cảm. Dù Tống Hoàn tối qua không rõ Tiêu Phàm đã ôm Uyển Thiên Thiên trần như nhộng hơn nửa đêm, nhưng Uyển Thiên Thiên để ý Tiêu Phàm, lẽ nào anh ta không nhìn ra? uyển thiên thiên vốn không giấu tình cảm thật của mình uyển thiên thiên càng thích tiêu phàm theo lý tân lâm lại càng hận cô tình địch tân lâm hừ một tiếng không để ý tới anh ta nhắc tới cũng thấy lạ sau khi tân lâm đảo qua huyệt vị của uyển thiên thiên lực cắn nuốt vốn xung đột không yên ở trong cơ thể cô ta bỗng nhiên liền yên tĩnh vết thương của uyển thiên thiên đau như dao cắt liền giảm bớt chị tân cảm ơn chị uyển thiên thiên lập tức trổm dậy cười với tân lâm Tân Lâm thản nhiên ừ một tiếng. Đây là trình độ gì? Truyền thừa của thất diệu cung thật đúng là rất thần kỳ. Tân Lâm cho tới nay đều lạnh lùng, Uyển Thiên Thiên cũng thấy nhưng không thể trách, không để ý, cười mỉm hỏi han, có chút tò mò. Đây không phải là công phu của thất diệu cung, đây là pháp chế huyệt của vô cực môn. Tân Lâm vẫn thản nhiên như trước đáp lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thiên Thiên lập tức thay đổi, không lên tiếng. Ở cùng với tiêu phàm lâu như vậy, ngay cả thuật chế huyệt của vô cực môn đều học hết rồi. Hừ, muốn sao? cuối cùng sẽ có một ngày tôi cũng có thể học được. tôi quấn lấy hắn, khiến hắn nắm tay tôi. tưởng tượng thấy ngón tay tiêu phàm khéo léo dò huyệt mình, mặt huyền thiên thiên chợt đỏ lên, ngay cả lực cắn nuốt cũng không cảm thấy được. trận đạo dẫn thất tinh. cùng lúc đó, sườn núi phía xa xa, diệp cô vũ đứng chắp tay, hai mắt nhìn chăm chú tình hình bên đông hoa đế quân miếu cảm thấy uy lực của trận đạo dẫn mà tiêu phàm bày ra. Sườn núi này cách đông hoa đế quân miếu khoảng 3-4 dặm, trên cao nhìn xuống, tình hình xung quanh đông hoa đế quân miếu cơ bản có thể nhìn thấy hết được. Diệp cô vũ cứ như vậy đứng trên sườn núi, dường như cũng không lo bộ dạng mình bị người khác nhận ra. Diệp cô vũ làm việc từ trước đến nay không khiêm tốn, cũng rất ít giấu hành tung bản thân. Là thủ lĩnh tổ chức sát thủ mạnh nhất khu vực Tây Á, diệp cô vũ biết mình là đối tượng quan trọng đang bị tổ chức hình sự quốc tế điều tra nhưng mỗi lần đến châu á anh ta đều ở phòng tổng thống không thèm để ý đến người khác có quan tâm mình hay không thậm chí hiện tại vì theo dõi tiêu phàm mà lặn lội ngàn dặm tới diệp cô vũ cũng vẫn là tác phong làm việc như thế cũng chưa từng thay đổi diệp cô vũ một mình không có người đi cùng lòng dạ đàn bà khóe miệng diệp cô vũ hiện lên một tia trào phúng chương 244, hơi thở quen thuộc. Bất kể Diệp Cô Vũ đối với tiêu phàm là loại đánh giá như thế nào, ít nhất đạo dẫn trận mà tiêu phàm bày ra rất hiệu quả, không đến hai canh giờ, lực cắn nuốt kia trong địa cung miếu đông hoa đế quân liền cơ bản phát ra sạch sẽ. Nhìn qua, tiêu phàm thần sắc như thường, cơ khinh xa lại có chút mệt mỏi, hồng nhan diêm rúa lặp y g lơ hơi có vài phần kiều mị yếu ớt, lại cộng thêm vài phần quyến rũ, làm cho nam nhân vừa thấy liền sinh lòng thương tiếc. Cô và của lạc giáp của cô cùng nhau hợp thành trận nhãn của đạo dẫn đại trận, đem lực cắn nuốt trong địa cung dần dần dẫn ra bên ngoài, phát ra giữa đất trời. Trong quá trình này, đương nhiên là cô hao phí tinh lực nhiều nhất. Tiêu phàm vị cư bắt đầu thất tinh thiên quyền, dùng sức của bản thân kéo toàn bộ thất tinh vận chuyển, dường như là rất lao lực. Nhưng trong đạo dẫn trận này, bắc cực tinh là đế tinh, là chủ, bắt đầu thất tinh làm phụ, chủ yếu và thứ yếu rất rõ ràng. Bắt đầu thất tinh chuyển động xung quanh bắc cực tinh, chị vất vả rồi. Uyển thiên thiên tiến lên, thấp giọng nói với cơ khinh xa, vẻ mặt đều là ý cảm kích. Sự cảm kích của cô bé đối với cơ khinh xa phải nói vẫn là rất thành tâm thành ý. Dù sao hôm nay tiêu phàm đặc biệt trở lại một chuyến, là để hóa giải lực cắn nuốt này bên trong cơ thể cô. Cơ khinh xa phen này vất vả, cũng toàn bộ là vì cô. Theo Uyển thiên thiên, tiêu phàm vất vả vì cô, đó là đương nhiên, dù sao từ nay về sau, cái mạng nhỏ này của mình, con cái của uyển thiên thiên này đều mang họ tiêu những người khác vì mình vất vả hẳn là nên tỏ vẻ cảm tạ cơ khinh xa khẽ mỉm cười giơ tay sờ sờ tóc đen mềm mại của cô trên thực tế chỉ có bản thân cô là rõ ràng nhất mình mệt mỏi như thế chỉ có một nửa là bởi vì đạo dẫn đại trận mà hao phí chân nguyên còn có một nửa lại là vì phải lĩnh ngộ vận chuyển của toàn bộ đạo dẫn trận chân nguyên vì thế mà hao phí so với sử dụng chân nguyên cho đạo dẫn đại trận còn nhiều hơn mấy phân dựa vào tu vi về mặt thuật pháp của tiêu phàm, cam tâm làm trợ thủ của cô, trợ giúp cô lĩnh ngộ toàn bộ vận chuyển của đạo dẫn trận, chẳng những khiến cơ khinh xa đối với tinh túy của bản thân Hà Lạc Phái càng thêm xâm nhập lĩnh ngộ, đối với vận tác trận pháp của vô cực môn cũng có được hiểu biết nhất định. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tiêu phàm đây là đang chia sẻ với cô ý nghĩa tinh túy của thuật pháp vô cực môn. Nhất thiếu có gì lĩnh ngộ? Cơ khinh xa không kịp điều hòa nội tức có chút hỗn loạn của mình, nhìn tiêu phàm, mỉm cười hỏi bản thân mình vừa rồi tất cả tâm thần đều đang lĩnh ngộ vận chuyển của đại trận này, tiêu phàm bên kia khẳng định cũng có chút lĩnh ngộ khác. Tiêu phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, nói. Khó nói, là thật sự khó nói, không phải mượn cớ. Thông qua đạo dẫn trận để dẫn lực cắn nuốt, âm sát khí phát ra ngoài, tiêu phàm trên sát trận phong thủy ở thời đại xa xưa này, cảm nhận được một luồng hơi thở tương đối quen thuộc dường như pháp trận sát cục phong thủy này và nội dung pháp trận của vô cực môn có không ít chỗ ăn ý với nhau nhưng đồng thời lại có rất nhiều chỗ mâu thuẫn với truyền thừa pháp trận vô cực môn về phần đại sư thuật pháp đã bố trí phong thủy sát trận này là cao nhân triều đại nào tự nhiên cũng rất khó phán đoán được sát khí trong địa cung đã dẫn ra bên ngoài trời đất rồi bất kể sát khí hung ác cỡ nào đều tồn tại không được bao lâu rất nhanh sẽ dần dần tiêu tan lực cắn nuốt trên người thiên thiên hẳn là đã tiêu trừ rồi. Tiêu phàm rất nhanh gạt bỏ suy nghĩ về pháp trận, liếc mắt nhìn huyền thiên thiên một cái, nói. Tôi đang muốn hỏi anh đấy, nếu lực cắn nuốt trên người tôi đã tiêu trừ, vậy anh chừng nào thì giải phong cấm cho tôi. Huyền thiên thiên lập tức nói. Vừa rồi đứng ở bên ngoài miếu thờ, cùng với vận chuyển của đạo dẫn trận, lực cắn nuốt trong địa cung dần dần phát ra. Lực cắn nuốt trong cơ thể cô liền biến thành nước không nguồn cây không dễ, cũng cùng một lúc phát ra ngoài. Nhưng mà nội tức chân khí của cô vẫn bị chân nguyên bổn mạng của tiêu phàm chặt chẽ chân áp phong ấn tại đan điền, khó có thể cử động. Tiêu phàm thản nhiên nói. Lực cắn nuốt tuy rằng tiêu trừ, nhưng sát khí trong cơ thể cô vẫn vô cùng nồng đậm, hơn nữa thương thế của cô cũng chưa có khỏi hẳn. Trong thời gian này cô vẫn là phải tính dưỡng thật tốt, không thể động thủ với người khác. Anh là để cho tôi đánh không trả đòn, mắng không nói lại, đúng không? Uyển Thiên Thiên gần như muốn gào lên. Gặp phải sự biển thủ của lực cắn nuốt, bị tiêu chân nhân, vô tình phong cấm, coi như là chuyện có nguyên nhân, Uyển Thiên Thiên tuy rằng khó chịu, cũng chỉ có thể không có cách nào khác thừa nhận sự thật này. Hiện giờ uy hát -ta của lực cắn nuốt đã tiêu trừ, tiêu phàm lại vẫn không có ý sẽ, buông, cô ra, vẫn muốn chặt chẽ trói tay chân của Uyển đại đương ra cô lại, làm sao mà chịu được chứ? Ừ, tiêu phàm thẳng thắn thừa nhận. Uyển thiên thiên có chút hổn hển, cái người nọ nếu muốn gỡ yêu ta ết tôi thì sao? Làm sao bây giờ? Tiêu phàm không chút nào thay đổi, thản nhiên đáp. Cô ở bên cạnh tôi, người khác muốn gỡ yêu ta ết cô, trước hết phải gỡ yêu ta ết tôi. Nói cách khác, tôi về sau chỉ có thể ỉ lại anh rồi. Anh muốn như thế nào thì tôi như thế đó, tôi dù sao không thể phản kháng anh. uyển thiên thiên bĩu môi, nói thầm. Đúng, không ngờ tiêu phàm vẫn là không chút khách khí liền thừa nhận sự thật này. Uyển Thiên Thiên lập tức chán nản. Cô lại không biết tiêu phàm không dám cùng cô rằng coi nhiều trong vấn đề như thế này, chỉ có thể áp dụng phương pháp trả lời nhìn như vô tình lạnh băng như vậy. Tiêu phàm ghi nhớ một điều, muốn hoàn thành một chuyện nào đó, thì quyết không thể thương lượng với con gái. Càng là cô bé điêu ngoa, người ở trước mặt nàng lại càng phải là bạo quân, bằng không, chuyện gì cũng đừng nghĩ hoàn thành. Đường huyên nhẹ nhàng lôi kéo Uyển Thiên Thiên, gia hiểu cô không nên ở chỗ này trong giờ phút này tranh luận với tiêu phàm. không biết tại sao đường huyên hơi sợ tiêu phàm. cô cảm thấy vị tiêu gia nhất thiếu này bề ngoài tao nhã, mang theo hơi thở quý tộc, nhưng thực chất bên trong lại giống như một nhân vật kiêu hùng luôn quyết định chủ ý. dựa vào xuất thân của tiêu phàm, lại chạy đi xuất gia, còn đã luyện thành một thân nội công đáng sợ như vậy, trình độ thuật pháp cũng là thâm sâu không lường được, khắp nơi đều biểu hiện ra tâm trí của tiêu phàm kiên định quả thực không gì sánh kịp. Một người đối với bản thân đều có thể ác như vậy, một khi ác đối với người khác, đây tuyệt đối là ác mộng của mọi người. Thiên thiên bây giờ còn phải cầu người ta chữa bệnh nữa, nếu thực đắc tội với người ta, thì sẽ như thế nào đây? Yên Chi Hồng là xinh đẹp, nhưng nếu chẳng may tiêu phàm không háo nữ sắc, đại sát khí này lập tức liền biến thành phế chiêu, một chút tác dụng cũng không có. Quyền thiên thiên liền bĩu môi, không nói gì nữa, tuy nhiên từ ánh mắt của cô có thể thấy, Cô bé thật là không phục. Hiện tại nhiều người, không so đo với anh, khi nào ít người, chúng ta phải lý luận cho ra nhẽ. Đi thôi, xuống địa cung xem xem. Tiêu phàm khoát tay chặn lại, dẫn đầu đi về phía cửa địa cung trong hậu viện miếu thờ. Tiêu nhất hiếu. Đường huyên bỗng nhiên kêu một tiếng. Tiêu phàm dừng bước, quay đầu nhìn về phía vị nhã nhận này, nhìn qua coi như là yên chi hồng nhị đương ra xinh đẹp thuộc thành phần chi thức, ánh mắt rất là dịu dàng. Đường Huyên do dự mà nói: "Nhất thiếu, địa cung tôi và Tống Hoàn đã xuống rồi, lần này chúng tôi không xuống nữa, ở lại bên ngoài canh gác nhé." Buổi tối hôm qua, trong miếu đổ nát này, bọn họ mới từ địa cung đi ra, lập tức liền bị đám người chỉ bân núp trong bóng tối đánh lén, một phen ác đấu mới miễn cưỡng trốn thoát. Cái gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nhưng yêu cầu như vậy, Đường Huyên cũng lo lắng Tiêu Phàm đem lòng sinh nghi. Nói cho cùng, bọn họ và tiêu phàm hiện tại vẫn chưa nói tới là bản thân cỡ nào, cái gọi là lòng người khó dò, nếu chẳng may tiêu phàm hoài nghi cô bụng giả khó lường, vậy thì phiền toái. Nhưng đường huyên cũng thật sự có chút lo lắng, nếu chẳng may bọn họ đều đi vào, lại có người trốn ở bên ngoài muốn đánh lén thì làm sao? Thậm chí còn trực tiếp đóng cửa địa cung, bọn họ liền bị chôn sống trong đó rồi. Ai ngờ tiêu phàm vẫn không tức giận, gật gật đầu, mỉm cười nói. Cũng tốt, vậy phiền nhị đương gia và tam đương gia rồi cơ khinh xa tự nhiên cười nói huyên huyên kỳ thật có nhất thiếu ở đây bất kể là ai muốn đánh lén chúng ta đều không dễ dàng như vậy không cần nói ở gần khu vực miếu thờ mà cho dù ở một nơi cách đây một hai dặm xuất hiện dị thường tiêu phàm chỉ sợ cũng có thể phát giác được loại đại thuật sư đạo pháp cao thâm này cảm giác rất nhạy bén vượt xa tưởng tượng của người thường đường huyên không hiểu thuật pháp tự nhiên cũng không thể hiểu chỗ lợi hại của đại thuật sư. Tiêu phàm cười cười, nói. Cẩn thận một chút là rất tốt, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Người thường muốn tiếp cận bên cạnh mình, tiêu phàm cố nhiên có thể phát giác được, nhưng nếu như đối phương cũng là đại thuật sư, trình độ cao siêu, vậy không nhất định rồi. Buổi tối hôm qua ở trong phòng chữa bệnh cho Uyển thiên thiên, mặc dù không có đi ra cửa tìm tòi đến tột cùng, nhưng mà lúc Diệp cô vũ tới gần, thanh thế lớn như vậy tiêu phàm tự nhiên có thể nhận thấy được hết sức rõ ràng không thể nghi ngờ diệp cô vũ là kẻ địch lớn thực sự có một kẻ địch lớn như vậy nhìn lén ở bên cạnh bất kể là ai cũng không dám thật sự phớt lờ cảm ơn nhất thiếu đường huyên cung kính nói còn hơi hơi không người mơ hồ đã coi tiêu phàm trở thành đại ca nếu ngay cả đại đương gia cũng đã thần phục tiêu phàm tâm tình của đường huyên tự nhiên cũng liền trở nên thay đổi nói thật ra Yên chi xã nếu như có thể được che chở dưới cánh chim của tiêu nhất thiếu thậm chí toàn bộ lão tiêu gia, đó là thiên đại tạo hóa. Cho dù bỏ qua uy vọng cao thượng của lão tiêu gia và tiêu lão gia tử ở Hoa Hạ Quốc sang một bên, chỉ cần địa vị của tiêu phàm trên giang hồ cũng đã vô cùng tuyệt vời rồi. Thái độ của cơ khinh xa đối với tiêu phàm cũng có thể nhìn ra được, vô cực môn thật sự là truyền thừa vô cùng lợi hại. Cơ khinh xa trong nội tâm có bao nhiêu kiêu ngạo, đừng huyên lại rõ ràng tiêu phàm nếu chỉ là con cháu lão tiêu gia, bản thân không có năng lực, cơ khinh xa quả quyết sẽ không có thái độ như vậy. Nhị đương gia đảm nhiệm cảnh trừng cho mọi người, là chúng tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Tiêu phàm mỉm cười nói. Đường huyên vuốt vuốt tóc đen trên thái dương, thản nhiên nói, nhất thiếu quá khách khí, xin cứ gọi thẳng tên của tôi đi. Tuổi của đường huyên không lớn, cũng chừng 25-26 tuổi, so với tiêu phàm còn nhỏ 1-2 tuổi. Gọi thẳng tên, cũng không tính là vô lễ. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, bước đi đi thẳng về phía trước. hậu viện của Miếu Đông Hoa Đế Quân lộ ra ngõ hẻm này, vô cùng rộng, hoàn toàn không phải cái loại đạo động, cổ mộ nhỏ hẹp tới mức gần như chỉ có thể cho phép một người chen qua. Ngõ hẻm này, nền gạch xanh, hoàn toàn là một thông đạo ngầm tiêu chuẩn. Đây là thuộc loại kiến trúc địa cung, không phải Uyển Thiên Thiên bọn họ đào ra, bọn họ chỉ có là rửa sạch cái thông đạo này mà thôi. Đối với cái thông đạo này, tiêu phàm rất hài lòng, ít nhất hắn không cần từ, đạo động, bò vào. Nếu thật phải bò đạo động, tiêu phàm có muốn đi vào địa cung hay không, thì phải suy nghĩ một chút mới được. Tiêu chân nhân là thân phận nào chứ? chương 245, Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt Trận là một kiến trúc tầng hầm cổ đại tiêu chuẩn. Lối đi lát gạch xanh, ngay ngắn mà thoáng đáng, vẻ tang thương của thời đại kia đập vào mắt. Mật thất ngầm của chỉ thủy quan, cũng có thể mang lại cho người ta cảm giác tang thương thời gian nặng nề như vậy. Thiên thiên, cô thấy đây là địa cung đời hán phải không? Tiêu phàm đi lại trên lối đi lát gạch xanh nhìn nghiêng nghiêng xuống dưới, thuận miệng hỏi. Uyển thiên thiên bĩu môi, hơi không vui nói. Tiêu nhất thiếu, yên chi xã là trộm mộ, không phải là chuyên gia khảo cổ nhà nước nuôi. Chúng tôi làm cái nghề này, thấy thú vị thì làm thôi. Ai kiên nhẫn làm đến chuẩn xác như vậy? cũng không nhất thiết phải như thế. Đào lên, có thứ hay là được. Nhưng thật ra lời nói đều là thật. Miếu đông hoa đế quân này, địa cung này đều lộ ra vẻ cổ quái. Miếu đông hoa đế quân rõ ràng không phải là kiến trúc đời Hán, nhưng kiến trúc nền móng còn sót lại dường như là của đời Hán. Địa cung này lại cũng không phải là kiến trúc cùng niên đại với nền móng. Nguyễn Cưỡng mà nói, đây là ba công trình kiến trúc niên đại khác nhau hợp lại cùng một chỗ. Đầu tiên có nền móng của đời Hán, sau đó có miếu Đông Hoa Đế Quân, sau nữa có địa cung. Hoặc là nói, địa cung có trước miếu Đông Hoa Đế Quân. Còn về phần vào đời Hán, nơi này là công trình kiến trúc gì, đã không thể kiểm chứng được rồi. Giống như lời Uyển Thiên Thiên nói, cô không phải là các nhà khảo cổ học, chính là tên trộm mộ, không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ để ý đào được địa cung là tốt rồi, trực tiếp xuống dưới lòng đất đi tìm đồ tốt. Lối đi lát gạch xanh này không dài, đi quanh co hơn mười mấy mét thì đến một chỗ đại sảnh khá rộng rãi. Tiêu phàm đoán, nơi này cách mặt đất theo đường thẳng cũng năm sáu mét. Một đìa cung rất cạn. Đìa cung cũng lát gạch xanh, toàn bộ đại sảnh ước chừng 7 chục mét vuông, trống trơn, không có thờ cúng bất kỳ vị thần nào. Chính ngay giữa đại cung, có một bệ đá, cao hơn mặt đất khoảng 3 thước. Cơ khinh xa quan sát địa cung cổ xưa này, hơi kinh ngạc nói. Thiên thiên, địa cung này có phải là hơi cạn quá không? Địa cung cạn như vậy không giống kiểu đang chôn cất những đồ vật quý báu. Rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Cơ khinh xa chưa từng trộm mộ, nhưng theo lẽ thường mà suy luật, nghi ngờ này của cô thật ra lại rất có lý. Những đồ vật thật sự quan trọng, hẳn là không đến mức chôn tại địa cung cạn như thế này. Hơn nữa địa cung này còn không có bất kỳ ngóc ngách nào khác, chỉ một lối đi như vậy, đi thẳng xuống là được. Không đợi huyền thiên thiên trả lời, tiêu phàm liền lắc đầu nói cái này cũng không chắc đại trận phong thủy bố trí ở đây vốn là có tác dụng che lấp thiên cơ mặc dù địa cung cạn chỉ cần trận pháp không bị phá người bình thường không phát hiện ra địa cung này tiền bối trước đây bố trí đại trận phong thủy này rất tự tin quyền thiên thiên lại không phục nói tôi lại không hiểu được trận pháp phong thủy gì gì đó còn không phải là bị tôi phát hiện ra địa cung này rồi sao thời gian tiêu phàm thản nhiên nói là thời gian giúp cô bất kể đại trận phong thủy lợi hải cỡ nào qua thời gian dài như vậy luôn sẽ phát sinh một vài thay đổi không ngờ ví dụ như một trận động đất không mạnh lắm đã có thể khiến trận thế bày ra lúc trước xuất hiện sơ hở anh là nói trận pháp này đã không còn hoàn chỉnh nữa rồi ư quyền thiên thiên hỏi ừ quyền thiên thiên thầm hít một hơi khí lạnh một trận pháp không hoàn chỉnh đã khiến cô chịu thiệt thòi lớn như vậy nếu trận pháp này là hoàn chỉnh, uyển đại đương ra kia chẳng phải là gây gâu to rồi ư. Tiêu phàm dường như hiểu được tâm tư của cô, cười cười, nói. Nếu trận pháp hoàn chỉnh cô không vào được đâu, hơn nữa sơ hở của trận pháp rất có thể là xuất hiện ở phương diện che lấp thiên cơ, chứ không phải là sát trận có vấn đề. Nếu trận pháp hoàn chỉnh không sứt mẻ, đừng nói uyển thiên thiên vào không được địa cung này, căn bản địa cung này cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Ví dụ như chỉ thủy quan, ngoại trừ dân thôn vùng lân cận có thể biết trong mảnh rừng cây kia đang cất giấu một tòa đạo quan, cho dù trên bản đồ quân dụng cơ mật nhất cũng tìm không thấy. Dù là như thế, sức mạnh che lấp đối với thiên cơ của đại trận phong thủy này vẫn không thể coi thường. Tiêu phàm tự nghĩ, hắn muốn bố trí một trận pháp che lấp thiên cơ hoàn toàn như vậy là không vấn đề. Trong đại trận che lấp ẩn giấu sát khí tuyệt mệnh, cũng không vấn đề. Lúc luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, hắn bày ra, vô cực luân hồi trận, ở chỉ thủy quan là có tác dụng như vậy, cuối cùng sát thương đối thủ hùng mạnh đang âm thầm đánh lén. Nhưng muốn duy trì tác dụng của trận pháp tới sau mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm thì lại không có chắc chắn được rồi. Tiền bối trước đây bố trí đại trận phong thủy này, quả thực vô cùng tự tin với thủ đoạn của mình. Người dám tự tin như thế, trình độ pháp thuật khẳng định không thể coi thường. Mọi người miệng trò chuyện, đi một cách tự nhiên tới trước bệ đá cao hơn mặt đất khoảng ba thước ở giữa địa cung bệ đá này nằm ngay giữa địa cung, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đây là một bệ đá khoảng 3 thước vuông, dùng đá nhám điêu khắc thành, là một chỉnh thể, được khảm trên nền gạch xanh của địa cung. Dường như hòa thành một thể với toàn bộ bề mặt của địa cung. Ở giữa bệ đá lại có một lỗ khảm hình chữ nhật. Đám người tiêu phàm vừa nhìn, liền biết nơi này là nơi đặt cái hộp đen kia. Kích thước lỗ khảm giống với kích thước hộp đen. Thiên thiên, Cơ khinh xa kêu Uyển Thiên Thiên một tiếng. Uyển Thiên Thiên hiểu ý, lập tức mở ba lô mang theo bên người ra, lấy cái hộp đen từ trong ra. Đây là bảo bối Uyển Thiên Thiên, cửu tử nhất sinh, mới lấy ra được từ trong địa cung, đương nhiên muốn vật quý quay về nguyên chủ. Uyển Thiên Thiên hai tay đặt cái hộp đen vào giữa lỗ khảm ở giữa bệ đá. Kín kẽ. Ừ, dường như cũng không phải kín kẽ như vậy. Tiêu phàm nhìn kỹ, hộp đen có lẽ hơi cao hơn bệ đá một chút. Nếu không nhìn kỹ, một chút sai khác như vậy, hoàn toàn có thể không đáng kể. Chỉ là bệ đá này quá bằng phẳng, thậm chí cả đìa cung cũng bằng phẳng, hộp đen cao hơn bệ đá một chút, vẫn khiến tiêu phàm cảm thấy có chút bất ngờ. Cơ khinh sa nhẹ nhàng cười, hỏi. Thiên Thiên, tối hôm qua cô không kiểm tra kỹ sao? Rất dễ nhận thấy, cơ khinh sa cũng cảm thấy điểm khác biệt này có chút bất ngờ. Quyền Thiên Thiên lắc đầu. Tối hôm qua cô chỉ lo cầm lấy hộp đen bước đi. Khác biệt nhỏ như thế, lại không có quá để ý. Suy cho cùng tình hình tối hôm qua và hiện tại lại có chỗ không giống nhau, chỉ có ba người bọn họ, lực lượng hơi có vẻ mỏng, còn đi sớm yên ổn sớm. Không giống hiện tại, những cao thủ nhất đảng Tiêu Phàm Tân Lâm cơ khinh xa phạm nhạc này đều có mặt, chỉ cần không di chuyển một chi quân đội, bất cứ địch thủ nào đều phải sợ hãi. Đương nhiên có thể chậm rãi nghiên cứu một hồi, Tân Lâm thản nhiên nói hình dưới đáy hộp và dưới đáy lỗ khảm bệ đá không thể trùng hợp thật không quyền thiên thiên nửa tin nửa ngờ lập tức lấy hộp đen từ trong lỗ khảm bệ đá ra mọi người cùng nhau thò đầu nhìn chỉ thấy dưới đáy lỗ khảm quả nhiên cũng có hình thù lại lật hộp đen lên nhìn dưới đáy hộp đen cũng có hình thù nhìn qua những hình thù này đều rất loạn hoàn toàn không có theo quy luật cũng không phân biệt ra được khác biệt giữa hai cái ở chỗ nào nhưng có thể khẳng định là phân tích của tân lâm là chính xác nếu hình dưới đáy hộp đen và dưới đáy lỗ khảm bệ đá là trùng hợp, như vậy bỏ hộp đen vào lỗ khảm, chính là kín kẽ, sẽ không có lấy một chút sai khác. Quyền Thiên Thiên nói, hình thù bốn phía cái hộp đen là một mê cung, hiện tại đã hoàn toàn bị loạn xạ. Nhất định phải sau khi phục hồi như cũ mới có thể tìm được đầu mối mới. Điểm này, mọi người khi ở khách sạn Tây Dương đã nghiên cứu thảo luận qua, đều nắm rõ. Cơ khinh xa quan sát địa cung, nói. Thiên thiên, ngoại trừ cái hộp đen này, không phát hiện ra gì khác lạ nữa sao? Một đà cung lớn như thế, còn bày ra đại trận phong thủy hiếm thấy để phòng hộ, mà chỉ cất giấu cái hộp đen như vậy, dường như khiến người khác có chút không cam lòng. Mấu chốt hiện tại còn chưa biết trong cái hộp đen này rốt cuộc cất giấu bảo vật quý báu gì. Nếu như đã biết, có lẽ cơ khinh xa đã không còn có hỏi như vậy. Uyển Thiên Thiên tự nhiên cười nói. Chị, chị có thể phát hiện gì khác lạ ở trong này sao? Toàn bộ địa cung, ngoại trừ bệ đá cao chót phót hơn mặt đất như vậy, các chỗ khác đều là bằng phẳng khác thường, vẻn vẹn bốn vách tường. Quả thực nhìn không ra còn có thể cất giấu đồ vật gì. Hơn nữa nếu hộp đen này đã thoải mái đặt tại giữa bệ đá, dường như càng không cần phải cất giấu những vật khác. Một đại thuật sư cổ đại có thể bố trí trận pháp phong thủy lợi hại như vậy, đoán là không đến mức keo kiệt như thế. Cơ khinh xa cười nói, tôi không thể, tuy nhiên tiêu nhất thiếu có lẽ có thể nhỉ vì sao lại là hắn uyển thiên thiên đột nhiên cảm thấy trong lòng không vừa ý chẳng lẽ vì hắn là tiêu nhất thiếu thì bất kể chuyện gì đều nhất định sẽ mạnh hơn người khác một chút sao lời này còn có ý chọc giận cho dù uyển thiên thiên hiện tại đã hạ quyết tâm phải bám lấy tiêu phàm nhưng cũng không có nghĩa là bất kể chuyện gì cô đều sẽ nhường tiêu nhất thiếu nói không chừng còn sẽ cố ý tranh cãi tiêu nhất thiếu là rất giỏi nhưng nói đến tìm đồ trong địa cung dù thế nào cũng chỉ là kinh nghiệm phong phú hơn đại đương gia của Yên Chi xã thôi. Cơ khinh xa cười một tiếng, nói. Thiên thiên, cô còn không phục, sự thật chính là như thế. Chính bởi vì hắn là tiêu nhất thiếu, cho nên bất kể chuyện gì đều nhất định sẽ mạnh hơn người khác một chút. Có lẽ còn không chỉ là một chút. Uyển thiên thiên bĩu môi, hiển nhiên không phục lắm cách nói này của cơ khinh xa. Hai cô gái, đấu võ mồm, ở mái hiên bên này, tiêu nhất thiếu không muốn can thiệp vào, sớm đã chắp hai tay sau lưng bước đi thong thả chậm rãi trong địa cung. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ giống như tiêu nhất thiếu đọc sách trong phòng khách nhà mình đọc đến mệt, đứng dậy đi vài bước, thư giãn một lúc. Tân Lâm yên lặng đứng một bên, nhìn qua, cô ấy đứng một cách rất vị ý, kỳ thật rất xem trọng chỗ đứng, chặt chẽ quan sát lối đi lát gạch xanh, đây là lối vào và lối ra duy nhất của địa cung. Là, vệ sĩ bên người, của tiêu phàm, Tân Lâm vẫn luôn làm tròn phận sự sắc mặt uyển thiên thiên hơi thay đổi, cũng bước tới, đứng cùng với tân lâm. Nếu phải cạnh tranh, thì phải là cạnh tranh toàn diện. Giống như cô đã từng nói vậy, tân lâm có thể làm tất cả vì tiêu phàm, cô cũng có thể làm được. Mà ánh mắt của cơ khinh xa, không chấp nhìn thẳng tiêu phàm, thần tình trên mặt trở nên vô cùng chú ý. Rất hiển nhiên, tiêu phàm đang tìm kiếm trận cước của đại trận phong thủy kia. Tiêu phàm mỗi một lần hơi dừng lại, cơ khinh xa đều một mực nhớ kỹ phương vị của lần dừng lại đó sau đó tiến hành đối chiếu với những kiến thức kế thừa biết rõ trong đầu mình về trường phái phong thủy khoảng nửa tiếng đồng hồ tiêu phàm đi một vòng quanh địa cung quay lại điểm xuất phát ban đầu ngẩng đầu lên liếc mắt với cơ khinh xa sắc mặt của cơ khinh xa sớm trở nên âm tình bất định vị trí mỗi một lần tiêu phàm dừng lại ghép lại cùng nhìn đối với cơ khinh xa mà nói thật sự quá quen thuộc hà đồ âm dương ngũ việt trận Audio điện tử võ tấn bền chương 246, Hà Lạc âm dương phái Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận, cái này cũng có chút thú vị rồi Diệp cô vũ một mình đứng trong địa cung vắng vẻ, trên mặt lộ ra một vẻ quái dị Dường như anh ta cũng không ngờ đến, trận pháp phong thủy được lưu giữ trong địa cung thần bí này Lại là Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận của Hà Lạc truyền thừa Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận trong trường phái Phong Thủy có thể được coi là danh tiếng tuyệt đỉnh rồi. Hà Lạc truyền thừa trong môn phái Phong Thủy, vốn chính là trường phái rất lớn, rất nhiều truyền thừa pháp thuật Phong Thủy, nhiều hay ít đều có chút liên quan với Hà Đồ Lạc Thư. Thậm chí không ít trường phái chính là trực tiếp được phân ra từ Hà Lạc phái. Phục Hy đại đế có được Hà Đồ nhi thư bắt quái, Lạc Thư ra đời mà định ra Cửu cung. Hà Lạc Âm Dương phái là nhánh lớn của Hà Lạc truyền thừa. Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt Trận còn là đại trận trấn phái của Hà Lạc Âm Dương Phái. Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt Trận sở dĩ đại danh lừng lẫy, chính là bởi đại trận này chẳng những có thể che lấp thiên cơ, còn ngầm có ý kinh thiên sát cục. Những người trình độ về phong thủy hơi kém một chút, đừng nói là phá giải Ngũ Tuyệt Trận này, chỉ sợ thậm chí không nhận ra cả trận pháp, mù mà mù mở thôi. Cố lão tương truyền, thuật sĩ phong thủy bị Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt Trận gợi yêu ta ít chết, có không ít người đến chết cũng không biết là nguyên nhân gì. Đây còn không phải là điểm kinh khủng nhất của Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt Trận, điểm mà Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt Trận khiến cho người khác chỉ trích là ngũ tuyệt trận này vô cùng bám người. Một khi có người xâm nhập vào trong phạm vi sát cục của Ngũ Tuyệt Trận, lập tức sẽ dẫn đến sát khí của Ngũ Tuyệt Trận, trở thành cục diện không chết không thôi. Muốn phá giải sát khí của Ngũ Tuyệt Trận, trừ phi người phá giải trình độ trên pháp thuật cao hơn người bảy trận nếu không chẳng những không phá giải được sát kiếp, thậm chí ngay cả bản thân người phá giải cũng đều gặp họa. mà thuật sư có thể bố trí hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận, thông thường ở trình độ pháp thuật đều cực kỳ cao thâm, ít nhất là thân phận tông sư một đời. hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận này nếu là đại trận chấn phái của hà lạc âm dương phái, thuật sư bình thường lại làm sao bày bố ra được? nói cách khác, nếu không may lỡ xông vào ngũ tuyệt sát trận, gần như chẳng khác nào bị phán xử tử hình. Uyển Thiên Thiên được cho là vận khí cực tốt, lỡ xông vào ngõ tuyệt trận, đúng lúc gặp được trưởng giáo chân nhân đương đại vô cực môn. Tiêu Phàm lại là lòng nghĩa hiệp, tình nguyện hao tổn chân nguyên bổn mạng của mình, cũng phải trị liệu chữa bệnh cho cô. Nếu không, có lẽ Yên Chi Hồng Tung hoành giang hồ, giờ này sớm đã quỵ xuống rồi. Đổi người khác, cho dù có Tiêu Phàm có lòng từ bi như vậy, trình độ pháp thuật không cao, cũng chỉ là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lực bất tòng tâm. Cưỡng ép hành sự chỉ bất cần một chút là ngay cả bản thân cũng mắc phải hỏa. Tuy nhiên, hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận trong vòng một ngày, liên tục bị ba người nhận ra. E rằng vị cao nhân tiền bối lúc trước bày trận kia nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Trong chuyện này cũng có điểm khác biệt nhất định. Tiêu Phàm và Diệp Cô Vũ là bản thân năng lực pháp thuật cực cao, cho dù không cao hơn vị tiền bối lúc trước bày trận hà lạc âm dương phái kia, ít nhất cũng không yếu hơn y. Nếu không, Tiêu Phàm cũng không thể mượn một đạo dẫn trận, đã phá vỡ được hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận đại danh lừng lẫy. Có lẽ, không thể gọi là phá giải, chỉ là tạm thời phân tán lực âm sát cắn nuốt của sát trận phong thủy hơn mấy trăm ngàn năm trầm tích lại. Chỉ cần chân cước của hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận không có bị phá giải, không bao lâu, lực âm sát cắn nuốt này lại sẽ từ từ hội tụ lại. Tuy rằng như thế, tiêu phàm ở trình độ trận pháp cũng đủ kinh người rồi. Cơ khinh xa sở dĩ có thể nhận ra ngũ tuyệt sát trận, không phải ở trình độ pháp thuật cô cao hơn vị tiền bối kia, mà là vì bản thân cô chính là truyền nhân của Hà Lạc Âm Dương Phái. Đây là bí mật của cơ khinh xa. Trong mắt rất nhiều truyền nhân trường phái pháp thuật phong thủy, Hà Lạc Âm Dương Phái sớm đã thất truyền. Chính là vì Hà Lạc Âm Dương Phái hành sự tương đối ác độc, sát khí của Hà Đồ Âm Dương ngũ tuyệt trận này quá nặng, cho nên dẫn tới công phẫn của các đồng đạo pháp thuật. Hà Lạc Âm Dương Phái một dạo trở thành công địch của trường phái pháp thuật phong thủy, mọi người hợp lại công kích. Hơn 100 năm trước, Hà Lạc âm dương phái sớm đã mai danh ẩn tích trên giang hồ, không có truyền nhân nào xuất hiện nữa. Tơ khinh xa sau khi nổi dậy như kỳ tích, cũng có đồng đạo pháp thuật biết cô là xuất thân từ Hà Lạc phái. Nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ đến, cô thật ra chính là kế thừa của Hà Lạc âm dương phái. Dù sao kế thừa Hà Lạc là đại giáo, quần chúng trưởng phái đông. Hơn nữa hiện nay, pháp thuật suy yếu, người hiểu được pháp thuật vốn ít càng thêm ít. Đừng nói đến là cao nhân trình độ cao kiểu như Tông Sư Đại Sư, như vậy càng của quý hiếm có rồi, lại có ai sẽ truy cứu căn nguyên này của cơ khinh xa sao? Bây giờ không như ngày xưa, cho dù cơ khinh xa công khai tuyên bố với bên ngoài mình là truyền nhân của Hà Lạc âm dương phái, cũng sẽ không có phiền toái gì. Chỉ là cơ khinh xa cũng không ngờ tới, sẽ được nhìn thấy âm dương ngũ tuyệt trận, truyền thừa của phái mình ở trong địa cung của một ngôi miếu đổ nát bên ngoài ngoài ô hoang vô tỉnh tần quan này. Đối với Hà Lạc âm dương phái mà nói, hơn 100 năm trước lần kiếp nạn đó là đại họa thật sự. Chẳng những đệ tử tinh anh trong môn phái chết hầu như không còn, rất nhiều truyền thừa pháp thuật cũng theo đó mai một, khó có thể tìm lại được. Cơ khinh xa giành được truyền thừa Hà Lạc âm dương phái, sớm đã không trọn vẹn đầy đủ. Mấy năm trước, sau khi tu vi của cơ khinh xa trong pháp thuật đã đạt tới cảnh giới nhất định rồi thì tiến vào bình cảnh, bị kẹt ở đó, bất luận cố gắng như thế nào đều không thể tiến thêm được tất nào nữa lúc này diệp cô vũ liền xuất hiện bổ sung cho cơ khinh xa vô cùng nhiều kế thừa chính thống của hà lạc âm dương phái cơ khinh xa cuối cùng có thể đột phá bình cảnh nâng cao một bậc nhưng mà diệp cô vũ bổ sung những truyền thừa này cho cơ khinh xa cũng không bao gồm hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận là đại trận chấn giáo của âm dương phái nhất quán đều là cơ mật cao nhất của âm dương phái cho dù là ghi chép của vô cực thuật tàng cũng chỉ biết không thể hiểu tường tận được Cơ khinh xa có thể từ phương vị của các bước chân tiêu phàm dừng lại, cảm giác được đây là âm dương ngũ tuyệt trận. Chỉ có thể nói lên được cô quen thuộc hình thức biểu hiện bên ngoài của âm dương ngũ tuyệt trận, nhưng không có nghĩa là cô hiểu được phương pháp bày trận của âm dương ngũ tuyệt trận. Bày bố đại trận phong thủy, tuyệt đối không đơn giản. Đối với cơ khinh xa mà nói, chuyến đi đến tần quan lần này, thật sự đạt được rất nhiều ích lợi. Riêng đối với việc lĩnh ngộ về âm dương ngũ tuyệt trận, thì không phải là nhỏ. Lĩnh Ngộ Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận đối với thuật sư trường phái khác mà nói, có lẽ chỉ có thể có tác dụng tham khảo. Nhưng đối với Cơ Khinh Sa mà nói, thì chính là tinh túy thật sự, lĩnh ngộ thêm một phần thì càng thêm có lợi. Có lẽ, đợi sau khi mở cái hộp màu đen kia ra, thậm chí có thể tìm ra đại pháp bày trận có liên quan đến Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận. Nếu thật sự học được phương pháp bày trận này, Cơ Khinh Sa có lẽ có thể xải bước gia nhập vào trình độ cấp bậc tông sư điều này thật sự rất khiến cho cô kỳ vọng. Đứng trong địa cung, tâm trạng của Diệp cô Vũ lại không có hưng phấn như cơ khinh xa, sắc mặt trở nên lúc thì âm u lúc thì dạng dỡ. Tiêu phàm bọn họ vừa mới rời khỏi miếu đông hoa đế quân, Diệp cô Vũ ngay sau đó liền vào địa cung. Tuy nhiên Diệp cô Vũ rõ ràng cũng chưa từng ngờ tới, đại trận thủ hộ bố trí trong địa cung này, không ngờ là hà đồ âm dương múa tuyệt trận thất truyền đã lâu. Đối với uy lực của đại trận này, Diệp cô Vũ hiểu rất rõ thất tinh đạo dẫn trận, một lúc, Diệp Cô Vũ lại khẽ lầm bầm một câu. Trước đấy không lâu, tiêu phàm dùng thất tinh đạo dẫn trận hóa giải sát khí của hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận, Diệp Cô Vũ còn cười hắn có chút không phóng khoáng. Đường đường là chân nhân trưởng giáo đương đại vô cực môn, gặp phải, địch thủ, chỉ biết tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Nếu là Diệp Cô Vũ y, chắc chắn sẽ không lựa chọn đạo dẫn trận, mà trực tiếp bày trận chân áp, phân thắng bại. Hiện tại xem ra, cách làm của tiêu phàm không nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Không rõ, tình hình quân địch, cứng trọi với cứng để phân thắng bại, thực sự quá nguy hiểm. Tiêu phàm có lẽ không sợ, đánh không lại còn có thể chạy đi, nhưng huyển thiên thiên thì nguy hiểm rồi. Bày trận trấn áp một khi thất bại, lực cắn trả trong cơ thể huyển thiên thiên và căn nguyên đại trận kết nối, lập tức sẽ phát tác mạnh. Nên dẫn sát khí ra ngoài, phân tán ra giữa đất trời mới vững chắc. Như vậy có thể thấy được, tiêu phàm làm việc đòi hỏi hiệu quả thực sự, cũng không chú ý thứ lè lẹt gì đó. Cái gọi là, thể diện, Diệp Cô Vũ rất là xem trọng, nhưng tiêu phàm dường như không quá xem trọng. Có lẽ đạt tới cảnh giới như tiêu phàm rồi, đã không còn để ý đến cái gọi là thể diện nữa rồi. Bàn về thân phận công khai, hắn là đích tôn trưởng của lão tiêu gia, bàn về kế thừa đạo thuật, hắn là chân nhân trưởng giáo vô cực môn. Đều vô cùng kính trọng. Diệp Cô Vũ chậm rãi đi đến bệ đá giữa mật thất. Vừa mới nhấc bước, lại ồ, một tiếng xoay người lại, mắt nhìn cửa vào lối đi địa cung, lạnh lùng nói. Nếu đã đến đây rồi, thì không cần lén lén lút lút, xuất hiện ra đi. Bên kia lối đi, lại truyền đến một chàng cười sang sảng, âm thanh vô cùng trầm, cho thấy được người đến này cũng là nhân vật lớn có thân phận. Diệp Vương hiểu lầm rồi, tôi cũng không biết Diệp Vương đến đây trước tôi một bước. Theo tiếng chàng cười này, một bóng người vô cùng cao lớn đi ra từ lối đi cũng là một người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới cả người đầy vẻ uy nghiêm nhìn thấy người đàn ông trung niên này diệp cô vũ cũng không cười nữa hai mắt thản nhiên bắt đầu nhíu lại hóa ra là đại tế ti thanh thiên xin chào đại tế ti diệp cô vũ mỉm cười nói vị đàn ông trung niên này rõ ràng chính là đệ tử người hán của tổ sư dung thiên tây ly giáo trong năm đại vu thánh tây ly giáo đứng hàng thứ ba được xưng là Đại Tế Ti Thanh Thiên. Thanh Thiên, vị trí thuộc về Đông Phương. Diệp Cô Vũ rõ ràng đối xử với vị Đại Tế Ti Thanh Thiên còn khách khí hơn nhiều so với Tát Bỉ Nhĩ, thậm chí còn khách khí hơn nhiều so với Áp Bát. Hi hi, Diệp Vương khách khí rồi. Khóe miệng Đại Tế Ti Thanh Thiên nhếch lên, một ý châm chọc chợt lóe cực kỳ nhanh rồi biến mất. Đương nhiên, ý châm chọc này không phải là hướng về Diệp Cô Vũ. Bây giờ, không phải nói không ai có thể châm chọc Diệp Cô Vũ, nhưng hiển nhiên cũng không bao gồm vị vua thánh đông phương này. Ý châm chọc của ông ta là hướng đến Thanh Thiên Đại Tế Ti, dường như có chút xem thường cách xưng hô Thanh Thiên Đại Tế Ti này. Đại Tế Ti, lệnh sư đệ Abbas hành động ám sát nhằm vào tiêu phàm đã thất bại. Anh ta dùng số tiền lớn mời ninja từ Nhật Bản và xạ thủ thần cao tư từ Germanic tới, tối hôm qua đều đã mất mạng. Diệp Cô Vũ rất bình thản thông báo tình hình với Đại Tế Ti Thanh Thiên, thanh thiên đại tế ti cười nhạt một tiếng, nói. Liễu sinh hùng nhị hữu danh vô thực, hoàn toàn không có lĩnh ngộ được chân đế của nhẫn thuật ninja, bị người khác gỡ yêu ta ết chết là điều đương nhiên. Nếu đã ăn chén cơm này, không có chút bản lãnh thật sự nào, chết dưới giao người khác chính là chuyện sớm hay muộn. Nhưng thật ra cao tư bị chết cũng hơi đáng tiếc, cũng chết hơi uất ức. Sát thủ nổi tiếng như vậy, chết dưới móng vuốt mèo, hì hì. Thanh thiên đại tế ti nói xong, lắc lắc đầu chương 247, Diệp Vương vì sao không ra tay? Diệp cô vũ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Với tư cách là thiên ưng, chi chủ, sơn trung lão nhân của ngục thứ di đương đại, không hề nghi ngờ, Diệp cô vũ cho rằng hành động lần này áp bát dùng để ám sát tiêu phàm thật sự quá trẻ con. Tùy việc mà xét, tương đối mà nói, liễu sinh hùng nhị và cao tư cũng không xem là những tên soàng sỉnh. Liễu sinh hùng nhị cho dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ hết tinh túy nhẫn thuật của phái ninja, cũng được xem là tài nghệ không kém. Đặc biệt cao tư thần xạ thủ như vậy, ngay cả trong thiên ưng giáo cũng hiếm gặp. Liễu sinh hùng nhị và cao tư đều không vấn đề, vấn đề chính là đối tượng bọn họ muốn ám sát. Quá mạnh, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Phái hai con cừu non đi săn bắt lang sói, không, là sai hai con cừu đi săn bắt một con mãnh hổ, nếu có thể thành công, đó mới là không có thiên lý tuy nhiên diệp cô vũ không có ý định bình luận hành động này của abbas năm vị đại tế Ti tây ly giáo abbas và vị vô thánh đông phương trước mắt này diệp cô vũ đều khá coi trọng không thể ở trước mặt vô thánh đông phương làm mất mặt abbas hơn nữa diệp cô vũ cũng hiểu được dùng ánh mắt thiên ưng chi chủ đi phán xét những hoạt động ám sát của các tổ chức khác thật sự cũng mất công bằng sát thủ hoặc tổ chức sát thủ trên toàn thế giới bàn đến hiệu quả cao và độ tàn ác còn có rất ít có thể vượt qua thiên ưng tự ý nào đó mà nói Diệp Cô Vũ đã đứng ở đỉnh cao của cái nghề này rồi. Nói vậy, Abbas cũng có chút bất đắc dĩ. Bây giờ để Diệp Cô Vũ một vị vua sát thủ như vậy ở đây, lại một mực không thể giao hết cho y đi xử lý. Bản thân Abbas cũng không có quan niệm thể diện gì, bất kể chuyện gì, đương nhiên nên giao cho người chuyên nghiệp nhất đi xử lý. Nhưng đại sư huynh Tát Bỉ nhĩ có lệnh nghiêm. Đối với tiêu phàm nhất định phải lấy Tây Ly Giáo làm chủ để hoàn thành, không thể mượn tay người khác. Cho dù Tát Bỉ Nhĩ không có nói rõ họ tên, nhưng Abbas cũng biết rõ ràng Đại Sư Huynh nói vị, người khác này chính là Diệp Cô Vũ. Là, huyết thiên Đại Tế Ti, chuyên môn phụ trách ra tay ám sát của Tây Ly Giáo, trình độ của bản thân Abbas không thể bảo là không cao, ngoại trừ Diệp Cô Vũ, vua sát thủ, nổi tiếng như vậy, những người khác lại có thể mượn tay người khác hay sao? Đối với Đại Sư Huynh Tát Bỉ Nhĩ, Abbas cũng không phải là kính phục từ đáy lòng. Nhưng trước mắt sư phụ đang bế quan, công việc thường ngày trong phái giáo đều do đại sư huynh chủ trì, đối với chỉ lệnh của Tát Bỉ Nhĩ, Abbas vẫn phải thi hành. Không có quy củ, sao thành được vuông tròn? Tuổi tác của tổ sư Dung Thiên ngày càng cao, vấn đề người thừa kế đã dần dần bàn tới. Dựa theo thông lệ của Tây Ly giáo, giáo chủ mới thường do giáo chủ đương nhiệm chỉ định. Chỉ có khi giáo chủ đương nhiệm bỗng nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn, không kịp chỉ định người thừa kế giáo chủ, mới do 5 vị đại tế ti trong giáo họp thảo luận quyết định. Thông thường mà nói, bất kể là do giáo chủ cũ chỉ định hay là do 5 vị đại tế ti họp bàn đề cử, giáo chủ mới đại đa số đều sẽ là con cháu của 5 vị đại tế ti. Ngoại trừ chủ tọa đại tế ti do giáo chủ kiêm nhiệm ra, 5 vị đại tế ti là nhân vật quan trọng nhất của Tây Ly giáo, đạo hạnh nguyên thâm nhất, phù thuật cao nhất. Trong lịch sử Tây Ly giáo, thậm chí còn xuất hiện tình huống có một vị đại tế ti đạo hạnh cao hơn giáo chủ. Ví dụ như năm vị đại tế ti hiện tại của Tây Ly Giáo, đều là đệ tử thân truyền của giáo chủ Tổ Sư Dung Thiên. Cho tới bây giờ, Tổ Sư Dung Thiên chưa chỉ định người thừa kế. Cho dù khi Tổ Sư Dung Thiên bế quan, công việc hàng ngày trong giáo đều là do Tát Bỉ Nhĩ đang chủ trì, nhưng không có nghĩa là Tát Bỉ Nhĩ nhất định có thể trở thành giáo chủ tương lai. Trên lý thuyết, năm vị đại tế ti cũng đều có thể trở thành giáo chủ tiếp theo. Abbas trong lòng rõ như hương, càng là lúc này, càng không thể sằng bậy. Nếu khi sư phụ bế quan, mình không nghe theo chỉ lệnh của đại sư huynh, tự tiện hành sự, tất nhiên sẽ để lại ấn tượng xấu về bản thân nóng lòng thể hiện mình, nóng lòng, giành quyền, trong mắt sư phụ. Kế thừa Tây ly giáo lâu đời, quy mô to lớn, phải duy trì cho một giáo phái lớn như vậy hoạt động bình thường, ngoại trừ bản thân giáo chủ đạo hạnh cao thâm gia, mỗi vị giáo chúng đều phải giữ nghiêm giáo quy, đây là một mắt xích rất quan trọng, bởi vì như thế tây ly giáo mới có thể tiếp tục phát triển đâu vào đấy nếu mình cầm đầu mà không tuân thủ quy củ e rằng sẽ là người đầu tiên bị đá ra khỏi đội ngũ người được chọn đảm nhiệm giáo chủ trong những chuyện như thế này diệp cô vũ đương nhiên sẽ không phát biểu ý kiến đây là nội chính của tây ly giáo tổ sư dung thiên còn tại thế diệp cô vũ tuyệt đối không thể tùy tiện can thiệp đó là đại kỵ tuy nhiên đại tế ti thanh thiên dường như cũng không có ý ngừng lại mắt nhìn Diệp Cô Vũ, mỉm cười nói. Diệp Phương, con mèo của tiêu phàm kia, hình như rất kỳ lạ. Nghe nói ở một bãi nuôi chó của bãi săn Mộc Lan, mèo của tiêu phàm cứng rắn dọa đuổi một đàn chó ngao Tây Tạng. Chẳng lẽ đây là kế thừa đặc biệt của vô cực môn? Trong địa cung u ám, hai người đàn ông trung niên đầy uy nghiêm đứng mặt đối mặt, khiến cảnh tượng càng trở nên kỳ dị. Diệp Cô Vũ thản nhiên cười, nói. Coi như là thế đi. Vô cực môn quả thật có kế thừa nuôi dưỡng linh sủng bổn mạng, nhưng cũng không phải mỗi một vị đệ tử của vô cực môn đều biết nuôi dưỡng linh sủng bổn mạng, thường luôn rất ít người. Hơn nữa nuôi dưỡng linh sủng bổn mạng, lợi cũng có hại cũng có. Đại tế ti thanh thiên nhún hai tay, nói. Thỉnh giáo. Diệp cô vũ mỉm cười đáp lễ. Thỉnh giáo không dám nhận, đại tế ti khách khí rồi. Diệp cô vũ dường như đối với vị đại tế ti thanh thiên này còn tôn trọng hơn nhiều so với áp bát. Đầu tiên, nuôi dưỡng linh sủng bổn mạng đối với sủng vật có yêu cầu rất nghiêm khắc, nhất định phải có thể tương thông tâm ý với chủ nhân. Chuyện như vậy vạn chung vô nhất, khả ngộ bất khả cầu. Tiếp đó, nuôi dưỡng linh sủng bổn mạng dĩ nhiên có thể giúp ích cho việc tu luyện ý nghiệp, nhưng tâm thần bổn chủ và linh sủng thông nhau, một khi linh sủng xảy ra vấn đề sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm thần bổn chủ. Nếu tình hình nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến bổn chủ thần trí thất thường, rơi vào trạng thái điên cuồng. Tiêu phàm cách ly linh sủng ở xa mình, một mình đi đối phó với một vị sát thủ độc hành, thật sự có chút mạo hiểm. Phỏng chừng hắn cũng là bất đắc dĩ. Tối hôm qua, hắn đã không tìm ra người khác đi đối phó với Cao Tư rồi. Diệp cô vũ nói xong, khóe miệng hiện lên một chút ý châm chọc, dường như vô cùng xem thường đối với những gì tiêu phàm đã làm. Vì một người con gái, đưa bản thân vào nơi nguy hiểm, không phải là người thông minh. Cho dù người phụ nữ này quả thật vô cùng xinh đẹp, đủ khiến vô số đàn ông điên cuồng. Nhưng trong những người đàn ông này, rõ ràng trong đó không bao gồm Diệp Cô Vũ. Theo Diệp Cô Vũ, phụ nữ có xinh đẹp mấy đi nữa, tuy nhiên cũng chỉ là một thứ, đồ dùng trên giường, không đáng để mạo hiểm bản thân. Đại tế Ti Thanh Thiên khẽ vuốt cầm nói. Abbas hao hết tinh thần, kết quả lại thất bại bởi một con mèo. Vẫn là tu luyện không kỹ. Xem ra phán đoán ban đầu cho rằng tu vi của tiêu phàm bị hao tổn, cảnh giới hạ xuống là không chuẩn xác nói xong lông mày y khẽ nhào lên giống như có chút bất mãn đối với hành động thất bại của abbas chỉ là có được thân phận địa vị như ngày hôm nay dẫu có thấy bất mãn hơn nữa với người nào việc gì đó cũng sẽ không quá mức thể hiện ra mặt vấn đề lớn hơn nữa ở chỗ nếu thật sự bọn họ phán đoán sai về tiêu phàm như vậy rất nhiều hành động kế tiếp đều phải vô cùng cẩn thận diệp cô vũ nói tu vi của tiêu phàm bị hao tổn có lẽ là sự thật. Nhưng mức độ bị tổn thương, cảnh giới hạ xuống đến mức nào, đó cũng hơi nắm không chắc. Hơn nữa kiểu cao thủ giống tiêu phàm, cho dù bị thương nghiêm trọng hơn nữa, yếu ớt hơn nữa, cũng không thể xem thường. Có lẽ phỏng đoán của Abbas về cảnh giới của bản thân tiêu phàm là chuẩn xác, nhưng đã quên bên cạnh hắn còn có một con linh sủng bổn mạng. Lần sau hẳn là sẽ không tái phạm sai lầm giống như vậy nữa. Đại tế Ti Thanh Thiên nhìn về phía Diệp Cô Vũ, đột nhiên hỏi. Diệp Phương tối hôm qua vì sao không ra tay. Ánh mắt nhấp nháy, nhìn thẳng tới. Sắc mặt Diệp cô vũ hơi ngưng lại, thản nhiên hỏi ngược lại. Đại tế ti là đang chất vấn tôi sao? Một luồng sát khí chợt lóe lên từ trong mắt của anh ta. Diệp cô vũ cũng không cho phép người khác chất vấn y như thế, bất kể là ai, đều không thể. Đại tế ti thanh thiên một chút cũng không nhượng bộ, trầm ngâm nói. Không dám chất vấn, nhưng nếu tiêu diệt tiêu phàm, tối hôm qua hẳn là cơ hội vô cùng tốt. Tiêu phàm đích thân ra trận, chữa thương cho một cô gái giang hồ, đúng là tự bộc lộ điểm yếu của mình. Cơ hội tốt như vậy, không có nắm chắc, thật là có vài phần đáng tiếc. Nghiệm nói không chất vấn, trên thực tế giọng điệu lại là hùng hổ dọa người. Diệp Phương quả nhiên là nhân vật lợi hại khó lường, ngũ đại vô thánh Tây Ly Giáo, nhưng cũng không có một người là nhân vật hạng hai. Đệ tử chính thống do Tổ Sư Dung Thiên Đích Thân tuyển chọn, có kém cũng không kém là mấy. Vị đại tế thi thanh thiên này, đặc biệt được tổ sư Dung Thiên coi trọng, nếu không phải là bởi vì thân phận người Hán của anh ta, e rằng tổ sư Dung Thiên sớm đã chỉ định anh ta là người được chọn kế nhiệm chức giáo chủ tiếp theo của Tây Ly Giáo. Đại tế thi, đây là chuyện riêng của giáo phái, không liên quan với thiên ưng tôi. Lệnh sư Huynh Tát Bỉ Nhĩ cũng từng nói rõ ràng cho tôi biết, việc này đều có Tây Ly Giáo xử trí, không cần người ngoài nhúng tay vào. Một lúc, Diệp Cô Vũ mới chậm rãi nói, giọng điệu có chút lạnh. Đại tế Ti Thanh Thiên lập tức hỏi. Thế Diệp Vương lần này đến, có gì cần làm? Không phải là kết bạn ôn chuyện cũ chứ? Diệp Cô Vũ thản nhiên nói. Đại tế Ti dường như rất hứng thú với hành tung của thiên ưng chúng tôi và cá nhân Diệp Mỗ. Đại tế Ti Thanh Thiên hai mắt sáng ngời, nhìn đối diện Diệp Cô Vũ. Địa cung vốn u ám, không khí càng trở nên lạnh lẽo, lập tức tràn đầy sát khí khóe miệng Diệp Cô Vũ hiện lên nụ cười khẩy. Nhìn nhau một lát, đại tế thì thanh thiên di chuyển ánh mắt đi, trên mặt lại lộ ra nụ cười hơi áy náy, nhún hai tay, nói thật thứ lỗi, Diệp Vương. Thật sự là thế cục lúc này quá phức tạp, có lẽ là bản thân tôi nghĩ quá nhiều, nhưng tôi quả thật không thể ngờ đã mạo phạm, xin Diệp Vương thứ lỗi cho. Người này trong chốc lát có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình, biết có biết rũi, quả nhiên rất là cừ. Diệp cô vũ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Không sao, tôi có thể hiểu được tâm tính lúc này của Đại Tế Ti. Ha ha, đa tạ Diệp Vương hiểu cho. Đại Tế Ti Thanh Thiên đã trở nên vẻ mặt tươi cười, quan sát khắp nơi tình hình địa cung, trên mặt lại dần dần lộ ra thần sắc kinh ngạc, bật thốt lên kêu lên. Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận. Diệp Cô Vũ không khỏi mỉm cười nói. Đại Tế Ti mắt tinh tường, không hổ là truyền nhân chính thống được Tổ Sư Dung Thiên coi trọng nhất, Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận sớm đã thất truyền, đại tế ti thanh thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy liền cảm nhận được hơi thở của trận này, cũng là đáng với lời khen này của Diệp Cô Vũ. chương 248, ba người tình hình không đúng. Trong phòng khách của phòng cao cấp khách sạn Dương Tây, hai hàng lông mày xinh đẹp của Tân Lâm hơi nhíu lên, hạ giọng nói. Tình hình trong phòng khách có phần, kỳ lạ, thế giới hai người, truyền thống đã bị phá vỡ, biến thành ba người. Ngoại trừ Tân Lâm và Tiêu Phàm, trong phòng khách còn có Uyển Thiên Thiên. Trở về từ miếu Đông Hoa Đế Quân, Uyển Thiên Thiên cứ tự nhiên theo sát sau Tiêu Phàm đi vào phòng như vậy, không chần chờ do dự chút nào. Dường như tất cả đều rõ ràng từ nay về sau, cô đương nhiên đi theo Tiêu Phàm rồi, Tiêu Phàm đi đâu cô phải đi theo đó. Tân Lâm lại cũng không có đưa ra ý kiến phản đối, dường như trực tiếp xem Uyển Thiên Thiên như là không khí. Mặc kệ cô có theo Tiêu Phàm hay không, đều không có liên quan gì đến tôi chỉ cần cô không làm ảnh hưởng đến việc tôi cảnh vệ cho tiêu phàm là được nhưng rõ ràng đây không phải thái độ thật của tân lâm tân lâm là nói ra suy nghĩ của mình tiêu phàm trầm ngâm không nói uyển thiên thiên hơi nhịn không được hỏi chị tân tình hình gì không đúng cô dù sao cũng là lần đầu bước vào cuộc sống hàng ngày của tiêu phàm không biết nhiều về kiểu quan hệ giữa tiêu phàm và tân lâm có phần không rõ tiêu phàm và tân lâm trao đổi giao lưu như thế nào mắt thấy tiêu phàm không phản ứng tân lâm tự nhiên cảm thấy hơi không ổn tình hình gì cũng không đúng tân lâm lập tức nói nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt nhấp nháy nhìn thẳng cô cô tại sao phải che giấu hành tung nhưng lại không chút khách khí chất vấn uyển thiên thiên hai hàng lông mày mờ của uyển thiên thiên lập tức cũng dương lên hừ nhẹ nói chị tân tôi không cần thiết phải báo cáo hành tung với chị chứ tân lâm liền trả lời bình thường không cần lần này thì cần tại sao bởi vì lần này cô khiến chúng tôi liên lụy vào hiện tại cường địch đang phục ở bên ngoài chúng tôi nhất định phải làm rõ tất cả điểm đáng ngờ bất kỳ một chút sơ sẩy nào cũng đều có khả năng gây chết người tân lâm lãnh đạm nói không mang theo chút cảm xúc nào nghiêm trọng đến như vậy sao uyển thiên thiên không kìm nổi khẽ nói thầm một câu xem ra uyển thiên thiên tuy cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi trong lòng cô ta vẫn rất tán thành lời của tân lâm tình hình trước mắt quả thật không thể lạc quan chị tân tôi cũng không có cố ý che giấu hành tung sau khi nói thầm quyền thiên thiên nghiêm nghị nói vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc trước đó tôi đã từng mời các vị đây cũng là sự thật chẳng qua là tiêu phàm không có đồng ý tiêu phàm bỗng nhiên nói hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận có khả năng che lấp thiên cơ đây là giải thích một chút cho tân lâm vì sao mình suy tính không ra tình hình của Uyển Thiên Thiên? Dòng giã mười mấy ngày, Tân Lâm hỏi ngược một câu. Những lời này lại không phải là hỏi khả năng che lấp thiên cơ của Hà Đồ Âm Dương ngũ tuyệt trận có thể kéo dài bao lâu, mà là tiếp tục đặt câu hỏi cho Uyển Thiên Thiên. Vì sao ở miếu Đông Hoa đế quân thời gian lâu như vậy? Chỉ một địa cung gạch xanh đơn giản như vậy, ba đại đương gia Yên Chi xã đều tề tụ, lại phải mất thời gian lâu như vậy mới có thể mở cửa vào địa cung được. Tân Lâm có chút không tin tưởng lắm. Thất diệu cung cho dù không giỏi về đào trộm mộ, nhưng cũng có chuyên môn, trong giới đào mộ trộm yên chi xã có tiếng tăm như vậy, không phải là giả. Quyền Thiên Thiên hơi không vui nói. Chị Tân, chị chớ xem thường địa cung này, rất không đơn giản. Làm nghề này, lại không thể mù quáng khinh suất, trước tiên phải tìm đúng mạch đất. Bằng không, sai một ly, đi nhìn dặm, hơn 10 ngày có thể mở ra được tòa địa cung này, đã là rất nhanh rồi chị có thể hoài nghi sự trung thành của tôi đối với tiêu phàm, nhưng chị không thể hoài nghi trình độ chuyên nghiệp của tôi. Vậy chỉ Bân vì sao không xuống, nhất định phải trốn bên ngoài đánh lén, ông ta cũng được xem là nhân vật nổi tiếng trên giang hồ. Nói như vậy, tiếng tăm trên giang hồ càng vang dội thì càng yêu danh dự của mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, chỉ Bân tuyệt sẽ không xuất ra thủ đoạn hạ lưu kiểu này, tự hủy hoại thanh danh. Vừa nhắc tới chỉ Bân, Uyển Thiên Thiên liền tức tối, cả giận nói tôi đâu biết ông ta nghĩ thế nào. Ai ngờ được ông ta hèn hạ như vậy. Uyển Đại Đương ra cả đời chưa từng bị thiệt thòi như vậy. Bị người khác truy sát giữa đồng không mông quạch, thiếu chút nữa bỏ mạng. Đến cuối cùng vẫn bị cởi sạch quần áo, TA ớ huyền y TA Upsilon OIG nằm vào trong lòng đàn ông. Ngọn nguồn tai họa, tất cả cũng là vì chỉ bân quá xấu xa. Tiêu phàm khoát tay, nói. Chỉ bân biết không thể xuống địa cung kia. Vì sao, chẳng lẽ ông ta cũng biết hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận gì gì kia? Ông ta cũng hiểu thuật pháp. Không đợi Tân Lâm mở miệng, Uyển Thiên Thiên liên tiếp kêu lên. Không nghe nói chỉ bân hiểu được pháp trận phong thủy à. Tuy rằng không phải là nói đối với từng kẻ trộm mộ Uyển Thiên Thiên đều rõ như lòng bàn tay, chỉ bân tuyệt đối là ngoại lệ. Đối với người này và cao thủ đệ nhất trộm mộ nam phái nổi danh của chính sư phụ mình, Uyển Thiên Thiên không thể không thăm dò tìm hiểu. Trước đó, quả thật không có nghe nói chỉ bân hiểu được gì về phương diện thuật pháp. Tiêu Phàm nói, tôi không rõ chỉ bân hiểu pháp trận phong thủy hay không, nhưng biệt hiệu âm dương nhãn của ông ta hẳn không phải là nói không. Sát khí trong địa cung kia lớn như vậy, ông ta có lẽ nhìn ra được. Uyển Thiên Thiên lại khẽ, hư, một tiếng. Những chuyện do thiên phú này, không có lý lẽ để bàn luận. Tống Hoàn cũng được xưng là thiên nhãn, nhưng rõ ràng kém một bậc so với âm dương nhãn của Chỉ Bân, thậm chí còn không chỉ kém một bậc. Tân Lâm liền liếc Uyển Thiên Thiên một cái. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thiên Thiên hơi đỏ lên, bĩu môi, quay đầu nhìn đi nơi khác. Đương nhiên, Tân Lâm đây là đang cười nhạo Uyển Thiên Thiên, lúc trước ở trước mặt Tiêu Phàm còn không phục, cho rằng Tiêu Phàm là bắn tiếng đe dọa. Cuối cùng bây giờ biết lợi hại rồi, nếu không phải là Tiêu Phàm đến đúng lúc, Uyển Thiên Thiên sẽ không xong rồi. Tiêu Phàm lại không để ý tới những giao chiến mặt mày giữa hai cô gái này, chỉ hứng thú nhìn chằm chằm vào cái hộp đen đang để trên bàn trà, cẩn thận nghiên cứu. Hành trình đến tần quan lần này của Uyển Thiên Thiên, kinh động đến nhiều nhân vật khó lường như vậy. Tiêu Phàm cảm thấy, mấu chốt vẫn ở chỗ cái hộp đen này. Chỉ bân trăm phần trăm là vì hộp đen này mà tới. Với thanh danh của chỉ bân trong giới trộm mộ, giống Uyển Thiên Thiên, Ông ta chưa từng để ý như thế đến hộp đen, có thể thấy được hộp đen này nhất định có điểm khác thường. Mấu chốt không ở trên người chỉ bân, mấu chốt ở người tối hôm qua kia. Uyển Thiên Thiên chợt nói. Lần này, Tân Lâm không có lên tiếng, dường như đồng ý với lời nói này của Uyển Thiên Thiên. Người kia quá hùng mạnh. Một lúc, Uyển Thiên Thiên lại nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại rất nhanh hiện lên một chút sợ hãi. Trên mặt, nữ ma đầu đệ nhất, lộ ra vẻ sợ hãi, quả thật là không bình thường. Nhưng Diệp Cô Vũ thật sự quá mạnh. Mạnh đến nỗi huyền thiên thiên tính cách không sợ trời không sợ đất như vậy trong lòng cũng không thể không thừa nhận tranh lệch giữa hai bên. Trước đó, huyền thiên thiên chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cho dù khi đối mặt với tiêu phàm, cũng chưa từng có. Tiêu phàm anh hoa nội liễm không giống Diệp Cô Vũ ngang ngược kinh người như vậy. Người kia là ai, từ đâu đến, anh ta muốn làm gì việc này chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả tôi cho rằng việc cấp bách chính là phải làm rõ lai lịch của người này quyền thiên thiên nói vẻ mặt nghiêm trọng có quân địch mạnh bất cứ lúc nào cũng ở một bên nhìn trộm như vậy ai có thể ngủ ngon cho được tiêu phàm không lên tiếng tuy nhiên sự chú ý của hắn rõ ràng chuyển từ hộp đen lên trên người diệp cô vũ tôi đã hỏi cơ khinh sa và phạm nhạc bọn họ cũng không biết lai lịch của người này tối hôm qua bọn họ cũng không có động thủ so chiêu người kia không có ra tay trước tân lâm đưa ra lời giải thích giọng điệu hơi có chút mập mờ đây đương nhiên là giữ thể diện cho cơ khinh xa và phạm nhạc người kia không có động thủ trước cơ khinh xa và phạm nhạc tuyệt sẽ không ra tay xem như lấy hai địch một cũng không có chắc chắn thành công tiêu phàm anh nói thật đi tối hôm qua nếu anh ta ra tay trước chúng ta chống đỡ nổi không uyển thiên thiên hỏi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch dường như hơi sợ tiêu phàm thản nhiên nói bất kể anh ta là ai nếu anh ta phải ra tay dù sao cũng phải có cái lý do tại sao phải đối phó tôi người khác mời anh ta tới chứ sao uyển thiên thiên thuận miệng nói tiêu phàm liền cười tân lâm lắc đầu nói khả năng kia không lớn cao thủ như vậy tuyệt đối sẽ không vì người khác ép buộc Muốn mời được cao thủ lớn như vậy đến liều với tiêu phàm vì cái, lưới rách cá chết mặt mũi phải lớn cỡ nào. Diệp cô vũ bỗng nhiên xuất hiện tại thị trấn nhỏ hoang vu này, chỉ có thể là vì chính anh ta mà đến. Thế thì mục đích của anh ta là gì? Anh ta không phải là đến ngắm phong cảnh chứ? Uyển Thiên Thiên nói xong, liếc nhìn hộp đen trên bàn trà. Tuy rằng lúc này cao thủ tập hợp xung quanh thị trấn Dương Tây, nghiên cứu kỹ, đơn giản là ba nhóm người ngựa. Ngoại trừ tiêu phàm bọn họ, mục đích của hai nhóm người ngựa khác chỉ có hai, nhóm người thứ nhất là muốn Uyển Thiên Thiên lấy được hộp đen này từ địa cung, nhóm người thứ hai thì trực tiếp muốn cho tiêu phàm chết ở đây, thậm chí là muốn tiêu diệt mấy người bọn họ luôn. Mà hiện tại, Diệp Cô Vũ không phải là tới để gợi yêu ta ít tiêu phàm, cũng không có ra tay cướp đoạt lấy hộp đen này, vậy anh ta tới làm gì? Thật là khó có thể lý giải. Chẳng lẽ nói, anh ta là đúng lúc đi ngang qua? Giải thích như vậy, Bản thân Huyền Thiên Thiên cũng cảm thấy rất hài hước. Tiêu Phàm cười cười, đứng dậy, nói: Bất kể mục đích anh ta đến tần quan là gì, ít nhất chuyện của chúng ta đã xong xuôi rồi, đi về thôi. Không đợi nữa, đi về. Huyền Thiên Thiên hồn nhiên khó hiểu. Đúng vậy, việc xong xuôi rồi thì nên về nhà thôi. Nhưng, việc vẫn chưa làm xong mà, chẳng lẽ chúng ta không nên điều tra một chút lai lịch những người đó sao? Ít nhất cũng phải làm rõ rốt cuộc là ai muốn đối phó với anh. Đây giống như là nhóm sát thủ thứ hai, mạnh hơn nhiều so với nhóm thứ nhất, cho dù liễu sinh hùng nhị và cao tư hoàng tuyển mệnh phó giống nhau, nhưng so sánh với nhóm sát thủ thứ nhất mà nói, bọn họ quả thật mạnh hơn nhiều. Nhóm sát thủ thứ nhất quả thực chỉ là rác rưởi. Tân Lâm thản nhiên nói, hiện tại đi điều tra manh mối, đã quá muộn rồi. Tối hôm qua mới là thời gian điều tra tốt nhất, nếu tiêu phàm không phải là đang chữa thương cho Uyển thiên thiên, Tân Lâm không dám rời xa khách sạn, sớm đã truy sát theo. Chậm một chút, người ta làm sao còn để lại dấu vết cho người tìm kiếm. Đừng lo, bọn họ hiện tại càng ép càng gần, một ngày nào đó sẽ giấu không nổi. Mắt thấy Uyển thiên thiên dường như hơi uể oải, tiêu phàm liền khẽ cười nói, ít nhiều gì cũng an ủi một chút. Uyển thiên thiên liếc nhìn hắn một cái, mắt to long lanh nước lập tức trở nên sáng lóng lánh. chương 249, hai người sống chung à. Anh định bố trí cô ta như thế nào? Khi Uyển Thiên Thiên rời khỏi phòng khách sạn cao cấp đi tìm đường huyên và tống hoàn bàn một số việc, Tân Lâm hỏi tiêu phàm, giọng điệu rất bình tĩnh, giống như giải quyết việc chung. Tiêu phàm lắc đầu, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Bắt đầu từ tối hôm qua, thật ra tiêu phàm vẫn luôn làm một việc để cứu Uyển Thiên Thiên. Bất cứ chuyện gì khác đều không quan tâm, tiêu phàm thậm chí không có thời gian đuổi theo điều tra người đứng sau chỉ đạo tên sát thủ này cho dù đây là cơ hội tốt, cũng không ních thân đi gặp Diệp Cô Vũ một lúc. Hiện tại, lực cắn nuốt trong cơ thể Uyển Thiên Thiên đã được hóa giải, nhưng lượng sát khí tích lại ban đầu cũng không phải là dễ bị trừ bỏ như thế. Ngoài ra, nội thương của cô ta vẫn rất trầm trọng, tiêu phàm không tiếc hao tổn rất nhiều căn nguyên, cũng chỉ là tạm thời khống chế chuyển biến xấu tiếp tục của vết thương. Trong một đêm muốn khỏi hẳn như lúc ban đầu, rõ ràng không thực tế. Uyển Thiên Thiên cần tính dưỡng một thời gian như vậy đi lát nữa hỏi ý kiến của chính cô ta cô ta hẳn là có chỗ ở cố định ở thủ đô một lúc tiêu phàm mới lên tiếng giọng điệu rất không xác định em không đồng ý tân lâm trực tiếp nói tiêu phàm liền nhìn qua tân lâm nói cô ta nhất định phải ở cùng chúng ta bằng không mỗi ngày chúng ta đến nơi ở của cô ta quá có quy luật rất nguy hiểm người khác rất dễ dàng nắm được hành tung của chúng ta lý do này vô cùng đanh thép được tiêu phàm gật gật đầu muốn loại bỏ sát khí thích lại trong cơ thể uyển thiên thiên tiêu phàm nhất định phải mỗi ngày khơi thông kinh mạch cho uyển thiên thiên uyển thiên thiên không ở cùng một chỗ với bọn họ nhất định phải mỗi ngày chạy tới chỗ ở của tiêu phàm hoặc là tiêu phàm chạy tới chỗ ở của cô ta rất không tiện lúc này cái tân lâm xem xét trước tiên vẫn là an toàn của tiêu phàm không hổ là một vị vệ sĩ bên người tận trước tận trách có một số việc để em nói chuyện cùng cô ta Tân Lâm còn nói thêm, vẫn là giọng điệu giải quyết việc chung. Ngụ Ý nói là, đây là chuyện giữa hai người phụ nữ chúng tôi, tiêu nhất thiếu ngài đừng nhúng tay vào, không hay. Được, Tiêu Phàm lại vội vàng gật đầu. Tân Lâm và Uyển Thiên Thiên nói chuyện cũng vô cùng gọn gàng linh hoạt. Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên, tống hoàn trở lại phòng khách sạn cao cấp, Tân Lâm liền trực tiếp trình bày rõ. Sau khi quay về thủ đô, Uyển Thiên Thiên ở cùng bọn họ. Uyển Thiên Thiên được đi lại tự do nhưng không được tiếp khách ở chỉ thủy quan vốn chuyện này rất dễ thương lượng tuy nhiên thái độ giải quyết việc chung này của tân lâm khiến uyển thiên thiên có chút khó chịu uyển đại đương ra chính là tính cách như vậy mặc dù là cô đang nhờ vả người khác nhưng khiến cô khó chịu cô cũng mất hứng tính cách của đường nguyên rõ ràng khéo léo hơn nhiều so với uyển thiên thiên mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp của uyển thiên thiên chứa xương vội mỉm cười nói tân thiếu chủ nếu không tôi ở cùng thiên thiên đi hai người làm bạn, sinh hoạt hàng ngày tôi cũng tiện chăm sóc cô ấy. Uyển Thiên Thiên đến ở trong nhà Tân Lâm, không quen cuộc sống nơi đây, đến lúc đó ngay cả người nói chuyện phiếm cũng không có. Với tính tình hoạt bát hiếu động như vậy của Uyển Thiên Thiên, đó còn không phải bí bách cô đến sinh bệnh sao? Về phần đi tìm Tiêu Phàm, tán gẫu thì cũng rất không khả thi rồi. Đường Huyên hiện tại càng ngày càng ý thức được Tiêu Nhất Thiếu là khái niệm gì rồi. Được. Lần này, Tân Lâm lại không chút do so dự liền đồng ý, dường như sớm đã dự đoán được Đường Nguyên sẽ đề xuất yêu cầu như vậy. Tính tình của Tân Lâm thật sự rất nhạt nhẽo, mấy người hầu gái của chỉ thủy quan cũng không phải là người nói nhiều. Dường như đều không phải là người tiếp khách tốt, lúc huyền thiên thiên nhàm chán, vậy cũng chỉ có đi quấn lấy tiêu phàm rồi. Đây lại không phải là Tân Lâm muốn nhìn thấy. Tiêu phàm dường như lại rất không khéo từ chối, quấy dày của các cô gái thay vì như vậy, còn không bằng để đường huyên ở cùng cô ta. Đường huyên bề ngoài xinh đẹp, tính cách dịu dàng hòa nhã, nhưng thật ra khá hợp tâm ý của Tân Lâm. Tất cả thương lượng ổn thỏa, đoàn người chia ra ngồi hai xe, lên đường về phủ. Xem ra, chuyến đi này cơ khinh xa không thu hoạch được gì, chỉ là cùng tiêu phàm, đi chơi ngoại thành, ngàn dặm xa xôi một lần, sau đó cứ như thế trở về. Tiêu phàm rốt cuộc vẫn giành được hộp đen từ Uyển thiên thiên, xem chừng trong này nếu thực sự có bảo bối gì, cũng sẽ không thiếu phần của tiêu phàm. Còn cơ khinh xa và phạm nhạc lại là hai tay chống trơn. Tuy nhiên cơ khinh xa không hề để ý chút nào, mặt cười vẫn tủm tỉm như trước. Chuyến đi này cô vốn chính là vì bạn bè mà đi, cuối cùng cũng đến kịp thời, cứu huyền thiên thiên, đương nhiên là chuyến đi này không tệ. Và lại coi như là kề vai chiến đấu một lần với tiêu phàm, mối thâm giao giữa hai bên lại càng khăng khít thêm. Cho dù Uyển Thiên Thiên thích làm liều, nhưng tuyệt đối không phải là người không biết tốt xấu. Nợ tấm ân tình lớn này, sẽ luôn có một ngày trả lại. Trở lại thủ đô một cách thuận lợi. Khi Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên đến chỉ thủy quan, đám người lục cô giật mình kinh hãi, vô cùng kinh ngạc. Các cô sống ở chỉ thủy quan hơn 3 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chỉ thủy quan thêm suất đinh, hơn nữa thêm vào còn là hai đại mỹ nữ thiên kiều bá mị. Đặc biệt là Uyển Thiên Thiên, làn da vô cùng trắng nõn nà kia và đôi mắt đen trong trẻo như biết nói khiến đám người lục cô không kìm nổi lòng phát ra tiếng than vãn tôi thấy còn thích chỉ không biết tiêu chân nhân này dẫn hai đại mỹ nữ này về chỉ thủy quan là ý gì chẳng lẽ ngại chỉ thủy quan quá yên tĩnh nhân khí không vượt cho nên mới cố ý đưa hai đại mỹ nữ đến để trong quan trở nên náo nhiệt một chút sao thậm chí đây là bạn gái hoặc là bạn bình thường của tiêu chân nhân cũng không trách lục cô các cô có suy đoán như vậy. mấy năm qua quan hệ giữa tiêu phàm và tân lâm theo lý thuyết lục cô các cô vẫn khá quan tâm. ba năm sống cùng phòng chung sống sớm chiều cho dù là hai khúc gỗ cũng sẽ mọc dễ nảy mầm. tuy nhiên nhìn bề ngoài hai người này lại thờ ơ tối thiểu không có biểu hiện ra kiểu tình cảm cháy bỏng của những người trẻ yêu nhau đương thời. thực ra tiêu phàm và tân lâm yêu nhau say đắm dĩ nhiên không bằng mấy người trẻ tuổi bình thường yêu đương mãnh liệt trên khuôn mặt cũng không hề thể hiện gì chỉ là mấy vị lục cô này thật sự cũng không được gọi là cao thủ yêu đương thất diệu cung là một nữ tôn xã hội điển hình đệ tử nam không hề có chỗ đáng nói đám người lục cô cũng là đệ tử quan trọng trong môn một đám phụ nữ ở với nhau ngày đêm gặp nhau có thể có kinh nghiệm yêu đương gì không dễ dàng gì lén lút yêu đương đều giống như kẻ trộm sợ đồng môn nhạo báng tiêu phàm đưa về nếu như là hai cô gái trẻ tuổi bình thường thì cũng thôi, còn thật sự uy hát yêu ta ép không nổi Tân Lâm. Tân Lâm xinh đẹp cỡ nào? Và bản lĩnh cỡ nào? Nhưng lại là hai mỹ nữ không kém hơn so với Tân Lâm, thì cũng khó trách lục cô các cô phải ngầm phỏng đoán, cảnh giác không thôi. Tân Lâm giới thiệu sơ lược về lai lịch của Uyển Thiên Thiên và Đường Nguyên, lục cô các cô lúc đầu chỉ là ánh mắt tò mò cảnh giác lập tức liền mang thái độ thù địch. Là thủ vô tình yên chi kiếm, phi vũ liên hoàn thất tuyệt chảm. Xưa nay nổi danh trên giang hồ. Cái gọi là nổi danh trên giang hồ, thường hàm ý một mối quan hệ cạnh tranh nào đó. Tuy rằng thất diệu cung cũng không có nghe đồn, đọ kiếm, giữa thất tuyệt chảm và yên chi kiếm. Cũng thật là kỳ quái, làm sao truyền nhân của yên chi kiếm, cũng giống như tân lâm vô cùng xinh đẹp. Đây không phải cố ý sao? Lục cô các cô kinh ngạc, uyển thiên thiên nhìn thấy chỉ thủy quan cũng thầm kinh ngạc cô vừa mới bước vào chỉ thủy quan, lập tức liền cảm thấy chân nguyên trong cơ thể nổi lên một loại cảm ứng rất kỳ diệu. Dường như có mối quan hệ cắt không nứt nào đó với chỉ thủy quan. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của Uyển Thiên Thiên. Này sinh cảm ứng với chỉ thủy quan thật sự là chân nguyên bổn mạng tiêu phàm để lại trong cơ thể cô, mà không phải là nội lực chân khí của chính Uyển Thiên Thiên. Sau ngày hôm nay qua đi, chân nguyên bổn mạng tiêu phàm để lại trong cơ thể cô đã dần dần có dấu hiệu dung hòa với chân nguyên trong người cô điểm chú ý của đường nguyên lại không phải ở đó tò mò quan sát toàn bộ chỉ thủy quan nói với tiêu phàm tiêu nhất thiếu thật sự là không thể tưởng được trong rừng trúc này còn có động thiên nếu không phải là có người dẫn đường tôi chính là ở xung quanh đây di chuyển cũng khó có thể phát hiện ra tòa đạo quan này thật tuyệt vời quá kỳ diệu rồi giọng điệu hơi khoa trương xem ra vẫn là muốn nịnh hót tiêu phàm vài câu. Quyền thiên thiên sau này có thể khỏi hẳn như ban đầu hay không, thì đều trông vào tiêu nhất thiếu có tận lực hay không. Tuy nhiên đại đương gia nhìn qua là dáng vẻ vô cùng tin tưởng. Dường như chắc chắn tiêu phàm nhất định sẽ hết lòng chữa bệnh cho cô. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, nói. Đây là sư phụ tôi tự tay xây nên, cũng là tự tay ông ấy bài trí. Hai vị không có am hiểu sâu về đạo trận pháp phong thủy, ở trong quan có thể tự do đi lại, nếu muốn ra ngoài, vẫn là đi cùng chúng tôi thì tốt hơn. Tránh bị lạc đường. Lạc đường, không thể nào. Uyển Thiên Thiên lập tức mân mê miệng, có chút không tin. Chỉ một mảnh rừng trúc như thế này, tôi nhắm mắt cũng có thể đi ra, làm sao có thể lạc đường. Tiêu Phàm liền cười, nói. Nếu thật sự là cô nhắm mắt đi, có lẽ sẽ đi ra ngoài được. Trận thế bảy bố trong rừng trúc này tinh vi ảo diệu, ngừng kết trí tuệ trận pháp của chân nhân trưởng giáo hai đời trước sau của vô cực môn, người bình thường lại làm sao có thể phá giải được. Nhưng chính như Uyển Thiên Thiên nói, mảnh rừng trúc này không lớn, nhắm mắt lại không nhìn đường, bằng cảm giác mò mẫm đi về phía trước, thật sự chính là một trong những phương pháp phá trận. Chỉ có điều người hai mắt hoàn toàn tốt, lại làm sao có thể thật sự nhắm lại mò mẫm đi phía trước. Tân Lâm thản nhiên nói, đại đương gia, cô tốt nhất đừng thử, nếu chẳng may lạc đường, không đi ra được, rất mất mặt đấy. Chị Tân, cảm ơn đã quan tâm, tôi cái gì cũng sợ, chỉ không sợ mất mặt. Đã bị người ta bắt nạt thành như vậy, còn có thể mất thể diện gì nữa. Huyền Thiên Thiên liếc mắt nhìn Tân Lâm một cái, như cười mà không phải cười, nói. Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống. Lại nhìn tiêu chân nhân, cũng là nét mặt già nua ửng đỏ, không ngừng lúng túng. Vốn có lòng tốt, cứu người trong lúc nguy nan, nhưng không ngờ khiến mình xấu hổ như vậy. Tuy nhiên đem người ta một đại khuê nữ hoa cúc lột TA ớ huyền y TA Upsilon OIG, ôm vào trong ngực sờ tới sờ lui, còn sờ cả đêm. Xem ra tiêu chân nhân cũng không xem là hoàn toàn vô tội. Huyền thiên thiên ngẩng cái đầu nhỏ lên, bộ ngực mềm mại hơi nhô lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý. Tôi mặc kệ cô và tiêu phàm có quan hệ gì, tóm lại tôi là, đổ thừa, cho hắn rồi, muốn, vứt bỏ tôi, không dễ thế đâu. Tân Lâm rất nhanh liền bình tĩnh lại, sắp xếp chỗ ở cho Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên, cách phòng ngủ của Tiêu Phàm không xa, sạch sẽ gọn gàng. "Chị Tân, chị ở đâu?" Uyển Thiên Thiên cười hì hì hỏi. "Tôi ở cùng Tiêu Phàm." Tân Lâm thản nhiên đáp. "Hai người ở chung à?" Uyển Thiên Thiên ra vẻ giật mình hỏi ngược lại. "Ừ." Tân Lâm vẫn thản nhiên trả lời. Uyển Thiên Thiên liền bĩu môi, mắt trợn trắng. Chương 250 phiền não của Trần Dương. Dẫu có một đôi bồng đào cực lớn, nắm giữ một bộ ngực cao vút. Dường như là mơ ước của một nữ sinh bình thường, ít nhất cũng là một trong số đó. Nếu không thì quảng cáo thẩm mỹ viện ngực cao cũng không khiến cho người ta tò mò như vậy. Tuy nhiên, mỗi việc đều có ngoại lệ. Nói thí dụ như Trần Dương. Cảnh sát Trần bắt đầu từ mười mấy tuổi, đã buồn giàu vì đôi vú to của mình. Sau khi cô nàng vào trung học cơ sở, cô vẫn là một cô gái bình thường, bộ ngực mới bắt đầu chậm rãi dậy thì. Quá trình này biến hóa giống như các loại hoa quả mê người anh đào, đào lông, táo xanh, đỏ Fuji, dưa hồng. Rất ít có thể đạt tới cấp bậc dưa hấu. Cảnh sát Trần Cơ bản cũng như vậy, cũng không đổ vào cái gì. Sự khác biệt của cô với những cô gái khác ở chỗ là quá trình dậy thì của cảnh sát Trần thật sự là nhanh hơn một chút. Từ cây anh đào biến thành cây dưa hồng, người khác phải mất 2-3 năm, Trần Dương chỉ cần mấy tháng. Bắt đầu từ khi lên cấp 2, Trần Dương cũng rất ít dùng áo nịt ngực. Bình thường áo nịt ngực cô dùng, nói trắng ra là một túi vải cực kỳ đàn hồi, dùng sức chói chặt hai quả dưa hồng ở trước ngực. Trần Dương thật sự sợ chúng nó tiếp tục lớn. Nhưng không như mong muốn, Trần Dương cứ việc dùng sức chói chặt ngực của mình. Mấy tháng sau, hai quả dưa hồng vẫn không trùn bước mà biến thành quả dưa hồng lớn. Đã hơn một năm trôi qua, giờ lại lớn thành dưa hấu phải nói thành dưa hấu cũng không phải là chuyện xấu rất nhiều cô gái tha thiết mơ ước chỉ có điều bản thân trần dương lại không thích vậy tính cách của cô hiếu động từ nhỏ chẳng những thông minh hiếu học thích những cái như thể dục mới trước đây đặc biệt thần tượng các nữ cảnh sát nữ anh hùng chiến đấu lên sân vận động trần dương khiến cho rất nhiều tiểu tử phát điên một tiểu tử thích vận động hết lần này đến lần khác phô trương đôi vú to sau một bực bội rất cao Mỗi khi vì thế mà Trần Dương bực bội không ngừng, bố mẹ và các bạn luôn an ủi cô, nói sau khi lớn lên, tham gia công tác tốt rồi. Đến lúc đó, còn không biết bao nhiêu đàn ông chết mê chết mệt, bao nhiêu phụ nữ hâm mộ chết đi được. Ai ngờ sau khi tham gia công tác sự phiền não về cặp hồng đào của Trần Dương tạo ra lại tăng lên không giảm. Làm cán bộ phụ trách của tiểu tổ hành động của cục hai bộ an ninh, Trần Dương thường xuyên phải mặc y phục làm nhiệm vụ. Mặc trang phục cảnh sát nghiêm ngang đi bắt người, đó là chuyện nhân viên an ninh rất ít khi làm. Đối tượng mà bọn họ phải bắt so với phần tử tội phạm bình thường cũng có chỗ bất đồng. Gián điệp thông thường luôn khá tỉnh táo đấy. Mặc kệ trong trường hợp nào, bộ ngực lớn của Trần Dương luôn làm cho cô trở thành mục tiêu chú ý của cánh đàn ông, thậm chí là cả phụ nữ. Như vậy sẽ rất dễ bị lộ thân phận, bất lợi đối với hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ. Cho nên những lúc cần phải mặc thường phục làm nhiệm vụ Trần Dương bình thường chọn một áo khoác tương đối rộng rãi che đi đôi hào nhũng ngạo nghễ của mình. Bởi vì đặc điểm sinh lý này của Trần Dương, ban lãnh đạo thậm chí từng có ý kiến phải điều cô về tổ hành động điều tra, bồi dưỡng trở thành gái lầu xanh. Ở rất nhiều lĩnh vực trang điểm xinh đẹp như gái lầu xanh thường có thể phụ trách làm nhiệm vụ bí mật. Điều kiện của Trần Dương quả thật ưu việt vô cùng, học rộng đa tài, thân thủ mạnh mẽ, có tố chất huấn luyện, mấu chốt nhất chính là rất xinh đẹp dáng người rất chuẩn. Bộ phận an ninh không ít nữ sĩ quan cảnh sát đạt được ba điều kiện trước, nhưng hai điều kiện sau cũng là trời sinh đấy, ngày một ngày hai bồi dưỡng cũng không được. Là chính Trần Dương kiên quyết cự tuyệt. Trần Dương mới không muốn làm một bình hoa như vậy đâu. Cô muốn dùng thành tích thật sự của mình để chứng minh mình xuất sắc. Lần này Trần Dương đi làm nhiệm vụ ở quán ba. Quán ba là nơi Trần Dương rất thích đến lúc nhàn rỗi. Nói chung đây là một nơi thư giãn lúc nhàn rỗi của đa số khách nam, nhưng khách nữ cũng không ít. Quán bar trong nước, rất nhiều quán cà phê nhỏ và nhà hàng Tây không khác nhau là mấy. Gần 2-3 tháng, Trần Dương là khách quen của quán bar, mà cô công khai thân phận, lại còn là một nhân viên văn phòng của công ty kỹ thuật gần đó. Không hề nghi ngờ, công khai thân phận như vậy là vì yểm hộ cho Trần Dương, làm cho cô có thể danh chính ngôn thuận thỉnh thoảng đi quán bar. Bởi vì Mạn Dương Dương thường xuyên xuất hiện ở quán Ba Đồng Đồng. Mạn Dương Dương là biệt hiệu Trần Dương và các đồng nghiệp đặt cho Lý Thanh Thái. Mà Lý Thanh Thái chính là đối tượng bọn họ muốn bắt trong hành động lần này, một tên gián điệp đặc nhiệm. Sở dĩ này sinh biệt hiệu Mạn Dương Dương cho một tên gián điệp, tự nhiên cũng có lý, không phải tùy tiện vô ích. Tên Lý Thanh Thái này không còn trẻ, khoảng hơn 40 tuổi, bộ dạng vô cùng nhã nhặn thanh tú công khai thân phận là một quản lý cao cấp mang quốc tịch bảo đảo, công tác ở thủ đô. Ngày bình thường đối nhân xử thế luôn đâu vào đấy, nho nhã lễ độ. Trần Dương và các đồng nghiệp phụ trách giám sát gã đều là những người trẻ tuổi, làm việc nhanh gọn, dứt khoát, vô cùng lưu loát, tự nhiên Lý Thanh Thái liền có cái biệt hiệu, mạn Dương Dương. Trần Dương và tiểu tổ của cô truy sát Lý Thanh Thái cũng đã một thời gian rồi. Bây giờ theo mệnh lệnh của cấp trên, chuẩn bị thu lưới. Trần Dương liền quyết định hoàn thành hành động bắt giữ ở quán ba đồng đồng. Tới gần giữa trưa, quán ba đồng đồng náo nhiệt hắn lên. Trần Dương và một vài đồng nghiệp vừa cười vừa nói đi vào quán ba, ngồi ở vị trí trên cao nhìn xuống. Trần Dương là, mối khác quen, nhân viên phục vụ cũng rất quen cô, cười hì hì đi lên chào hỏi. Trần Dương dường như không có gì khác ngày thường, thích ăn cơm, và sau khi nhân viên phục vụ vừa đi, bắt đầu nâng chén trà lên, đánh giá tình hình. Quán Ba Đồng Đồng kinh doanh cũng không tệ, không ít các loại khách, trong ba người người chen chúc, khá náo nhiệt. Năm thành viên của tiểu tổ bắt giữ đều đã ngồi đúng vị trí. Căn cứ mấy tháng truy sát hành tung của Lý Thanh Thái, Trần Dương đối với tình huống của Mạn Dương Dương cơ bản cũng không khác biệt lắm. Lý Thanh Thái không tính là đặc công, kiểu bạo lực ngược lại có phần ẻo lả. Điều động năm người bắt giữ gã, đã rất cho gã thể diện rồi. Thật ra một mình Trần Dương cũng dư sức bắt được gã. Mấy thành viên khác trong tiểu tổ hoặc là uống rượu hoặc là đọc sách hoặc chơi điện thoại, mỗi người đều rất thoải mái. Tâm tư của mọi người và Trần Dương đều giống nhau, cảm thấy hành động hôm nay khá thoải mái đấy, chỉ chờ Trần Dương ra lệnh một tiếng là bắt Lý Thanh Thái ngay. Buồn cười ở chỗ cái gã kia còn giả vờ giả vịt vỉnh mặt lên lan hoa chỉ uống bia. Trần Dương vừa uống trà, vừa cố gắng điều chỉnh hơi thở, khiến bộ ngực của mình không lộ ra, ánh mắt như là không có ý định đảo qua mặt lý thanh thái bỗng nhiên ngơ ngẩn ngẩn ngơ một chút một bóng dáng phía sau lý thanh thái hình như hơi quen quen nghiêm chỉnh mà nói đây không phải là một bóng dáng mà là một cái ót lý thanh thái và người kia ngồi quay lưng về nhau cách hai lưng ghế dựa do vị trí hiện tại của trần dương nhìn sang có thể nhìn thấy được cái ót nếu không phải vị trí nhớ siêu phàm của trần dương hơn nữa giác quan thứ sáu khá nhạy bén chỉ là một cái ót làm sao có thể toát ra cảm giác giống như đã từng quen như vậy chẳng qua giác quan thứ sáu của trần dương rất nhạy bén trí nhớ siêu phàm tạm thời dựa vào cái ót cũng có thể phán đoán rất chuẩn xác mấu chốt là lý thanh thái không cho trần dương có thời gian để tự hỏi lý thanh thái bỗng nhiên đứng dậy chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi của mình trần dương không chút do dự nhẹ nhàng vung tay lên hạ lệnh bắt giữ có lẽ lý thanh thái chỉ là muốn đi nhà vệ sinh cũng không có ý định rời khỏi quán rượu, nhưng đây là nói không chừng. Dù sao thì sớm hay muộn cũng bắt, mấu chốt là khi nào ra tay. Nếu chẳng may Lý Thanh Thái phát hiện ra có cái gì không ổn, muốn rời đi như vậy, chỉ sợ việc bắt giữ sẽ có phiền toái. Sự thật chứng minh, cảm giác của Trần Dương rất chính xác. Đúng là Lý Thanh Thái đã nhận ra có gì không ổn, chuẩn bị rời khỏi quán rượu rồi. Thân là gián điệp, cảm giác đó cũng không đến mức quá chậm chạp. Nhưng ngay sau đó, lý thanh thái liền phát hiện gã đã không đi nổi mấy tên cấp dưới của trần dương thần thái như khách hàng bình thường thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa lúc nào nhìn chăm chú vào gã tuy nhiên lý thanh thái vẫn liếc xéo họ một cái rồi mọi người vốn là cùng một loại trần dương cũng đứng dậy đi nhanh về phía lý thanh thái nếu mạn dương dương đã phát hiện có gì khác thường như vậy cũng không cần phải trốn tránh nữa quang minh chính đại bắt giữ gã là được năm so với một, Trần Dương không tin Lý Thanh Thái có thể chạy thoát được. bàn về thân thủ, mấy tên thủ hạ của cô cũng không kém. chẳng qua trên thế giới này, vĩnh viễn đã phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Mạn Dương Dương ngày bình thường nhìn qua tao nhã, tươi cười chân thành, nhưng lúc sống chết lại có sức chiến đấu kinh người. tất cả đừng động đậy. Lý Thanh Thái bỗng nhiên gầm lên một tiếng, thủ đoạn một phen, trong tay xuất hiện khẩu súng lục đen thui sáng chóe tất cả đứng lại cho tôi, đừng tới đây, ai dám đến đây, tôi sẽ bắn chết. Không đợi mọi người phục hồi lại tính thần, Lý Thanh Thái đã đặt súng vào sau gáy của người kia, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Tất cả đừng đồng đẩy. Trần Dương lập tức dương một tay lên, ngăn đồng nghiệp của mình, đôi mi mì thanh tú nhíu chặt dựng lên, trong đầu trở nên buồn bực vô cùng. Như thế nào lại thành ra như vậy? Bắt Lý Thanh Thái, không ngờ bị gã bắt ép làm con tin hình như trong khoảng thời gian này, vận khí của mình không được tốt lắm. Quán ba vốn đang yên lặng bỗng lập tức náo nhiệt vô cùng, vô số nam nữ hét ầm lên, tùy tiện chạy loạn xạ, làm vỡ không ít chén bát, đổ rất nhiều bàn ghế, rất nhiều nam thanh nữ tú bị ngã xuống. Ông chủ quan ba đồng đồng trợn mắt, há mồm, thẫn thờ nửa ngày trời. Làm sao, làm sao có người nổ súng ở quán của tôi thể hả? Còn không chỉ có một. Lý Thanh Thái đồng thời rút súng, Trần Dương và các đồng nghiệp cũng rút súng ra, đồng loạt hướng về phía Lý Thanh Thái. "Đừng bắn." Trần Dương vừa vội vàng phân phó một tiếng, bộ ngực lớn lại không ngừng dồn dập phập phồng. Bất kể như thế nào, bây giờ Lý Thanh Thái có con tin trong tay, không thể làm tổn thương con tin. Mặc dù nói bộ phận phá án an ninh có chỗ bất đồng với cơ quan công an, nhưng có thể không làm hại con tin, tự nhiên vẫn không nên làm tổn thương thì tốt hơn. Mấy tên đặc công nắm chặt súng trong tay, ngươi đứng lên cho ta. Lý Thanh Thái vẻ mặt khẩn trương, dí súng của gã vào gáy của khách hàng kia quát, lại đưa tay kéo người kia một cái. Vị khách kia liền chậm rãi đứng dậy, vòng đi qua. Trần Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, đôi môi khêu gợi mọng đỏ mở ra, hình thành một hình, trong mắt lộ ra vẻ mặt không tin. Làm sao trùng hợp như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 251, thầy trò không ngờ, con tin, bị Lý Thanh Thái chĩa súng vào đầu là Tiêu Phàm. Trần Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm sẽ xuất hiện ở quán Ba Đồng Đồng, còn bị người ta giữ làm con tin. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Dương ngớ người ra, không biết nên xử trí như thế nào. Tiêu Phàm vừa đứng lên, không chỉ một mình Trần Dương chố mắt, bao gồm cả Lý Thanh Thái ở bên trong. Lý Thanh Thái là một tay già đời, vào thời khắc mấu chốt như vậy chỉ còn cách bắt cóc con tin để cầu thoát thân khẳng định nội dung huấn luyện trước kia bọn gã hàng ngày huấn luyện. Cái gọi, gián điệp, cũng có lúc bắt cho đủ số lính đấy, tuy nhiên tuyệt đại đa số vẫn là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Dựa theo nội dung hàng ngày khoa huấn luyện, bắt cóc con tin một trọi một, để bảo đảm chính mình không bị đối thủ đánh lén, hẳn là nhéo ở cổ con tin, dùng khả năng của mình đánh ở phía sau. Lý Thanh Thái cũng tự nhiên thành thói quen, muốn làm như thế nào. Chỉ có điều rũi tay ra, muốn lấy khuỷu tay bóp chặt cổ tiêu phàm, mới phát hiện chiều cao của mình và tiêu phàm rất không hợp nhau tiêu phàm cao một m tám lý thanh thái chỉ cao một m sáu thấp hơn tiêu phàm ít nhất một cái đầu dáng người như vậy gã lại muốn lấy khuỷu tay bóp chặt cổ của tiêu phàm hiển nhiên lý thanh thái khoa chân múa tay một chút lại không thể rụt tay về vì xấu hổ tuy rằng tình hình vô cùng nguy cấp trần dương vẫn thiếu chút nữa cười ra tiếng thành thật một chút chớ lộn xộn a à, bằng không tôi sẽ nổ súng Rơi vào đường cùng, Lý Thanh Thái chỉ có thể lớn tiếng đe dọa tiêu phàm. Tiêu phàm cứ việc vóc dáng cao, nhưng bộ dạng nhã nhặn, nhìn qua hẳn là rất dễ bị sơ hở. Huống chi trong tay mình có súng, cũng không phải đồ giả. Tất cả tránh ra, lại có mấy nhân viên an toàn tiến vào vây quanh gã. Bốn khẩu súng lục từ các hướng khác nhau nhắm ngay đầu Lý Thanh Thái. Trần Dương thống lĩnh hành động của tổ này, chia đều tuổi cũng không lớn, các đội viên tương đối trẻ. Lại không phải tay mới, kinh nghiệm hành động cũng tương đối phong phú. Trong đó chỉ ít có hai tay súng nắm chắc đến 80%. Cùng lúc nhắm chúng mục tiêu là đầu lý thanh thái, mà không làm hại con tin. Chỉ có điều, Trần Dương không hạ lệnh, cũng không ai dám hành động. Mà Trần Dương tuyệt đối sẽ không hạ lệnh nổ súng, an toàn của tiêu phàm, nhất định phải đảm bảo 100%. Tiêu nhất thiếu, tiêu đại ca, tại sao anh lại xuất hiện ở quán Ba Đồng Đồng Thế? như vậy không phải cố ý, bới móc sao? Mọi người chú ý, mục tiêu bắt cóc con tin, phải đảm bảo an toàn cho con tin. Rơi vào đường cùng, Trần Dương chỉ có thể nói như vậy, cố gắng không rời mắt khỏi người tiêu phàm. Cũng không dám khiến Lý Thanh Thái tìm ra manh mối, nếu để cho Lý Thanh Thái biết được cô đặc biệt quan tâm đến con tin. Tên giảo hoạt này không biết sẽ nhân cơ hội này đề xuất cái gì quá điều kiện. Đi! Cũng may Lý Thanh Thái cũng đặc biệt khẩn trương, không hề phát hiện sự thay đổi rất nhỏ trong thần sắc của trần dương chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi quán rượu lập tức đẩy tiêu phàm quát hai mắt nhìn nhanh chăm chú về phía trần dương bây giờ tình thế rõ ràng hắn tự nhiên đã biết trước mắt người này sao sao cũng không phải thành phần mỹ nhân tri thức công ty khoa học kỹ thuật mà là đặc công bộ phận an toàn hôm nay hành động bắt giữ gã do trần dương cầm đầu tiêu phàm đứng ở đó hai chân đứng im như vậy không hề nhúc nhích đi mau Lý Thanh Thái hơi tức giận, lại đẩy tiêu phàm một cái. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Trần Dương, không có để ý bị gã bắt cóc con tin. Bình thường, kẻ chinh phục, cũng sẽ không có ai để ý này ở họng lạnh run, bị kẻ chinh phục. Trên khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của Trần Dương bỗng nhiên nở một cụ cười, đầy vẻ trêu tức và ý trào phúng, nhìn về phía ánh mắt của Lý Thanh Thái, cũng đầy vẻ thương hại, dường như Lý Thanh Thái đã phạm một sai lầm, một sai lầm lớn như vậy bất ngờ xảy ra sự châm chọc gây cười khiến Lý Thanh Thái ngơ ngác một chút. Các người chớ làm loạn, bằng không tôi sẽ gởi Iota giết hắn. Lý Thanh Thái thẳng cổ kêu lên. rất hiển nhiên gã đã hiểu lầm nụ cười này của Trần Dương, cho rằng Trần Dương sẽ không để ý đến sự an nguy của con tin, hạ lệnh nổ súng gởi Iota giết chết gã. đối với đặc công bộ phận an toàn mà nói, không coi trọng sự an toàn của con tin cũng không chừng dù sao bọn họ cũng là chấp hành nhiệm vụ đặc thù aia ngay sau đó lý thanh thái thét chói tai kêu thảm thiết sau đó cả người thật giống như bị rút sạch xương cốt biến thành một đồng bùn lầy mềm liệt trên mặt đất lập tức cuộn mình thành một đoạn không được co giật hai mắt trắng dã. khẩu súng chĩa vào tiêu phàm cũng vứt sang một bên đoàn người nghẹn cổ nhìn chân chối không biết rốt cuộc là ảo thuật nào lại thành ra như thế Chẳng lẽ Lý Thanh Thái vốn bị bệnh không tiện nói ra, đây là thời điểm quan trọng nhất, bỗng nhiên phát tác. Xem ra đây là giải thích duy nhất hợp lý. Chỉ có Trần Dương biết rằng, Tiêu Phàm mới là giải thích duy nhất hợp lý. Nếu Lý Thanh Thái tận mắt nhìn thấy, Tiêu Phàm và Tân Lâm từng xử lý 6 tên tội phạm quốc tế trong giây lát. Đảm bảo gã không còn dám dùng súng chỉ vào đầu Tiêu Phàm. Không muốn lấy cái mạng nhỏ của gã ngay tại chỗ, xem như Tiêu Phàm đã nể tình trên tay tiêu phàm cầm một cái cặp văn kiện trên bàn trà, dường như hết thảy vừa rồi phát sinh, đều không hề quan hệ gì đến hắn. Không đợi Trần Dương hạ lệnh, vài tên cấp dưới của cô đã bổ nhào qua, kéo tên Lý Thanh Thái nằm liệt trên mặt đất mắt trợn trắng không có giật được đứng lên, còng tay lại, mang ra ngoài quán rượu. Lý Thanh Thái giống như hoàn toàn bị mất đi chi giác, mặc cho bị điều khiển. Trần Dương đứng ở đó, nhìn tiêu phàm. Tuy lần này cô là chỉ huy hành động, nhưng bây giờ tiêu phàm xuất hiện, Trần Dương giống như cũng rất tự giác chờ chỉ thị của Tiêu Phàm. Điều này hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Người đàn ông này vô tình đã trở thành lãnh đạo trong suy nghĩ của cô. Tiêu Phàm cầm hộp đen, không nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Trần Dương cũng không nói một tiếng đi theo. Mặc kệ Tiêu Phàm vì nguyên nhân gì xuất hiện ở quán Ba Đồng Đồng lúc đó, ít nhất trước mắt nơi này không phải tự thoại. Nhìn đoàn người rời đi, sự yên tĩnh vốn có ở quán ba đồng đồng lập tức nổi lên bốn phía, trở nên náo nhiệt vô cùng. Tiêu phàm lên xe Mercedes-Benz, kéo cửa kính xe xuống. Mắt nhìn Trần Dương. Trần Dương thoáng trần trừ một chút, liền chỉ vài người đồng nghiệp. Bảo họ đưa Lý Thanh Thái về trước, lập tức lên ghế lái phụ của chiếc Mercedes-Benz. Các đồng nghiệp thấy trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhìn thần sắc của Trần Dương hơi lạ đấy, chẳng lẽ người này là bạn trai của cô? nếu như là công an phá án không hề nghi ngờ tiêu phàm nhất định phải cùng cục cảnh sát ghi chép lại nói như thế nào thì hắn cũng thành người tham gia vào vụ án này rồi phải nói rõ ràng với các đồng chí cảnh sát chứ lúc bị súng chỉ vào đầu có sợ so tới mức đái ra quần không bộ phận an toàn phá án dù sao cũng có chỗ không giống với công an cảnh sát tại sao đột nhiên lại chạy tới vừa rồi rất nguy hiểm không đợi tiêu phàm mở miệng trần dương liền tức giận đứng lên hai hàng lông mày nhíu lại, bộ ngực lại phập phồng, tựa hồ như hết sức bất mãn với những gì tiêu phàm đã làm. Nếu thật sự Lý Thanh Thái làm tiêu phàm bị thương, tiền đồ tốt đẹp sau này của Trần Trưởng Phòng sẽ tiêu tan. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, quan sát cô vài lần, thần sắc trở nên có vài phần ngưng lại. Trần Dương lập tức bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn cả người cũng không được tự nhiên. Cũng không biết tại sao, Trần Dương rất sợ tiêu phàm, người đàn ông này quá thần kỳ, dường như có thể nhìn thấu người khác trần dương cảm thấy trước mặt tiêu phàm quả thật bản thân không thể che giấu điều gì bất kể là ai đều không thể cho người khác biết bí mật nhỏ của mình mà loại bí mật nhỏ này một khi không thể che giấu bại lộ trước mặt người khác mặc cho ai đều sẽ cảm giác được cả người khó đừng nói chi là tiêu phàm vẫn cho rằng cô giới thiệu đối tượng cho nhiều vũ đình đưa tay đây anh bắt mặt cho tiêu phàm lập tức nói lại làm gì trần dương lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn đối với thái độ hống hách này của tiêu phàm rất là bất mãn vênh mặt hất hàm sai khiến thì cũng thôi mấu chốt là ngữ khí của tiêu phàm cũng rất giải quyết việc chung rồi khiến trong lòng trần dương không thoải mái coi như là chúng ta không phải bạn trai gái coi như là bạn bè bình thường đi em là phụ nữ anh không thể đối xử với em nhẹ nhàng một chút sao coi trọng em một chút sao dù là như thế trần dương vẫn đưa bàn tay trắng nõn của mình về phía tiêu phàm từ trong nội tâm trần dương không dám kháng cự chỉ thị của tiêu phàm cho cô lý trí nói cho cô biết tiêu phàm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bắt mạch cho cô tiêu phàm vươn ngón tay dài có vẻ hơi tái nhợt nhẹ nhàng đặt lên mạch cổ tay trần dương mày lập tức phát thành một xuyên tự liếc trần dương một cái nói rất gấp gáp rồi lúc ấy anh đã nói với em luyện hạo nhiên chính khí nhất định phải tiến hành theo chất lượng không thể nóng vội hơn nữa em không có chút căn bản nào càng không thể liều lĩnh bây giờ mới bắt đầu thủ thiếu dương thiếu chút nữa xảy ra sự cố rồi anh đến tìm mọi người chậm mấy ngày phiền toái thật đúng là không nhỏ trong giọng nói rất có ý tứ trách móc may mắn lúc này là không có bên thứ ba ở đây nếu để cho tân lâm nghe được chỉ sở sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên hạo nhiên chính khí không ngờ tiêu phàm dạy hạo nhiên chính khí cho Trần Dương. Làm vô cực môn cao nhất hộ thể thần công, hạo nhiên chính khí từ trước chỉ có thể do đệ tử vô cực môn đích thân truyền dạy tu luyện. Người thiên phú không thích hợp, tung xem như trưởng giáo truyền nhân cũng không thể tu luyện này cửa vô thượng thần công. Lấy tân lâm và tiêu phàm thân cận, cũng chưa bao giờ giảng giải tu luyện cho cô phương thức hạo nhiên chính khí, chớ đừng nói là đem hạo nhiên chính khí truyền thụ cho tân lâm. Mà bây giờ, tiêu phàm lại đi em hạo nhiên chính khí truyền dạy cho trần dương ai bảo anh muộn như vậy mới đến tìm người ta trần dương lập tức nói thầm vẻ mặt rất không vui cô bé kia dường như còn không biết rõ lắm loại võ công tiêu phàm truyền thụ cho cô là loại nội công tâm pháp khó tới mức nào càng không biết hạo nhiên chính khí ở vô cực trong truyền thừa phân lượng động tác này coi như đã coi tiêu phàm là bạn bè bình thường có phúc cùng hưởng tiêu phàm lập tức nghẹn lời trên thế giới này việc không thể làm quả nhiên chính là giảng đạo lý với phụ nữ nói đi nói lại đến mình cũng không nên rồi trải qua một thời gian tạm thời không luyện rồi dừng lại một thời gian ngắn rồi nói sau bắt đầu từ ngày mai người luyện đủ ít âm vẫn là câu nói kia làm việc không thể gấp gáp phải tiến hành theo chất lượng phải từ cơ sở về sau mới không bị tẩu hỏa nhập ma mỗi một thời gian ngắn anh sẽ tới kiểm tra một lần chờ em có căn bản hạo nhiên chính khí rồi anh mới truyền thụ cho em tri thức khác. Tiêu Phàm lập tức lắc đầu, phân phó nói, giọng điệu rất nghiêm trọng. chương 252, nữ tiến sĩ tuổi trẻ tài cao vâng, sư phụ. Trần Dương bĩu môi, bỡn cợt trả lời. Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Trần Dương, tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải là sư phụ của cô, tôi cũng không thể làm sư phụ của cô. Vậy ai mới có thể làm sư phụ tôi? Vấn đề này cô đừng dối rắm Đến lúc cô nên biết, tự nhiên sẽ biết." Tiêu Phàm thuận miệng đáp, dường như coi vấn đề này không phải chuyện quan trọng. Trần Dương giận tới mức nghiến chặt răng, bộ ngực dồn dập phập phồng vài cái. Như vậy không phải cố ý trêu đùa mình sao? Trần Dương thực sự không chịu nổi điều này, quả thực có thể khiến người ta kìm nén đến phát bệnh. Tuy nhiên Trần Dương cũng biết, nếu Tiêu Phàm đã nói như vậy thì là câu trả lời của Tiêu Phàm rồi, hơn nữa có hỏi cũng không làm nên chuyện gì anh đã không thể làm sư phụ của tôi sư phụ của tôi là một người khác hoàn toàn người như anh không đáng làm như vậy trong giọng trần dương càng thêm rõ ý bấn cợt anh không chịu nói rõ chân tướng cho tôi tôi cũng không tranh cãi với anh cũng không tính bao biện làm gì câu trả lời của tiêu phàm vẫn bình thản như vậy không hề thú vị tô tố hôm nay tôi đặc biệt tới tìm cô có một việc muốn xin cô hỗ trợ không đợi trần dương tiếp tục đặt câu hỏi tiêu phàm liền nói chuyện gì anh nói đi trần dương lập tức chấn tĩnh tinh thần liên thanh hỏi vẻ mặt tương đối hưng phấn cô thật sự không ngờ lại có lúc tiêu phàm phải nhờ cô giúp đỡ còn tưởng hôm nay hắn đặc biệt đến tra khảo mình cô xem cái này trước đi tiêu phàm tiện tay đưa cho trần dương một tập văn kiện cái gì vậy trần dương thì thầm trong miệng vội vàng mở cặp văn kiện ra hiện ra trước mặt một bản sao văn kiện màu đen Trần Dương ngơ ngác một chút, mới nhận ra, dường như là một đồ án hoa văn cổ quái, một loại hơi thở từ thời xưa đập vào mặt. Cặp văn kiện không dày, chỉ có tầm 10 trang giấy, mỗi một trang đều là bản sao hoa văn đồ án sao từ thời xưa. Đây là cái gì? Trần Dương lật đến bản sao cuối cùng của văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, rất kinh ngạc hỏi. Không ngờ Tiêu Phàm lại trả lời. Đây cũng chính là điều tôi muốn hỏi cô. Anh muốn hỏi tôi sao? nhưng ít nhất anh nói cho tôi biết những thứ này là đồ án gì ở đâu ra bằng không tôi tìm đâu ra manh mối trần dương cũng hơi choáng tiêu phàm nói cô nhìn kỹ một chút đi trần dương mang theo đầy nghi hoặc lại nhìn kỹ một chút đôi mi thanh tú hơi dương lên nói cái này hình như là một đồ án mê cung khóe miệng tiêu phàm hơi mỉm cười trần dương quả nhiên không hổ là trải qua huấn luyện nhân viên đặc công chuyên nghiệp nhìn ra manh mối rất nhanh là Tiêu Phàm lấy từ chỗ cái hộp đen của Uyển Thiên Thiên. Nhìn qua bản sao văn kiện như là không rõ ràng lắm. Sau khi từ tần quan trở lại thủ đô, mấy ngày nay ngoại trừ việc mỗi ngày chữa bệnh cho Uyển Thiên Thiên một lần, Tiêu Phàm với ba cô gái Tân Lâm Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên cùng nhau nghiên cứu tìm ra phương pháp mở hộp đen. Dựa vào đường lối tháo gỡ mê cung để mở một vật nào đó, cách này cũng không hiếm thấy. Uyển Thiên Thiên nói cô gặp tình huống này không chỉ một lần ở trong mộ cổ chẳng qua mê cung này đều là thật đấy, mà mê cung này lại được khắc ở trên hộp đen. Mê cung trên hộp đen này thật không dễ phá giải. Tiêu phàm, tân lâm, uyển thiên thiên cũng không phải người ngốc, mấy ngày nay, xuất sáng tìm không thấy một chút manh mối nào. Rốt cuộc tiêu phàm cũng không suốt ruột. Hắn rất hiểu một đạo lý, đó chính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Không có người nào là vạn năng, bao gồm cả hắn tiêu chân nhân ở bên trong, đều khó có khả năng là vạn năng. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, người khác làm tốt hơn hắn nhiều. Ví dụ như Trạm Khắc Ngọc, Tổ sư Chỉ Thủy là danh thủ quốc gia, Nhị sư huynh Văn Thiên cũng rất được, Tiêu Phàm còn kém rất xa, chỉ có thể khác được một ít đồ. Cái này rất bình thường. Tiêu Phàm nghĩ tới Trần Dương. Phá giải các loại mật mã, bộ phận an ninh hẳn là có nhân tài trong phương diện này. Bây giờ xem ra, Trần Dương quả nhiên có thể đọc lướt qua. Tiêu Phàm đem cái hộp đen ra, trần dương lập tức hét lên một tiếng kinh hãi nói chiếc hộp tinh xảo quá chiếc hộp này chạm trổ quả thật rất tinh xảo tôi hiểu rồi anh muốn mở chiếc hộp này ra đúng không tiêu phàm cười gật đầu cái này anh thật đúng là tìm đúng người rồi nói như vậy cô là cao thủ giải mã sao trần dương cười lắc đầu nói tôi làm gì là cao thủ chúng tôi chẳng qua chỉ là trải qua huấn luyện giải mã cơ bản chiếc hộp này không phải chuyên gia không phá được đâu. Cũng rất may đúng dịp, tôi biết một chuyên gia. Vậy đi thôi. Tiêu Phàm cũng không trì hoãn. Vốn cho là phải là bộ phận an ninh, không ngờ Trần Dương dẫn Tiêu Phàm đi thẳng đến trường đại học thủ đô. Bộ phận chúng tôi kỳ thật không có nhiều chuyên gia như vậy, nhất là loại chuyên gia phá giải mật mã mê cung như thế này. Cũng không phải thường xuyên cần dùng đến, cho nên bình thường gặp tình huống này, chúng tôi đều tìm cao thủ dân gian xin giúp đỡ. Trần Dương thuận tiện giải thích với Tiêu Phàm vài câu. Cái này cũng hợp lý, hơn nữa có truyền thống như vậy. Trước kia lúc ngành tình báo giải mật mã, liền triệu tập người của rất nhiều đơn vị khác nhau cùng hợp sức. Mật mã giải xong, lại ai trở về vị trí của người ấy. Nói như vậy, chuyên gia phá giải mê cung phải là chuyên gia toán học. Đi đại học thủ đô là rất chính xác. Dù là tiêu chân nhân kiến thức rộng rãi, gặp chuyện bình tĩnh sau khi nhìn thấy Trần Dương giới thiệu cái vị, chuyên gia kia vẫn thấy kinh hãi, rất nghi ngờ hỏi Trần Dương. Có phải muốn gặp cô giáo của cô ấy hay không? Đúng chính là cô ấy. Tuy rằng Tiêu chân Nhân không có nhiều kinh nghiệm về phụ nữ, nhưng người trước mặt này, Tiêu phàm tự nhận tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Trăm phần trăm là Tiểu Cô Nương, mặc dù lớn hơn Phương do Mỹ một chút, cũng tuyệt đối không lớn nhiều, khẳng định còn nhỏ hơn so với tuổi của Trần Dương áo vải bông kẻ caro màu xanh với quần bò mài màu xanh, đi giày trắng, bím tóc đuôi ngược, cặp mắt sắc như nước, khuôn mặt trái xoan không chút phấn son cũng vô cùng xinh đẹp, dáng người thon thả xinh đẹp việt trần, mỉm cười nhạt, không toát ra được hơi thở phong độ của người trí thức. Phong Vãn nương cứ như vậy đứng ở trước mặt Tiêu Lão Đại, nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp việt trần nhã nhặn như vậy trong sân trường đại học thủ đô, đó lại là bình thường. Tuy nhiên mấu chốt ở chỗ. Trần Dương nói sẽ đưa tiêu phàm đến gặp chuyên gia. Đến bộ môn an ninh cũng phải xin chuyên gia này giúp đỡ. Trong tưởng tượng của tiêu phàm, chuyên gia như vậy, hẳn là người 4 hoặc 5 60 tuổi, đeo kính cận đen, vẻ mặt rất nghiêm túc kẻ thông thái dởm. Khác hoàn toàn so với phong vãn nương. Cũng khó trách tiêu phàm hỏi Trần Dương, chuyên gia cần tìm có phải là lãnh đạo của cô ấy? Không phải. Trần Dương rất khẳng định nói. Chuyên gia chính là người ở trước mặt này, phong tiểu muội phong vãn nương. Chị Tố Tố, chị đừng có lừa người ta, em thì là chuyên gia gì chứ? Phong vãn nương cười nhạt nói. Xem ra, phong vãn nương cũng rất vui vẻ, chỉ có điều tính cách của cô không màng danh lợi, không thích phô trương, hơn nữa với tiêu phàm là người lần đầu gặp mặt, thì càng phải chú ý phong độ. Này, yêu yêu, còn phải khiêm tốn với chị sao? Tiến sĩ toán học Đại học Thủ đô, trợ thủ chuyên trách của giáo sư Othimer, nếu vẫn không thể xưng là chuyên gia mà nói, vậy em nói cho chị nghe, ai mới là chuyên gia? Trần Dương khoát tay, day day mái tóc đen bóng của Phong Vãn Nương, cõi lòng đầy yêu thương nói. Phong cô nương là tiến sĩ toán học, là trợ thủ chuyên trách của giáo sư himer Vẻ mặt Tiêu Phàm kinh ngạc. Nói thật lòng, muốn để Tiêu Phàm giật mình, thật không dễ dàng. Tính cách Tiêu Phàm là như vậy, nhưng Trần Dương giới thiệu Phong Vãn Nương, quả thật ngoài dự đoán của Tiêu Phàm. Đầu tiên tuổi cũng không đúng, thông thường mà nói, dù thiên tài thế nào, phải được gọi là tiến sĩ, cũng phải 24 đến 25 tuổi trở lên, người này trẻ vô cùng. Tiêu Phàm cứ việc thắc mắc về Vãn Nương, nhưng cũng có thể kết luận, tuổi của Phong Vãn Nương tuyệt đối không nhiều hơn 20 tuổi. Tiến sĩ không đến 20 tuổi, hơn nữa lại là tiến sĩ toán học, điều này quá khác thường rồi. Thế nào, Tiêu Nhất thiếu, không ngờ hả? trống mắt lên nhé. Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Tiêu Phàm, Trần Dương lập tức rất là đắc ý, không kìm nổi ưỡn ngực lên. Thật là có chút. Tiêu phàm cười khổ gật đầu. Phong vãn nương liền rất lễ phép nhìn về phía tiêu phàm mỉm cười gật đầu, mang theo vẻ hết sức xin lỗi, dường như tại vì Trần Dương bớn cợt nói xin lỗi với tiêu phàm. Tôi nói cho anh biết, yêu yêu là niềm kiêu hãnh của cả khoa toán học đại học thủ đô đấy, cô ấy là nữ tiến sĩ chưa đầy 20 tuổi đầu tiên từ trước đến nay của đại học thủ đô đấy là giáo sư himer tự mình đề xuất chức danh tiến sĩ. Trần Dương bắt đầu, líu díu, giới thiệu thành tích rực rỡ của Phong Vãn Nương. Phong Vãn Nương thật đúng là trường hợp đặc biệt trong trường hợp đặc biệt. Một năm trước, cô vẫn là một sinh viên năm thứ ba hệ chính quy khoa toán học trường Đại học Thủ Đô. Bởi vì liên tục có những bài toán học vô cùng có phân lượng được đăng trên các tạp chí toán học chứ danh Toán học phân tích và ứng dụng và phương trình vi phân tại Mỹ. Làm chấn động giới toán học quốc tế, khiến giáo sư Othimer chỉ mặt gọi tên muốn cô làm nghiên cứu sinh tiến sĩ do ông hướng dẫn. Giáo sư Othimer là viện sĩ Viện Khoa học Quốc gia nước Mỹ, nhà toán học nổi tiếng toàn cầu. Trường Đại học Thủ đô mời giáo sư làm khách mời đặc biệt về nghiên cứu. Hàng năm đều bố trí thời gian đến giảng dạy nghiên cứu ở trường Đại học Thủ đô. Phòng Vãn Nương đã là học sinh của ông ấy, cũng ở trợ thủ chuyên trách của ông ấy ở trung tâm nghiên cứu toán học Đại học Thủ đô. Chuyện này cơ bản đã là quá mức ngoại lệ, suy xét đến địa vị danh tiếng của giáo sư toán học quốc tế himer suy xét đến những tiêu chuẩn nghiên cứu thực tế của Phong Vãn Nương. Đại học thủ đô đồng ý Phong Vãn Nương là một ngoại lệ được thăng cấp từ sinh viên hệ chính quy thành nghiên cứu sinh tiến sĩ. Từ nhỏ Phong Vãn Nương đã có phẩm học giỏi rất nhiều môn, lại có cái tên khác là Phong Phẩm Yêu. Quan hệ của Trần Dương với cô cũng không tệ, liền trực tiếp gọi cô là Yêu Yêu. Ai, Tiêu Phàm, anh có biết không, yêu yêu rất lợi hại, không có vấn đề gì về toán học làm khó được cô ấy. Ngay cả giáo sư Út Himer cũng nói, chính mình gặp được một của quý, bây giờ có thể thu nhận yêu yêu làm nghiên cứu sinh. Không chừng vài năm nữa, thành tựu về toán học của yêu yêu còn vượt cả ông ấy. Đạt được điều đó chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, giáo sư Út Mơ sẽ không thể dạy cho yêu yêu nữa rồi. Trần Dương cao hứng phấn chấn, nói được mặt mày hớn hở, dường như cô đã hóa thân thành phong vãn nương rốt cuộc có thể tìm được một người có thể đè ép cái tên này xuống, để hắn bớt kiêu ngạo. Người đàn ông này bản lĩnh thì thật sự bản lĩnh, kiêu ngạo cũng thật sự kiêu ngạo. Trần Dương mỗi khi nằm mơ đều mơ thấy hắn. Loại cảm giác này thật đáng ghét. mươi 253, yêu cầu quá đáng. Trần Dương, mồm miệng liến thoáng, phòng vãn nương bị cô khen đến phát ngược. Cô trước sau như một ở trong tháp nghiên cứu, lại không biết trong tình huống này nên cư xử như thế nào đang muốn ngắt lời Trần Dương, nhưng sẽ thành là không lễ phép, đành chuyển ánh mắt sang phía tiêu phàm xin giúp đỡ. Nếu tiêu phàm đi cùng với Trần Dương, nói như vậy hai người là bạn tốt rồi, hy vọng tiêu phàm có thể ra mặt cứu nguy cho mình. Ánh mắt rất linh động. Tiêu phàm lập tức lên tiếng ủng hộ. Phong vãn nương dịu dàng xinh đẹp Việt Trần, là người đẹp điển hình kiểu cổ điển. Là nghiên cứu sinh tiến sĩ toán học trong viện nghiên cứu. Người đẹp như vậy chắc không có ai khác, quả thực chính là ngoại lệ, ít khả năng xuất hiện. Trên thực tế, nghe Trần Dương giới thiệu, Phòng Vãn Nương vốn là sinh viên năm thứ ba đại học, sinh viên khoa chính quy, vậy còn bao nhiêu điểm đáng tin cậy? Nói như vậy, cô gái học đến tiến sĩ, có lẽ là rất khủng cây ít yêu ta ép rồi. Nhưng trên mặt Phong Vãn Nương khiến người ta có ấn tượng sâu sắc chính là ánh mắt của cô. Điểm này Phương Do Mỹ cũng giống như vậy, tuy nhiên Phương Do Mỹ là do đôi mắt to, long lanh nước đẹp thật sự, làm người ta không kìm nổi sinh lòng chiều mếm. Mà phong vãn nương đặc biệt là do ánh mắt của cô rất có thần. Tinh khiết giống như nước suối vậy, trong suốt thấy được tận đáy lại thông minh tài trí vô cùng. Mấy năm nay tiêu phàm duyệt vô số người, còn rất nhỏ mới thấy ánh mắt linh động thuần khiết như vậy. Chẳng qua trong nháy mắt, từ trong lòng tiêu phàm đã nảy sinh cảm giác thân thiết tin tưởng đối với phong vãn nương. Phong vãn nương quả thật cũng đáng tín nhiệm trong sâu thẳm ánh mắt của cô cũng phản ánh sự chân thật thuần khiết vô cùng, trí tuệ tuyệt đỉnh. Không những thế, cũng không thể ở tuổi 20 trở thành tiến sĩ toán học. Tuy nhiên Phong Vãn Nương xin tiêu phàm giúp đỡ, hiển nhiên cũng là, nhờ vả không thuộc mình, tiêu chân nhân cũng giống cô, cũng không am hiểu việc xử lý tình huống như vậy. Từ bản chất, tiêu phàm cũng là người giống như cô, chuyên tâm nghiên cứu học hành. Chẳng qua những cái tiêu phàm đã học nhất định phải trải qua kinh nghiệm thực tế, chứ không giống như phong vãn nương nghiên cứu tri thức toán học là lý thuyết thuần nhưng mà toán học lại là cái gốc của khoa học bất luận khoa học tự nhiên nghiên cứu cái gì và phát triển như thế nào cũng không thể tách rời khỏi lý luận toán học cơ sở thật vất vả trần dương khen phong vãn nương một câu một đoạn bị kích động nói với tiêu phàm tiêu phàm anh đem vật kia ra cho yêu yêu xem cô ấy nhất định sẽ có cách phá giải đấy phong vãn nương vội vàng rất lễ phép nói với tiêu phàm tiêu tiên sinh, có gì có thể giúp anh sao? Nhìn qua, vị tiêu tiên sinh này không giống người nói nhiều lắm, phong vãn nương nhanh chóng nói với hắn chuyện chính, mặc cho Trần Dương mở miệng liền bước đi. Phong vãn nương rất thích cách nói chuyện vừa rồi. Tiêu phàm mỉm cười lấy bản văn kiện ra, đưa cho phong vãn nương. Hắn để hộp đen trong một cái túi, mang theo bên mình. Vật quan trọng như vậy, đương nhiên không thể để trong xe không có người trông coi. Thần sắc của phong vãn nương vốn không chậm chạp, vẫn duy trì thái độ lễ phép, bản dập vừa lấy ra, ánh mắt của phong vãn nương lập tức bị hấp dẫn, trên mặt lộ ra chút vẻ ngạc nhiên. Tiêu tiên sinh, đây là nơi nào? Phong vãn nương nhận bản dập, tiện tay lật xem, hỏi. Tiêu phàm mỉm cười nói. Tiến sĩ Phong, cô thấy bản đồ án đó thế nào? Phong vãn nương thuận miệng đáp. Ừ, hình như là hình vẽ mê cung toán học thời tùy đường, vào thời bấy giờ, các nhà toán học dùng để làm một cách thức giải trí vui vẻ để tìm niềm vui. Trần Dương lập tức cười rộ lên nói: Thế nào, bây giờ tìm đúng người rồi đó, cái gì gọi là chuyên gia, đây là chuyên gia." Tiêu Phàm hỏi: "Tiến sĩ Phong, vậy cô có thể phá giải mê cung này không?" Ánh mắt của Phong Vãn Nương quay lại, nhìn về phía Tiêu Phàm, nói rất nghiêm túc: "Tiêu tiên sinh, mê cung đồ án này tuy chưa tới mức quá phức tạp, nhưng đã là nguyên lý toán học rất cao siêu." bản dập này đơn thuần dựa vào nguyên lý đó tôi cũng không chắc chắn có thể phá bỏ hình vẽ mê cung đó vậy bản gốc của cái này đâu không đợi tiêu phàm mở miệng trần dương lập tức hỏi vẻ mặt có chút lo được lo mất kỳ thật căn bản cô cũng không biết lai lịch hộp đen này càng không biết cái này có tác dụng gì đối với tiêu phàm chỉ có điều từ khi kết giao với tiêu phàm hình như đều là tiêu phàm giúp đỡ mình bản thân mình cũng chưa bao giờ giúp đỡ được tiêu phàm khiến cho trần dương cảm thấy tự ái lúc này nói cái gì cũng là vội vã muốn giúp đỡ tiêu phàm. Nếu có thể bắt đầu với bản gốc, phần thắng đương nhiên phải lớn hơn một chút. Trần Dương vội vàng thúc giục nói. Tiêu phàm, đem hộp đen kia cho yêu yêu xem. Tiêu phàm gật gật đầu, lấy hộp đen trong túi ra đưa cho phòng vãn nương. Oai a a a a, cái hộp tinh xảo quá. Phòng vãn nương vừa nhìn thấy cái hộp đen, lập tức lên tiếng tán thưởng. Trên gương mặt dạng dỡ xinh đẹp tuyệt trần, hộp đen nhánh, nhìn qua rất nặng phong vãn nương sợ một tay không bê được ai ngờ trực tiếp lấy xong lại cũng không nặng như mình tưởng tượng sau đó tiêu nhất thiếu và cảnh sát trần liền biến thành không khí phong vãn nương lập tức bị hộp đen hấp dẫn hoàn toàn hoàn toàn đem tiêu phàm và trần dương bỏ qua một bên không rảnh mà để ý trần dương nhìn tiêu phàm cười bộ dáng rất khẽ ngụ ý đúng là thấy không đây là người nghiên cứu học vấn tiêu phàm cũng khẽ mỉm cười đây mới đích thực là bộ dạng của trần dương trước kia trần dương trước mặt tiêu phàm luôn đeo một lớp mặt nạ che giấu chính mình cực kỳ chặt chẽ càng ra vẻ là một cô gái ưu tú càng có thói quen che giấu chính mình trần dương ở trước mặt hắn cũng coi là tán thành tiêu phàm ít nhất trong suy nghĩ của trần dương chẳng phải đề phòng tiêu phàm cho tới bây giờ tiêu phàm vẫn chưa làm tổn thương gì trần dương ngược lại còn truyền cho cô một loại nội công vô cùng lợi hại trần dương cũng không biết rằng đó là thần công hộ thể của trưởng giáo chân nhân vô cực môn. Không quá khoảng thời gian uống một chén trà, Phong Vãn Nương mới thở phào một cái, theo những hình vẽ bên trong hộp đen mà ra. Thế nào, yêu yêu, có thể phá giải không? Phong Vãn Nương gật gật đầu, nói. Hẳn là có thể, tuy nhiên cần phải có thời gian, tiêu tiên sinh, hộp này của anh, có thể để ở chỗ tôi không? Tiêu Phàm hỏi. Tiến sĩ Phong, căn cứ vào suy đoán của cô, đại khái cần mất bao lâu mới có thể phá giải mê cung đồ án này. Phong Vãn Nương nói, nếu tôi dùng toàn lực để làm, thì khoảng 7 ngày. Nếu vừa làm việc vừa giải, vậy khó mà nói rồi, có lẽ nửa tháng, có khi một tháng. Cần xem khối lượng công việc của tôi là bao nhiêu. Hơn nữa loại công việc này, nếu giữa chừng bị gián đoạn, có đôi khi ý nghĩ không liên tiếp thì lại cần bắt đầu lại lần nữa. 7 ngày. Tiêu phàm trầm ngâm, hai hàng lông mày hơi nhào lên. À, người ta nói nếu dùng toàn lực ứng phó cũng mất 7 ngày. Trần Dương không kìm nổi nhắc nhở tiêu phàm, phòng vãn nương cũng không phải là nhân viên của trưởng phòng tiêu. Không thể để công việc của mình sang một bên để giải cho anh mê cung trên chiếc hộp này. Tiêu phàm không để ý tới, hướng về phía phòng vãn nương, cũng nói rất nghiêm túc. Tiến sĩ Phong, tôi có yêu cầu quá đáng không? Phong vãn nương cười nói. Tiêu tiên sinh, anh muốn tôi bỏ công việc của lại phá giải đồ án mê cung này cho anh trước phải không? Tiêu Phàm lắc đầu nói. Không hẳn là như vậy. Hả, Tiêu Tiên Sinh còn yêu cầu gì nữa sao? Phong Vãn Nương cũng có chút kỳ quái. Đúng, tôi hy vọng Tiến sĩ Phong có thể tới trụ sở của chúng tôi, cho đến khi phá giải được mê cung trên chiếc hộp này. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói, bộ dạng không một chút bớn cợt. Như vậy làm sao có thể, người ta là con gái. Không đợi Phong Vãn Nương mở miệng, Trần Dương đã nhảy dựng lên, trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Ánh mắt đó hoàn toàn giống như đang nhìn một con quái vật. Như vậy cũng hơi quá đáng. Anh đến nhờ người ta giúp đỡ, sao lại có cái đạo lý ở đâu đem người ta về nhà? Hơn nữa lại đến 7 ngày trở lên. Nếu như cũng giới tính thì cũng thôi, đằng này Tiêu Phàm là đàn ông trẻ tuổi, còn Phong Vãn Nương là một cô gái trẻ. Anh đến đây là nhờ giúp đỡ, rõ ràng là mượn cơ hội tán gái chỉ có điều thủ đoạn tán gái này không khỏi quá mức vụng về, lá gan lại quá lớn rồi. Không ngờ ngay trước mặt cảnh sát trần tôi mà anh chơi chiêu thức ấy, thật không coi tôi ra gì hay sao. Nói như thế nào tôi cũng là người mà nhiều vũ đình giới thiệu để làm bạn gái anh. Chẳng lẽ bộ dạng tôi rất khó coi sao? Hay là, thân thể của tôi không đủ khiến tức giận? Trần Dương không kìm lòng nổi bộ ngực nhô lên. Phản ứng của phong vãn nương lại ngoài dự định của Trần Dương, cũng không có giận tím mặt cũng không xấu hổ không thể làm chỉ có điều ánh mắt nhìn tiêu phàm nói tiêu tiên sinh nếu nói như vậy tôi cũng cần một lý do để vượt qua thử thách đó là sự khác nhau giữa một nữ tiến sĩ và một cô gái bình thường suy xét điểm xuất phát của vấn đề hoàn toàn khác nhau chỉ cần anh có thể đưa ra lý do vượt qua thử thách tôi hẳn có thể đáp ứng nói đơn giản nữ tiến sĩ là người coi trọng đạo lý cô gái bình thường tuyệt đối không thể đương nhiên nếu chọc giận thành công một nữ tiến sĩ làm cho cô ẩn đi trong tiềm thức về một cô gái bình thường như vậy không nói đạo lý nữa cũng là cấp bậc tiến sĩ khó có thể ngăn cản tiêu phàm trầm ngâm nói tiến sĩ phong cái hộp đen này rất quan trọng đối với tôi tôi cũng cần nhanh chóng mở ra nhưng đồng thời chiếc hộp đen này cũng rất quan trọng đối với người khác bọn họ rất muốn có được thứ bên trong hộp đen tiêu phàm nói khá bí ẩn phong vãn nương lập tức hiểu được liền nói tiêu tiên sinh lo lắng là nếu để hộp đen ở chỗ tôi sẽ không an toàn sao tiêu phàm lắc đầu nói lo lắng của tôi chủ yếu không phải là lo lắng cho an toàn của cái hộp mà tôi lo lắng cho sự an toàn của tiến sĩ có một số người thật không coi trọng đạo lý cũng không quản cảm nhận của người khác nếu chẳng may có người đến cướp cái hộp làm xúc phạm đến phong vãn nương lại không biết làm thế nào những lời này do người khác nói nghe có vẻ không lọt tai khẳng định làm người khác chê cười, ai cũng sẽ không nghiêm túc. Bây giờ thế đạo này, lòng người khó đoán, ai sẽ để ý tới sự an toàn của cô. Nhưng từ trong miệng tiêu phàm nói ra, cũng là tự nhiên, phòng vãn nương lập tức sẽ tin rồi. Phòng vãn nương tin tưởng, khi cô và hộp đen xuất hiện nguy hiểm, tiêu phàm chắc chắc sẽ cứu cô, không một chút do so dự. Có một số người lần đầu tiên gặp mặt, lại lập tức có thể tâm đầu ý hợp. Tiêu tiên sinh, anh ở thủ đô sao? Ừ, vậy được rồi tôi đi với anh phong vãn nương lập tức nói trần dương không khỏi trợn mắt há hốc mồm việc này nói như vậy sao yêu yêu công việc bên này không có em phải làm sao một chút trần dương hỏi một câu không sao đâu em sẽ sắp xếp được dù sao thời gian tới giáo sư ot mơ cũng không đến công việc khác đều có thể sắp xếp được phong yêu yêu tự nhiên cười nói tựa như hoa lan trong rừng sâu nở rộ chương 254, thiên tài. Tiêu phàm trực tiếp dẫn phong vãn nương đến chỉ thủy quan. Đối với tiêu phàm mà nói, đây là cách ổn thỏa nhất, cũng không có cách nào khác. Ngoại trừ đưa phong vãn nương về chỗ mình có thể trực tiếp bảo vệ co bé ra, tiêu phàm thật sự nghĩ không ra chỗ nào có thể an toàn. Mặc kệ bên trong hộp đen có cái gì, nếu mình đã chuẩn bị chịu sự chú ý. Tiêu phàm không tin chỉ bân bọn họ sau khi lỡ tay, can tâm tình nguyện, không hề nảy sinh tâm tư gì ngoài ra cái hộp đen này cũng là một nhân tố không xác định được nguy hiểm hiểu ra trong nội cung đông hoa đế quân miếu kia nhưng bày ra hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận một phong thủy tuyệt sát đại trận như vậy chính là vì bảo vệ hộp đen này đến huyền thiên thiên võ công cao cường nội lực mạnh vào trong nội cung cũng thiếu chút nữa thì mất mạng nếu chẳng may trong hộp đen có cái gì cổ quái phong vãn nương tay chói gà không chặt chỉ sợ sẽ làm nữ tiến sĩ cây yêu ta ép sợ trong trường hợp không hề phòng bị mà mở hộp ra lại ngăn cản như thế nào quyền thiên thiên rất may mắn đúng lúc tiêu phàm đuổi tới cứu mạng mỗi người chưa chắc đã có vận khí tốt như vậy a à, chiếc xe mercedes ben vừa mới đi qua khu rừng trúc bên ngoài chỉ thủy quan phong vãn nương ngồi trên ghế phụ liền nhẹ nhàng thét lên một tiếng kinh hãi Thần sắc kinh ngạc lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp việt trần tiêu tiên sinh xin hãy dừng xe không đợi Tiêu Phàm mở miệng hỏi ý kiến, Phong Vãn Nương đã kêu lên. Tiêu Phàm nghe lời dừng chiếc Mercedes Benz ở ven đường, bắt đầu đi vào rừng trúc, đường trở nên hết sức khúc khuỷu, chín khúc 18 chỗ cong. Trên thực tế, trong phạm vi vài dặm bên cạnh chỉ thủy quan đều bị chỉ thủy tổ sư bày ra cấm chế pháp trận. Không chỉ là rừng trúc và bên trong chỉ thủy qua có trận pháp, chẳng qua pháp trận ở bên ngoài này được bố trí vô cùng bí ẩn, đồng thời cũng tương đương, cũng không phải vô cùng cẩn thận pháp trận nghiêm túc, chỉ có tác dụng phụ trợ. Có thể tăng cường hiệu lực pháp trận trong rừng trúc và chỉ thủy quan. Mê cung thật lớn. Trong mắt Phong Vãn Nương, ở đây căn bản không phải đều có chuyện như vậy. Phong Vãn Nương đứng ở bên cạnh rừng trúc, xem mọi nơi, không kìm nổi tán thưởng, vẻ mặt kinh ngạc thêm bội phục thần sắc. Mê cung, Tiêu Phàm không khỏi ngơ ngác một chút. Đúng vậy, Tiêu tiên sinh, mê cung này thật lớn, rất có ý nghĩa. Trong mê cung lớn có mê cung nhỏ, một cái cài một cái, thật là khó chơi. Phong vãn nương nhìn không gật đầu, vẻ mặt rất hưng phấn. Tiêu phàm không khỏi cười khổ lắc đầu, hóa ra trong mắt phong vãn nương, pháp trận từ tay trưởng giáo tổ sư vô cực môn bảy ra lại là một mê cung, mê cung lớn phủ lấy mê cung nhỏ. Như vậy thật là thú vị. Trước đó, tiêu phàm chưa bao giờ tự hỏi đến phương diện này. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, lại không thoải mái lắm bất kể cửu cung hay là bát quái hoặc là kinh dịch, truy cứu căn cơ đều có liên quan đến toán học. Thiên văn địa lý, y học, bói toán, khí tượng, lại không thể tách rời khỏi toán học cơ sở. Tổ sư Chỉ Thủy và hắn bày ra pháp trận này, trong mắt của đồng môn là một sự tự nhiên huyền diệu khó lường, biến hóa trong mọi khả năng. Nhưng trong mắt một số nhà toán học thiên tài, lại vô cùng đơn giản, liền biến thành mê cung. Thực tế chính là mê cung tiêu tiên sinh, anh ở trong mê cung này sao? Phong vãn nương hứng thú lên, ngửa đầu hỏi. Tương đối mà nói, thân hình của phong vãn nương tương đối mảnh mai, thấp hơn mấy cm so với cơ khinh xa, tân lâm, uyển thiên thiên, trần dương. Nói chuyện với tiêu phàm, nhất định phải ngửa đầu hướng về phía trước. Tiêu phàm cười nói, cứ coi là như vậy đi, trước kia tôi vẫn luôn ở đây, nhưng tôi cũng không coi cái này là mê cung. Đây là mê cung đó. Đúng, chính là mê cung. Trước kia tôi không cảm thấy như vậy, bây giờ theo như cô vừa nói như vậy, vẫn thật là mê cung. Như thế nào, tiến sĩ Phong có phá giải được mê cung này không? Tiêu phàm cũng hứng thú. Đối với tiêu phàm mà nói, coi các loại pháp trận trở thành mê cung, chính là quan niệm hoàn toàn mới, rất đáng được tiêu phàm nghiên cứu. Phong vãn lương nhẹ nhàng lắc đầu, có chút buồn bực nói. Không được, lần này tôi không chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Phàm hơi tò mò hỏi: "Cô phải chuẩn bị cái gì?" "Bánh mì, nước, lều trại, dù sao đều là những vật để đi dã ngoại. Mê cung này cũng rất phức tạp, tôi ước chừng không mất 10 ngày hay nửa tháng cũng không thể phá giải được." Phong Vãn Nương nghiêm túc nói. Tiêu Phàm lại giật mình buồn cười, thật sự không nghĩ tới, đại trận hai đời trưởng giáo vô cực môn bày ra, tại nơi thuần túy này, trong con mắt của người thường, không ngờ chỉ cần 10 ngày nửa tháng có thể phá giải. Thật không biết nếu lão sư phụ ông ta nghe được lời nói này của Phong Vãn Nương, trong lòng sẽ có cảm nghĩ thế nào. Tuy nhiên ngẫm lại Phong Vãn Nương là thiên tài toán học, trong đầu Tiêu Phàm lại bình thường trở lại. Trên thế giới này, người kiệt xuất có vô số, nếu có thể xuất hiện Tiêu Phàm một đại thuật sư thiên phú kinh người, thì cũng có thể xuất hiện Phong Vãn Nương trái với tự nhiên, mới 20 tuổi đã là tiến sĩ toán học. Có ai quy định chỉ có hắn Tiêu Phàm mới có thể trở thành loại khác? Đúng rồi, tiêu tiên sinh nếu anh ở chỗ này như vậy anh hẳn là rất quen thuộc đối với mê cung này phong vãn nương nhìn rừng chúc vài lần không muốn rời bỗng nhiên lại hỏi đương nhiên tôi rất quen thuộc tiêu phàm gật gật đầu đáp vậy anh có thể đi cùng tôi trong mê cung nhỏ này không nếu chẳng may lúc tôi bị lạc anh có thể nhắc nhở tôi một chút phong vãn nương thử thăm dò nói ánh mắt to chợt lóe lên linh động tự hồ sợ tiêu phàm không chịu đáp ứng xem ra tiểu mê cung này đối với cô mà nói ma lực thật sự không nhỏ tiêu phàm cười nói tiến sĩ phong phương hướng chủ công mà cô nghiên cứu chính là mê cung sao cũng hơi có chút tò mò tiêu phàm không phải nhân sĩ toán học chuyên nghiệp nhận thức đối với lĩnh vực này cũng rất hạn chế nhưng hắn biết quả thật có chuyên gia toán học cá biệt nghiên cứu phương hướng chính là phá giải các loại mê cung phong vãn nương mỉm cười cái đầu nhỏ rung rung hai cái nói không phải, đây chỉ là sở thích nghiệp dư của tôi, tuy nhiên chơi cũng rất khá đấy, tôi rất thích. Chắc chắn sở thích nghiệp dư của vị nhữ tiến sĩ này sẽ không phải là đi dạo phố, mua quần áo mới. Được rồi, tôi cùng đi với cô. Phong vãn nương không chút do dự ra sức xin tê nghỉ học, về nhà cùng một người đàn ông trẻ tuổi, thật sự là một sự tin tưởng lớn lao. Liền như vậy, tiểu phàm đương nhiên cũng phải thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của phong vãn nương. Thật sự Tiêu Phàm cũng rất muốn xem một chút, dựa theo ý nghĩ phá mê cung, làm sao phá giải đại trận vô cực mà sư phụ và hắn bày ra. Tiêu Phàm lập tức để chiếc Mercedes Benz sang bên đường, đi cùng Phong Vãn Nương vào trong con đường nhỏ vào rừng trúc. Người ngoài không biết rõ nội tình, kỳ thật đường trong rừng trúc này thông suốt, chẳng những có thể dùng chiếc xe đi qua đường cái xi măng trong rừng trúc còn vô số con đường nhỏ như ẩn như hiện. Nếu tâm tình tốt, cũng có thể tiến đến tìm U Đạp Cổ hơn nữa sẽ không lạc đường. Đây mới chính là sự kỳ diệu đại trận vô cực. Trận pháp vây người ta lại không được coi là quá lợi hại, rất nhiều trận pháp đều có loại tác dụng này. Mục đích tổ sư chỉ thủy bày ra trận pháp này cũng không phải là khiến cho khách vào rừng trúc bị vây lại, mà là làm cho bọn họ không thể phát hiện chỉ thủy quan, càng không thể tiếp cận. Vòng vò vài vòng trong rừng trúc, liền từ một phương hướng khác đi ra ngoài, vừa quay đầu, đã đến bên kia rừng trúc, rất tốt ai cũng sẽ không suy đoán lung tung, trong chỗ sâu ở trong rừng trúc rậm rạp này, kỳ thật cất giấu một đạo quan không nhỏ. Nếu thật là khiến người ta lạc đường, cuối cùng vẫn phải cần người trong đạo quán đi ra đưa người ta thoát ra ngoài. Dần ra bí mật của đạo quan trung quy cũng khó có thể giấu giếm. Nếu không, chẳng lẽ để người qua đường lạc trong rừng trúc? Dù là phong vãn nương tinh thông phương pháp phá giải mê cung, vẫn rất nhanh chóng bị mất phương hướng. Là bị lạc phương hướng, không phải lạc đường, nếu cô chỉ muốn xuyên qua rừng trúc vẫn là dễ dàng mục đích của phong vãn nương là muốn phá giải mê cung này ít nhất cũng phải tìm được một chút manh mối như vậy mắt thấy phong vãn nương đứng ở đó suy nghĩ xuất thần cẩn thận suy tính tiêu phàm liền nhắc nhở một câu bước về phía phải sáu bước lại vòng sang phía trước bên trái hai bước khảm lục đoái nhị ai ngờ phong vãn nương một mặt nghe theo chỉ dẫn của hắn một mặt khác nói ra phương vị bát quái Tiến sĩ Phong, đây là phương vị bát quái. Tiêu phàm cảm thấy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là phương vị bát quái. Phong vãn nương lại ra sức gật đầu, đối với tiêu phàm cảm thấy kinh ngạc kỳ quái. Trong thời cổ đại trong quốc gia của ta, rất nhiều cái liên quan đến cửu cung bát quái, nhất là mê cung, gần như đều có liên quan ít nhiều đến cửu cung bát quái. Muốn phá giải được mê cung cổ nhân, sẽ dựa theo ý nghĩ của bọn họ để đi suy nghĩ vấn đề không phải chính là đạo lý đó sao? Tiêu phàm cười ha hả, gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, tiêu tiên sinh mê cung này thật kỳ quái, không phải là hoàn toàn sắp xếp dựa theo bát quái, cũng không phải phương vị cửu cung, giống như cũng không hoàn toàn là phương vị ngũ hành, thậm chí cũng không thể hoàn toàn dựa theo phương pháp mà, kinh dịch, ghi lại để suy đoán, thật sự là thật kỳ quái, nói xong. Hàng lông mày kẻ đen xinh đẹp của phong vãn nương nhẹ nhàng nhào lên. Tiêu phàm hít một hơi thật sâu, cảm thấy cây ết yêu ta ép sợ. Phong vãn nương không ngờ nói ra bí mật trận pháp truyền thừa từ xa xưa của vô cực môn. Vô cực chính thống đạo, thậm chí khởi nguồn trước cả kinh dịch. Truyền thừa của vô cực môn là thể hệ độc thành, và có chỗ tương thông với nguyên lý với kinh dịch và cửu cung bát quái. Nếu Phong vãn nương là một thuật sư trình độ cao thâm, thì đã đành, có thể phát hiện truyền thừa vô cực không giống bình thường, chẳng có gì lạ. Nhưng Phong vãn nương rõ ràng không hiểu thuật pháp, chỉ là tinh thông số học, nhưng như vậy là cũng thấy rõ năng lực nhạy bén rồi, thật sự ngoài dự đoán của tiêu phàm. Như thế nào, tôi nói không đúng sao? Thấy bộ dạng cây yêu ta ép sợ của tiêu phàm, phong vãn nương vội vàng hỏi, có chút hơi bất an. Chứ không phải tôi nói sai cái gì chứ, khiến tiêu phàm tức giận rồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên tiêu phàm nói chuyện với phong vãn nương, nhưng cũng rất để ý đến cảm nhận của tiêu phàm. Cô giống như chịu chế độ giáo dục hiểu điệu thục nữ cao, đối nhân xử thế tự nhiên cũng rất nho nhã lễ độ. Không có, cô nói rất đúng. Tiêu phàm vội vàng nói, khoát tay áo, nói một câu tán thưởng từ tận đáy lòng. Tiến sĩ Phong, cô thật là một thiên tài. Đâu có, tôi thật không phải là thiên tài gì đâu, tôi chính là từ nhỏ đã có hứng thú đối với toán học. Phong vãn nương tự nhiên cười nói, hơi thẹn thùng. Tiến sĩ Phong, ở nhà tôi còn một thư viện, khả năng cô sẽ cảm thấy có hứng thú, đến lúc đó cho cô mượn xem. Có lẽ sẽ giúp ích được cho cô để phá giải mê cung. Được, được. Chương 255, đính hôn. Tình hình ở chỉ thủy quan trở nên càng thêm náo nhiệt. Những người như cô Lục thấy Tiêu Phàm dẫn một cô gái xinh đẹp đến, từng người một há mồm trợn mắt kinh ngạc, không biết đã xảy ra biến cố gì mà khiến cho Tiêu Phàm thay đổi tính tình, bắt đầu thu thập gái đẹp. Phải nói Tiêu Phàm trước đây, đối với chuyện nam nữ chỉ là gà mờ, nhưng ánh mắt của các cô gái này thật không tồi. Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên đều là những đại mỹ nữ hiếm gặp, có đủ thước tha thủy mị. Hôm nay đưa cô gái này đến, có vẻ trang nhã, tri thức, nhưng tôi thấy cô gái xinh đẹp ưu tú này không hợp với tiêu phàm, nhìn thoáng qua thì có chút giống Tân Lâm, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Với cái tốc độ này, không đến một năm, chỉ thủy quan này sẽ chất đầy mỹ nữ. Tiêu chân nhân hóa thân thành hoàng đế, giấu người đẹp ở lầu vàng để hưởng phúc. Tiêu Phàm vội vội vàng vàng giới thiệu thân phận thực sự của Phong Vãn Nương cho mọi người. Các loại ánh mắt, hồ nghi quả thực khiến Tiêu Chân Nhân toát mồ hôi lạnh. "Hoan nghênh, hoan nghênh, tiến sĩ Phong." Uyển Thiên Thiên lập tức sôi nổi tiến đến, cầm tay Phong Vãn Nương cười hì hì nói. Ma nữ số một, hiện giờ vẫn trang điểm như một tiểu cô nương, nhìn thoáng qua còn trẻ hơn so với phương do Mỹ, mắt và môi đều đánh rất đậm, khuôn mặt xinh xắn, lại hơi hồng hồng. Dù sao cũng là bệnh nhân, mỗi ngày Tiêu Phàm đều cho uống thuốc một lần, trong cơ thể lại có âm khí, song âm khí này tích tụ nhiều năm, không những vô cùng nặng mà cả lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh tám mạch đều dối rắm, phải làm thế nào mới loại trừ được đây? Dù là Tiêu Phàm pháp lực cao tới đâu, thuật pháp có tinh thông cũng không thể trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Huống chi Uyển Thiên Thiên đã hai lần bị đả kích, mạch gần như rứt, nội thương trầm trọng như thế, tiêu phàm lấy chân nguyên bản mệnh trị thương cho cô, cũng không phải trong mấy ngày đã thấy tác dụng. Đừng thấy huyền thiên thiên đi lại nhảy nhót, hoạt bát vui vẻ, kỳ thực bệnh cô ta rất nặng. Chị Phong, chị đã tròn 20 tuổi chưa? Đã là tiến sĩ rồi ư? Chị thật giỏi, em khâm phục chị đấy. À, phải rồi, chị Phong, chị rất đẹp, em chưa từng thấy nữ tiến sĩ nào xinh đẹp như chị đấy. Phong vãn nương bị sự nhiệt tình của Uyển Thiên Thiên làm cho ngượng ngùng, vội cầm bàn tay gầy guộc của uyển thiên thiên nói em gái em mới thật xinh đẹp đấy đường huyên cuống quyết nghiêng đầu qua cố nín cười tiêu phàm cũng quay đầu đi dường như nhịn được tân lâm thản nhiên nói tiến sĩ phong cô còn kêu cô ấy là muội muội à cô ấy lớn tuổi hơn cô cô ấy trêu cô đấy một câu sau này lại là nói với uyển thiên thiên có chút bất mãn từ ngữ khí của tân lâm cũng có thể nhìn ra được mấy hôm nay quan hệ giữa Uyển Thiên Thiên và Tân Lâm vẫn không có tiến triển gì. Sự đố kỵ của hai cô gái không hề giảm đi chút nào. Chị, Phong Vãn Nương mặc dù rất biết giữ lễ độ, nhưng lại ngờ vực đánh giá Uyển Thiên Thiên, cô do dự, dường như có chút hoài nghi với chỉ thị này của Tân Lâm. Nhìn thế nào Uyển Thiên Thiên cũng chỉ như một học sinh cấp 3. Thân là một tiến sĩ, lại đi gọi một học sinh cấp 3 là chị cũng hơi quá rồi. Thấy Uyển Thiên Thiên nháy mắt, hình như muốn tiếp tục đùa giỡn tiêu phàm không thể không ra mặt hắn cười nói tiến sĩ phong thiên thiên rất thích đùa giỡn với người khác tuổi của cô có thể lớn hơn cô ấy một chút này em sắp xếp cho tiến sĩ phong một căn phòng đi bất kể như thế nào ở thủy quan này tân lâm cũng là chủ nhà uyển thiên thiên và đường nguyên đều là khách còn những chuyện khác không cần tiêu phàm dặn dò tân lâm nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa vâng tiến sĩ phong xin mời theo tôi Tân Lâm gật đầu, lập tức nói với Phong Vãn Nương, trong lời nói có chút khách khí, dường như có thiện cảm với Phong Vãn Nương, ít nhất là có thái độ ôn hòa hơn nhiều so với Uyển Thiên Thiên. "Vâng, cảm ơn chị." Với Tân Lâm, Phong Vãn Nương thật ra không chút do so dự mà gọi một tiếng "chị". Về tuổi tác thực sự mà nói, Tân Lâm có thể nhỏ tuổi hơn Uyển Thiên Thiên, tuy nhiên nhìn bề ngoài một cách đơn thuần, Tân Lâm trông điềm đạm, thành thục, chín chắn hơn Uyển Thiên Thiên nhiều nói thật ra phong vãn nương vẫn là thích tiếp xúc với tân lâm đây cũng là do tính cách giống nhau đó chính là cái gọi là như tầm ngưa mã tầm mã mời tiến sĩ số học giải mã mê cung nhờ cô nghĩ hộ nhìn bóng lưng mềm mại của phong vãn nương uyển thiên thiên bĩu môi nói trong đầu không ngừng oán thầm mời tiến sĩ thì mời tiến sĩ chứ làm gì mà phải mời nữ tiến sĩ mời nữ tiến sĩ cũng được thôi có thể nhịn được nhưng lại là cô gái trẻ như thế Sinh như thế, vóc dáng lại đẹp thì thật là không thể chịu được. Thuật nghiệp có chuyên ngành riêng, bất luận là lúc nào, tin tưởng chuyên gia vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi không nói cô ta không phải chuyên gia, ý tôi là chuyên gia này quá trẻ, quá xinh đẹp rồi." Uyển Thiên Thiên nói thầm, đầy ghen tị. Tiêu Phàm thấy bắt đầu đau đầu, hắn vốn rất đau đầu vì Uyển Thiên Thiên, lần trước kiên chỉ cự tuyệt lời mời của Uyển Thiên Thiên, tưởng rằng làm thế sẽ cắt đứt được liên lạc với mà nữ này không ngờ mọi chuyện lại tiến triển ngoài dự kiến của hắn sau cái đêm ở dương tây trấn đó không cần nói uyển thiên thiên đã hợp tình hợp lý coi mình là người con gái của hắn cho dù là bản thân hắn về mặt tâm lý cũng đã thay đổi rõ rệt bất luận thế nào hắn cũng không thể xóa đi toàn bộ sự việc trong buổi tối hôm đó ra khỏi đầu mình không lưu lại một chút dấu ấn cho dù có được tâm thái như thế nhưng tiêu chân nhân cũng không có cách nào với uyển đại đương gia mau đi tập luyện đi đừng có lười biếng tiêu phàm nghiêm mặt quát lớn một câu đây cũng không phải là cách tiêu chân nhân chỉ có thể ra sức giả bộ ra vẻ uy nghiêm để ma nữ điêu ngoa kia tự thấy mình suy yếu xem có còn chịu nổi được nữa không chỉ sợ từ giờ trở đi vẫn không chế phục được cô ta luyện thì luyện được thôi hung dữ cái gì chứ quyền thiên thiên lại lẩm bẩm vài câu như là thật sự là cô học trò phải chịu ấm ức đúng lúc này điện thoại di động của tiêu phàm kêu tiêu phàm cầm lên xem lại là giản tú hoa mẹ hắn gọi tiêu phàm liền nghe điện thoại huyền thiên vốn đang nói thầm vài câu thấy mẹ tiêu phàm gọi đến đành phải thôi đi qua một bên tiểu phàm à công việc bận không con ở đầu dây bên kia giản tú hoa có vẻ tâm trạng rất tốt tiêu phàm cười nói mẹ có chuyện gì thế mẹ nói thẳng ra là được rồi giản tú hoa cười ha hả nói cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tối nay, con có bận gì không? Nếu có thời gian cùng mẹ tham dự một buổi họp mặt nhé. Họp mặt, họp mặt gì à? Tiêu phàm lập tức đề cao cảnh giác. Hắn sợ mẹ chỉ là lấy cớ tham dự họp mặt, giới thiệu đối tượng cho hắn. Hiện nay, tiêu chân nhân đã khốn khổ vì tình, riêng chuyện uyển thiên thiên và tân lâm cũng đủ khiến tiêu chân nhân đau đầu rồi. Hơn nữa, chuyện với Trần Dương còn không biết giải thích thế nào với nhiều vũ đình. Nhiều vũ đình với mẹ của Trần Dương cũng thân thiết, nếu như thật sự giới thiệu đối tượng cho Trần Dương, lại là cháu ruột của tiêu lão ra, bất luận có thành hay không, cũng phải có một kết quả. Xem đứa nhỏ này kìa, cùng mẹ tham dự một buổi họp mặt thôi, còn căng thẳng cái gì chứ? Giản Tú Hoa vừa nghe nghe thấy trong giọng nói tiêu phàm có ý, đề phòng liền có chút mất hứng. Tiêu phàm vội vàng giải thích. Mẹ, con không có ý đó, mẹ biết tính con không thích tham gia mấy hoạt động này mà. Giản Tú Hoa nói: "Buổi họp mặt tối nay con tốt nhất nên đi, con bác Diệp Diệp khí Vân đính hôn, ông nội không phải đã nói, để con giúp ba con nhiều hơn, sắp xếp ổn thỏa các quan hệ sao?" Con bác Diệp đính hôn: "Diệp Linh, đúng thế, con còn nhớ Diệp Linh à?" Tiêu Phàm lắc đầu cười. Hắn có thể không nhớ Diệp Linh sao? Nói ra thì, Diệp Linh là bạn học của hắn, lúc đầu cùng học ở bát trung, thậm chí khi đó còn có ý kiến muốn để hắn là đối tượng của Diệp Linh. Diệp Khí Vân là một trong những trợ thủ đắc lực của ông nội, trùng hợp con gái ông ta và Tiêu Phàm có thể kết làm thông gia với Tiêu Trạm, như thế thì không còn gì tốt hơn. Chẳng qua lúc ấy, Tiêu Phàm và Diệp Linh đều còn nhỏ, người lớn cũng chỉ là nói chơi, không ai chính thức nói về chuyện này, nghĩ là sẽ chờ chúng lớn hơn chút nữa cũng không muộn. Ai dè, sau này Tiêu Phàm lại kiên trì lên, học viện đạo giáo trở thành người xuất gia, Diệp Linh lại thi đỗ một đại học có tiếng tiêu chạm quá mất mặt không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa không ngờ nhiều năm như vậy diệp linh cũng phải lấy chồng rồi tuy rằng giản tú hoa nói là đính hôn nhưng đến địa vị và thân phận của diệp khí vân hôm nay con gái ông ta đính hôn với người khác lẽ nào đối phương sau này không thể hủy hôn mẹ diệp linh đính hôn con nhất định phải đi tiêu phàm mỉm cười nói thế mới phải chứ các con là bạn cũ người ta đính hôn con mà không có mặt thì đâu có được phải không Giản Tú Hoa liền thở phào một cái, nói: "Kỳ thực Tiêu Phàm đồng ý tham gia buổi họp mặt này, phần lớn là nể mặt Diệp Khí Vân, chứ không phải vì hắn và Diệp Linh là bạn cấp 3. Bạn học cấp 3 của Tiêu Phàm rất nhiều, không lẽ ai đính hôn cũng phải đi uống rượu mừng sao?" Tiêu Chân Nhân cũng không có nhiều thời gian rảnh đến thế. Nhưng con gái của Diệp Khí Vân đương nhiên không giống. Giản Tú Hoa vừa rồi dặn dò không sai. Tiêu lão gia quả thật đã sắp xếp để Tiêu Phàm từ từ tham gia các sự kiện trọng đại của Tiêu gia. Bản thân Tiêu Phàm cũng không thể đi trên con đường này, chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ, giúp Tiêu gia mở rộng các mối quan hệ. Là một đại tướng trung kiên của Tiêu gia danh tiếng nhất, Diệp Khí Vân đương nhiên là một đối tượng phải tạo mối quan hệ tốt. Bất kỳ một trận đấu nào, muốn đánh thắng, đầu tiên nội bộ phải đoàn kết một lòng. Nội bộ lục đục chỉ tổn hao sức lực và tiền của thường thì còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tranh đấu ngoại bộ. Cái gọi là, đề vỡ ngàn dặm vì cái tổ kiến, chính là ý này. Cuống hồ, quan hệ giữa tiêu trạm và Diệp Khí Vân xưa nay rất tốt, giản tú hoa và phu nhân của Diệp Khí Vân cũng rất thân thiết. Nếu chỉ là những buổi họp mặt thông thường, trước đây sẽ không thông báo với tiêu phàm, nhưng bây giờ giản tú hoa lại đi khuyên tiêu phàm tham gia. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự cố gắng của tiêu phàm đã phát huy tác dụng người lớn trong nhà đang ngày càng coi trọng hắn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 255